Tước Tích, Quách Kính Minh, quyển 1, chương 7, di tích yêu tua. Di tích yêu tua, đế quốc Ác Lan phía tây, tòa thành cổ lớn như một phần mộ khổng lồ. Di tích này không biết đã trải qua bao nhiêu năm niên đại, suốt chiều dài lịch sử Ác Lan chưa từng nghe nhắc đến một tòa thành cổ khổng lồ như vậy tồn tại. Dưới chân là con đường lát kính đá cẩm thạch, thời gian hàng vạn năm đã để lại vô số dấu vết trên bề mặt của nó. Dõi mắt nhìn quần thể kiến trúc đứng sừng sững, tuy đã đổ nát tan hoang nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được cảnh phồn vinh trước đây của di tích này. Trong thành cổ không hề có bất cứ âm thanh nào, bốn bề vắng lặng như tờ, sự im lặng mang đến một áp lực khiến người ta hoảng sợ, huyệt thái dương như muốn căng ra, luôn có cảm giác trong bóng tối có một thứ gì đó nơi xa xăm đang đi đến, hoặc là ngay bên cạnh họ có một ai đó đang ẩn mình lặng lẽ nhìn họ. Kỳ Linh sởn gai ốc, đây rốt cuộc là đâu? Thiên Thúc U Hoa nhìn Kỳ Linh và Liên Tuyền, lại nhìn tòa thành cổ vĩ đại như lăng mộ này, tiếng nói như bị gió rét rứt lìa cành, đây chính là tử vong cô đẩy tôi đến. Liên Tuyền lạnh lùng nói, nhưng rõ ràng tôi đã chạm vào quân cờ còn lại, nói đến đây, U Hoa ngừng lại, không dám nói tiếp nữa, Liên Tuyền không thèm để ý cô, quay người nhìn xung quanh. Có lẽ, tử vong mà Ngân Trần và Phùng Hồn nói không phải là chạm vào quân cờ thì sẽ chết, mà là quân cờ này thông đến một vùng đất tà ác chẳng khác nào đi đến tử vong. Dù sao quân cờ chỉ có thể đưa người ta đến không gian khác, chứ không trực tiếp lấy tính mạng người ta, vậy cũng chưa chắc. Nếu đặt một lò lửa ở cửa ra quân cờ, thì chạm vào cũng tương đương với chết đi ngay lập tức đúng không? Kỳ Linh nghiêng đầu, ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, Liên Tuyền im thinh thích hồi lâu, rốt cuộc mới thốt ra ba chữ qua kẽ răng, cảm ơn cậu. Kỳ Linh hoàn toàn không nghe thấy Liên Tuyền đang mỉa mai mình, hai tay vung lên, khách sáo nói, hì, khách sáo quá. Liên Tuyền hít thật sâu, kìm nén ý niệm muốn quất cậu ta vài cái, đi về phía trước, đứng ở đây mãi cũng không phải cách hay, Liên Tuyền nói với Kỳ Linh, sau đó quay đầu nhìn Thiên Thúc U Hoa mặt mày tái nhợt, nếu không muốn chết thì đi theo chúng tôi, con đường dài hun hút, Thiên Thúc U Hoa thả mười mấy con điêu tuyết bay trước mở đường. Ánh sáng trắng trên người chúng dẫn dắt họ đi về phía trước, dưới ánh sáng le lói, di tích đồ sộ trở nên thật đẹp đẽ và bớt đi vẻ hoang vu. Rất nhiều cột đá khổng lồ nằm ngã trên mặt đất, trong vài cái mơ hồ thấy được xương trắng. Khắp nơi là cổng vòm và bậc thang rộng lớn điêu khắc bằng vật liệu xa xỉ đã đổ nát. Chúng nói lên rằng tòa nhà này đã từng là một nơi phồn hoa và cao quý không đâu sánh kịp. Phù, 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 tiếng động liên tiếp vang lên như âm thanh thổi tắt nến, mười mấy con điêu tuyết bay mở đường biến mất tăm, giống như đèn lồng trắng bị gió thổi tắt, bóng tối như từ trên cao đổ ập xuống, bao trùm lên ba người bọn họ. Trong bóng tối đen ngòm, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của ba người, trước mắt là cảnh tăm tối rợn người, không biết thứ gì đó từ chốn vô định lao đến, U Hoa, cô đừng chạy lung tung. Kỳ Linh quay đầu nói với U Hoa, tôi đâu có chạy, tôi vẫn ở bên phải anh mà. U Hoa nhỏ giọng trả lời, vậy mới đây, nói đến đây, Kỳ Linh đột nhiên sợ hãi im bặt, không tài nào tiếp tục được. Nếu U Hoa vẫn ở bên phải cậu, thì thứ vừa chạy qua bên trái cậu là gì đây? Hai, tiếng thở yếu ớt vang lên. Ba người nín thở không dám nói lời nào, thật là tiếc quá. Trong bóng tối, một giọng nói của bé gái văng vẳng truyền tới, không nghe ra cảm xúc, thanh âm rên rỉ như đánh vần từng tiếng vậy. Trong tầm mắt Kỳ Linh đột ngột xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu trắng, khi ánh sáng càng lúc càng rõ, Kỳ Linh nhìn ra đó là một chiếc kèn khổng lồ lơ lửng giữa không trung, âm thanh dường như phát ra từ đó, đáng tiếc cái gì. Liên Tuyền khẽ di chuyển hai bước, che trước mặt Kỳ Linh và U Hoa, cô là ai? Thiên Thúc U Hoa nhìn bóng dáng Liên Tuyền che trước mặt mình và Kỳ Linh, trong lòng lướt qua một tia áy náy, một tràng âm thanh như tiếng vải bị xé rách, chiếc kèn bóng loáng chợt mở ra một cái lỗ, sau đó, một cánh tay trắng bệch vươn ra, tiếp theo là tiếng soàn soạt vang lên liên tiếp, một người giãy dụa chui ra, mái tóc dài đổ xuống như thác nước, phủ kín cả khuôn mặt, cô bé chậm chạp bò ra khỏi kén, với tư thế uốn éo một cách quái dị, tiếng xương cốt răng rắc vang vọng trong bóng tối khiến người ta sởn gai ốc, cô ta từ từ cong hai chân, ngồi trên kén, qua hồi lâu rốt cuộc mới dương đôi mắt mông lung, yếu ớt nói với ba người họ, đáng tiếc, các người sắp chết hết rồi, trong mắt Kỳ Linh phút chốc co chặt, Lợi. Lợi Cát Nhĩ, hay, cậu nhận ra tôi à? Cô bé dương đôi mắt màu tím đục ngầu nhưng không nhìn về phía Kỳ Linh mà nhìn về một nơi nào đấy, cất lên âm thanh lanh lảnh như ma quỷ, như vậy nhất định cậu cũng nhận ra nó rồi chứ, dãy kiến trúc hoang tàn sau lưng cô ta bỗng lòe lên quần sáng trắng, một con bướm khổng lồ ngọ ngoậy cựa mình giữa vách đá. Trên đôi cánh là xúc tu nhớp nháp tua tủa, chất nhầy xanh xám rơi tí tách trên tảng đá như tiếng máu nhỏ từng giọt từng giọt. Mùi hôi thối trong không khí theo cánh nó lên xuống, kích thước nó lớn hơn lúc ở thị trấn Phúc Trạch không biết bao nhiêu lần,
Cốt Điệp Lợi Trác Nhĩ. Tại sao cô lại ở đây? Không phải cô, Kỳ Linh kinh ngạc đến tột độ không thốt nên lời. Tôi ở đây đương nhiên là vì nơi này có bí mật, Lợi Trác Nhĩ cười quái gở, nói, nhưng các người đã đi vào khu vực bí mật, nên phải chết. Nói xong, cô ta lại nhìn mông lung vào một nơi nào đó rồi nhẹ nhàng giơ tay lên, che miệng cười. Chúng tôi không muốn ra tay với cô. Lúc trước cô đánh không lại Nanh Thương Tuyết, hiện tại nó đã là hồn thú của tôi rồi. Tôi cũng không muốn làm cô bị thương. Cô nói cho chúng tôi biết làm sao để ra ngoài, chúng tôi sẽ không đụng vào bí mật của cô. Trước kia tôi không đánh lại nó, nhưng bây giờ thì có thể đấy. Lợi Trác Nhĩ thay đổi tư thế, giơ tay vuốt ve một nhánh xúc tu đặt quán rũ xuống của Cốt Điệp. Trước kia. Cô nói trước kia nào? Kỳ Linh nghe không hiểu. Trước kia, đương nhiên là trước khi tôi chết ấy. Lợi Trác Nhĩ hơi cau mày, mất kiên nhẫn trả lời. Nói xong, cô ta vẫy nhẹ tay, Cốt Điệp phía sau nặng nề lão đảo bay lên từ đống phế tích, hồn lực khiến dòng khí xung quanh cuộn xoáy mãnh liệt. Đây quả thật không phải hồn lực của nhà hồn thuật bình thường, đây quả thật gần tương đương với hồn lực của Vương Tước. Liên Tuyền kinh ngạc tột độ, cô hoàn toàn không dám tin vào sức mạnh cô đang cảm nhận được từ cô bé đối diện. Liên Tuyền vung tay lên, hai sợi xích sắt bén len ken phóng thẳng về phía Cốt Điệp khổng lồ đang bay đến, song lại như đánh vào không khí, sợi dây xích xuyên qua người nó như xuyên qua ánh sáng và sương mù, không hề tạo ra thương tích gì. Lợi Trác Nhĩ ngồi trên kén đồng thời đưa tay chụp lấy u hoa phía sau Kỳ Linh, cánh tay cô ta đột nhiên vươn dài ra như vô hạn nhưng không thể nhìn thấy được, tiến vào thân thể u hoa. Kỳ Linh quay người, thấy lồng ngực u hoa thình lình xuất hiện một lỗ máu, sau đó nghe thấy bên trong như bị siết chặt, vẻ mặt u hoa đau đớn vặn vẹo. Kỳ Linh lấy thanh kiếm gãy ra, chém vào khoảng không trước mặt u hoa như thể chém vào một cánh tay trong suốt, hàng loạt tia sáng lóe lên. Lợi Trác Nhĩ rút tay về, trong mắt thoáng chốc biến thành màu vàng óng. Sau đó, Lợi Trác Nhĩ như nhìn thấy ma quỷ, sắc mặt thay đổi hẳn. Cô ta nhẹ nhàng vẫy tay, Cốt Điệp khổng lồ bay trở lại phía sau, ngồi trên kén, ánh mắt cô ta sợ hãi và run rẩy như thấy quỷ. Không gian vẫn im ắng như tờ, u hoa vịn tường đá, đau đớn thở hổn hển. Kỳ Linh và Liên Tuyền quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng mặc áo choàng đen phía sau lưng họ, cô không đánh lại tôi đâu, đi nhanh đi. Bóng dáng áo choàng đen nhẹ nhàng nói, âm thanh nghe có chút sắc bén, anh, Lợi Trác Nhĩ vẻ mặt không cam lòng, anh đến đây làm gì, tôi đến dẫn họ đi. Lợi Trác Nhĩ dương đôi mắt to trống rỗng nhìn người đó thật lâu, cuối cùng không can tâm, cô ta gào lên, cả người biến mất trong bóng tối, người kia cởi mũ trùm xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú không sao kể xiết, Kỳ Linh nhìn đến sững sờ. Tuy cậu và Ngân Trần cũng được xem như vô cùng anh tuấn, nhưng người trước mặt này dường như có gương mặt và ngũ quan còn đẹp hơn cả phụ nữ. Đôi mắt lay lấy như đá quý, bờ mi mảnh mai và làn da trắng như tuyết, nhưng giọng của anh ta lại trầm thấp và hùng hậu đầy nam tính. Tôi đến dẫn các người ra ngoài, anh là, Liên Tuyền cảnh giác hỏi. Vương Tước cấp 3, Tất Lạp, người mặc trường bào đen đứng trong bóng tối, thản nhiên trả lời. Ba người nghe xong đều bàng hoàng, bốn người quay lại trở về cửa vào. U Hoa, Kỳ Linh và Liên Tuyền đều không dám nói chuyện, đối với họ, cơ hội được gặp Vương Tước Hàng trên quả thật quá ít, mà đứng trước mặt họ lại là Vương Tước cấp 3, điều này thật sự khiến người ta không dám tin. Trong suy nghĩ của họ, ba vị Vương Tước Hàng đầu là một bí ẩn vô cùng to lớn, là thần viên cổ rất hiếm khi xuất hiện, không qua lại với người khác, thậm chí chẳng ai biết thiên phú của họ là gì, chỗ này không phải là nơi các người nên tới, sớm đi ra ngoài thôi. Tất Lạc nhìn Kỳ Linh, bình tĩnh nói, vâng ạ. Nơi này không đến nỗi nào, chẳng qua gặp Lợi Trác Nhĩ thôi. Kỳ Linh thấy Tất Lạp rất hòa nhã, năng khiếu làm thân của cậu bắt đầu phát huy. Mới vừa rồi, bọn tôi gặp phải con quái vật giống như con dung đỏ lòng bên ngoài mới kinh hoàng ấy. Đó là một trong bốn hồn thú hung ác nhất bị phong ấn dưới đáy đồi hồn, tên nó là Chúc Phúc. Chúc Phúc. Tôi phải cảm ơn mẹ nó đã đặt cho nó cái tên này. Nó cứ gọi là dễ thương hay hơn, à không, kiểu điệu mới hợp. Kỳ Linh tức giận. Cái tên này là chúng tôi đặt cho nó để tiện gọi. Tất Lạp thoáng nhìn Kỳ Linh, lạnh lẽo trả lời. Ồ, Kỳ Linh ngại ngùng gật đầu, vậy những con còn lại thì sao? Cùng cấp bậc hồn lực với Chúc Phúc còn có Tự Do, Khoan Dung và hồn thú chư thần hoàng hôn của U Minh Vương Tước cấp 2. Tất Lạp nói, ồ, vậy nơi này thì sao? Đây là nơi nào? Trông giống như một phần mộ vậy. Kỳ Linh quay đầu lại, nhìn đường nét kiến trúc cao lớn trong bóng tối dày đặc. Nơi này tên là Di Tích Yêu Tua. Anh nói anh là Vương Tước, nhưng Vương Tước chắc chắn không đi vào đây được. Sao anh có thể đi vào đồi hồn? Kỳ Linh thắc mắc, tôi có cách đưa các người ra ngoài thì đương nhiên có cách đi vào. Vậy khi nãy, Lợi Trác Nhĩ bảo bọn tôi tới gần khu vực bí mật này là gì vậy?
Tôi đến đây không phải để trả lời câu hỏi của các người, nếu muốn ra ngoài thì đứng yên đó, tôi sẽ đưa các người ra. Liên Tuyền và U Hoa gật đầu, quay đầu lườm Kỳ Linh. Tất Lạc cũng quay đầu nhìn Kỳ Linh, đôi mắt đẹp như thần thánh trên trời, ánh mắt rung động lòng người lưu chuyển trong bóng tối. Di tích Yêu Tua, đế quốc Ác Lan phía Tây, âm thanh sột soạt vang lên trong bóng tối như ma quỷ lặng lẽ trốn khỏi địa ngục. Trong không khí tĩnh mịch lại hiện ra vầng sáng trắng, Lợi Trác Nhĩ vẫn ngồi trên chiếc kén với tư thế kỳ dị, mái tóc xõa tung, lại đến nữa à. Cô mơ màng đảo tròng mắt trống rỗng, lần này là ai? Không gian tối đen bỗng bị vầng sáng xanh lục soi chiếu một vùng rộng lớn. Giữa vùng sáng là một cậu bé mặc áo choàng xanh lá, đầu đội mão bạc cẩn đầu kim cương màu đen, trông dáng vẻ chừng 8, 9 tuổi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, cậu đi qua đến đâu tiếng len keng vang lên đến đó. Lẽ nào cô trông thấy ba người đứng sau tôi còn không biết tôi là ai ư? Lợi Trác Nhĩ ngẩng đầu, ba người đàn ông ăn mặc giống nhau lẳng lặng xuất hiện sau lưng cậu bé. Họ đều mặc áo choàng dài chấm đất, màu sắc phân biệt theo thứ tự, thân hình họ cũng cường tráng và cao lớn giống hệt nhau. Dù áo choàng bọc kín đến gió cũng không thổi lọt nhưng vẫn có thể cảm ứng được hồn lực mênh mông trong thân thể họ. Cậu bé khẽ ngồi xổm xuống, nhắm mắt lại, cẩn thận vỗ về mặt đất như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cậu muốn làm gì? Lợi Trác Nhĩ mở đôi mắt mông lung, mặt mày sa sầm nhìn cậu, cậu bé hoàn toàn không trả lời cô ta. Lợi Trác Nhĩ cười khẩy, vươn bàn tay gầy trơ, tái xanh chọc vào khoảng không trước mặt nhưng không bắt được cổ của cậu như dự tính của cô ta. Ngược lại trong nháy mắt, cánh tay đã đứt lìa khỏi bả vai, cô ta nghi ngờ nghiêng đầu nhìn lại xác nhận. Lúc quay đầu lại đã thấy một trong ba người đàn ông đứng sau lưng cậu bé nhẹ nhàng tiến lên hai bước, anh ta vươn tay ra khỏi áo khoác, làm một tư thế kỳ lạ. Giây tiếp theo, Lợi Trác Nhĩ đã thấy trước mặt mình lên xuống, qua lại, xoay tròn điên đảo. Cô cẩn thận suy nghĩ, đến lúc hiểu ra thì đầu đã rời khỏi cổ, cô định cất tiếng kêu nhưng cổ họng chỉ có gió thổi vù vù, đôi mắt to mông lung của cô ta cũng không khép lại được nữa. Dường như cậu bé chẳng hề để ý đến chuyện xảy ra trước mặt, cậu ngừng vỗ, xong rồi đặt năm đầu ngón tay lên một đống đất nhô lên, tiếp theo vô số tia sáng xanh biếc hừng hực xoay tròn thoát ra khỏi bàn tay cậu, trên mặt đất nhanh chóng lan rộng một trận ma pháp to lớn, hằng hà sa số đường hoa văn phức tạp thoát cái hiện đầy cả mặt đất di tích Yêu Tua. Như vậy, bắt đầu thôi. Cậu khẽ khàng thốt ra câu này, sau đó năm ngón tay cắm xuống đất, nham thạch vỡ vụn trong nháy mắt, Tất Lạc quay đầu lại. Trận nổ vang như động đất cực mạnh truyền đến từ nơi xa khiến anh khẽ cau đôi mày, xảy ra chuyện gì vậy? Kỳ Linh cũng cảm giác được hồn lực lạ lùng nổ tung phía xa, không liên quan đến các ngươi, Tất Lạc bỏ đi không hề ngoảnh lại. Giờ phút này, theo trận ma pháp xanh biếc thăm thẳm không ngừng cuồn cuộn, mỗi một tấc đất trên di tích Yêu Tua như có vô số con trăng lục chui ra khỏi nền đất. Trong không khí, hàng vạn vong linh như Lợi Trác Nhĩ thoáng chốc biến thành mây khói, rất nhiều linh thể vỡ thành mảnh nhỏ, rất nhiều hồn thú nổ tung tóe. Tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng cả bầu trời di tích như muốn chấn động làm sụp đổ không gian. Chỉ chốc lát sau, cả di tích trở thành phế tích sạch bong, im lặng như tờ. Cậu bé đứng lên, khẽ phủi tay, giết chết hàng vạn u linh như Lợi Trác Nhĩ như thể chỉ là trò chơi nho nhỏ, nhìn ba sứ đồ phía sau với đôi mắt xanh biếc, ra lệnh, như vậy, chuyện kế tiếp giao cho ba người. Hãy tìm ra nó, hành lang vực thẳm, đế quốc Ác Lan phía Tây, sương mù như từng con bạch xà chậm chạp trườn lên trên mặt đất. Không gian trắng đục, trông như vùng hoang vu không có ban ngày. Ngân Trần ngẩng đầu, trên cao vời vợi là những tán cây đang xen kéo dài, ánh sáng chiếu xuyên qua kẽ lá bị màn sương trắng lại làm mờ đi, trở thành tia sáng lạnh lẽo âm u mơ hồ trước mặt. Toàn thân anh lạnh ngắt, cảm giác tựa như có một con dao găm sắc bén đâm vào tim, nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng như biển đen cuộn sóng dưới ánh trăng. Bên cạnh anh, Quỷ Sơn Phùng Hồn ngồi bệt hẳn xuống đất, khuôn mặt anh ta tái nhợt chết lặng. Đôi môi xám ngoét run run như đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh khủng của nhân gian. Trước mặt họ là xác chết của Tư Tế Bạch Ngân, trong suốt như xác ve, tất cả trống rỗng hoàn toàn. Đôi mắt non nớt xinh đẹp ôn hòa như hổ phách vẫn còn hiện hữu khi nãy, lúc này chỉ còn lại hai hốc mắt rỗng tuếch, đen sì. Chỗ sâu nơi hốc mắt vốn là nhãn cầu giờ đây chỉ còn là lỗ trống thăm thẳm, đang bốc khói trắng lạnh lẽo từ bên trong. Bọn họ thật ra là thứ gì? Quỷ Sơn Phùng Hồn sợ hãi hỏi. Hai Tư Tế Bạch Ngân còn lại ở trong trái tim đế đô, cũng là thứ này sao? Ngân Trần không sao trả lời được. Tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi chẳng khác nào những cảnh tượng kinh hoàng chỉ có thể có ở địa ngục. Tuy anh vẫn giữ được sự tỉnh táo và tư thế vững vàng, nhưng thật ra trong lòng đã không nhịn được muốn khom người xuống nôn ọe, cảm giác kinh tởm sôi trào, dày xéo trong dạ dày. Anh không thể tin được Tư Tế Bạch Ngân lại là vật như vậy. Rốt cuộc bọn họ đến từ đâu? Cuối cùng bọn họ là thứ gì? Không ai có thể trả lời anh.
Ngân Trần cảm thấy cả Ác Lan đều bao phủ dưới tầng mây đen kịt đầy bí mật. Hết bí mật này đến bí mật khác chồng chéo lên nhau tạo thành những đám mây mù mịt, điên cuồng nuốt chửng tất cả ánh sáng. Trên đỉnh đầu đùng đoàn những tia sấm chớp liên tục kéo đến báo hiệu sự diệt vong. Hành lang vực thẳm, đế quốc Ác Lan phía tây, Tất Lạp đi đầu, bóng lưng anh cao lớn nhưng đồng thời tỏa ra khí chất ma mị. Kỳ Linh ngầm so sánh anh với Ngân Trần, cảm thấy Tất Lạp trước mắt giống như thầy phù thủy thần bí trong bóng tối, còn Ngân Trần thì lại giống như thánh kỵ sĩ có huyết thống cao quý hơn. Cậu quay đầu định nói suy nghĩ này với Liên Tuyền, nhưng thấy vẻ mặt cô cực kỳ căng thẳng như đang suy tư điều gì đó, thế nên cậu cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Trong khu rừng rậm rạp chỉ còn tiếng bước chân đang dẫm lên lá sột soạt của họ, một cảm giác hơi tê dại đột nhiên ùa đến tay Liên Tuyền, cô bất chợt đưa tay lên cản trước mặt Kỳ Linh. Vừa định lên tiếng đã nghe thấy Thiên Thúc U Hoa bên cạnh nói, dừng lại, phía trước có người, khoan đi tiếp đã. Liên Tuyền quay người nhìn Thiên Thúc U Hoa, cô thu hồn lực lại trước, không biết đối phương là người thế nào, đừng chủ động trêu chọc họ. Tất Lạp đi đầu quay lại, khuôn mặt tuấn tú vô song của anh trong ánh sáng êm dịu này tựa như thiên thần đến từ thiên giới. Anh cất lời với giọng trầm thấp vô cùng không tương xứng với dáng vẻ bề ngoài đầy khí phách của mình, không cần phòng bị, phía trước là vương tước của các người, Ngân Trần và Quỷ Sơn Phùng Hồn, đế đô Gờ Răng, đế quốc Ác Lan phía tây. Kỳ Linh ngồi ở mép chiếc giường lớn bằng gỗ đàn đen được điêu khắc hoa văn rất tinh xảo, nhìn Ngân Trần đang ngồi bên bàn uống nước, trong đầu vẫn là cảnh hàng lang vực thẳm đầy sương mù và vô số hồn thú đẳng cấp cao khiến người ta sợ hãi vài phút trước, song chỉ trong giây lát, họ đã ở nơi phồn thịnh và vô cùng cao sang ở đế quốc này, đế đô Gờ Răng. Anh ta làm sao làm được thế này? Đến bây giờ, Kỳ Linh vẫn chưa hiểu khi cậu vừa mới gặp lại Ngân Trần, chưa kịp nói chuyện, trong không khí liền xuất hiện một trận cuồng phong. Tất cả như rơi vào một không gian kỳ diệu, ngay sau đó họ đã đứng trước cổng tòa nhà cao lớn như cung điện. Khi Ngân Trần nói với Kỳ Linh họ đã đến Gờ Răng rồi, cậu sợ đến mức mặt mày trắng bệch, đây là thiên phú của Tất Lạp. Ngân Trần nhìn Kỳ Linh, vài ngày không gặp, mặt Kỳ Linh đã gầy đi, có điều không hề có vẻ bệnh tật, ngược lại bớt đi nét thiếu niên, thêm vào chút khí khái đàn ông và cường tráng. Cậu biết thiên phú là gì không? Thiên phú là, tôi biết, tôi biết. Kỳ Linh nhảy ngay ra khỏi giường, đi đến trước mặt Ngân Trần, kéo băng ghế ngồi đối diện anh. Thiên phú chính là năng lực đặc biệt vốn có của mỗi chúng ta. Loại năng lực này do mạch linh hồn tạo nên. Mạch linh hồn khác nhau sẽ quyết định thiên phú khác nhau. Kỳ Linh nhìn vẻ mặt Ngân Trần đầy hứng thú, gãi gãi đầu, ngại ngùng bổ sung. Tôi nghe Liên Tuyền nói, từ. Thiên phú của vương tước cấp 3 Tất Lạp khiến anh ta lâu nay là người chế tạo quân cờ của Ác Lan. Khi nãy lúc mấy người chúng ta đứng yên trên mặt đất, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Tất Lạp đã chế tạo một quân cờ mở ra không gian liên thông tới Gờ Răng. Vì thế chỉ trong nháy mắt, chúng ta đã đến được nơi này. Trời ạ, thiên phú của anh ta là chế tạo quân cờ. Kỳ Linh đặt phịch cầm lên bàn. Không đúng, không thể nói vậy. Chế tạo quân cờ chỉ là một phần trong khả năng thiên phú của anh ta thôi. Nói một cách chính xác, thiên phú của anh ta là điều khiển không gian và thời gian. Ngân Trần nhìn gương mặt ngơ ngơ của Kỳ Linh, dường như không đành lòng đã kích cậu nhưng vẫn nói tiếp. Nói theo ý khác là tốc độ của anh ta không có giới hạn, anh ta có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng để đi từ không gian này đến không gian khác. Dĩ nhiên việc này cần phải hao tốn hồn lực rất lớn, thiên phú này đã giúp anh ta trở thành vương tước duy nhất có thể tạo ra trận ở bất kỳ nơi nào trong phạm vi lãnh thổ Ác Lan. Trận là gì ạ? Kỳ Linh cao mày hỏi Ngân Trần, mỗi ngày dường như lại có một điều mới mẻ. Nghĩ đến đây, Kỳ Linh lại cảm thấy chán nản, cậu cứ nghĩ rằng khi trở thành sứ đồ, cậu có thể nhanh chóng trở nên lợi hại như anh, nhưng thực tế cho thấy những gì cậu biết về thế giới này thật quá ít ỏi, chưa đến 1%. Trước đây, cậu nghĩ rằng, thế giới hồn thuật hoàn toàn không tồn tại, nhưng nay cậu đã trở thành một phần của thế giới đó, hơn nữa còn là phần vô cùng quan trọng. Thật ra, trận là mạch linh hồn trong thân thể chúng ta được tạo ra ở bên ngoài cơ thể. Lúc chiến đấu hoặc lúc cần tiêu hao phần lớn hồn lực, chúng ta tạo ra trận xung quanh mình. Theo lý thuyết là phục chế một mạch linh hồn khác bên ngoài thân thể, khi chúng ta ở trong tâm của trận, hồn lực chúng ta lưu chuyển trùng với mạch trận, vì thế hồn lực và thiên phú cũng sẽ mạnh lên gấp nhiều lần, nhưng sử dụng trận khó vô cùng, nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố, đại loại cần phải có rất nhiều chất xúc tác phù hợp với thuộc tính hồn lực của cậu mới có thể chế tạo thành công. Khoan đã, Ngân Trần, tôi nghe không hiểu. Phức tạp quá. Kỳ Linh khẩn thiết nhìn Ngân Trần hít sâu một hơi, cố gắng nhẫn nại. Anh nhìn vách tường đối diện, không nhìn Kỳ Linh nằm nhoài trên bàn nữa, tâm trạng bình ổn nhưng hai tay âm thầm siết lại, nói tiếp, có thể nói như thế này, thuộc tính hồn lực của chúng ta là nước,
nên chúng ta nhất định phải ở trong khu vực có lượng nước lớn mới thuận lợi tạo ra trận, ví như ở mặt biển, mặt hồ. Vương tước với hồn lực cao siêu có thể tạo ra trận trên mặt đất ẩm ướt sau khi mưa, nhưng loại trận này thường rất yếu, không kéo dài được lâu. Với lại, các vương tước cấp bậc khác nhau sẽ tạo ra những trận khác nhau, hiệu quả mang lại thường liên quan đến thiên phú của người đó. Chẳng hạn vương tước cấp 6 Siriu được xưng tụng là vương tước vĩnh sinh. Trận do ông ta chế tạo có thể khiến người ở bên trong có năng lực hồi sinh và trị liệu trong tức thời. Từng có truyền thuyết kể rằng, không thể nào giết được Siriu ở trên biển, khi ông ta ở trong trận hồi sinh của mình, tốc độ khôi phục chỉ có thể miêu tả bằng từ kinh khủng. Đây cũng là nguyên nhân ông ta được gọi là vương tước vĩnh sinh. Kỳ Linh nhắm mắt lại, mặt của mày ê gác cầm lên bàn, không biết đang suy nghĩ gì. Ngân Trần cũng không để ý đến cậu, nói tiếp, trong bốn đế quốc trên lục địa Odin, nhà hồn thuật của Ác Lan phía Tây thật ra nằm ở thế yếu trong việc bày trận, bởi vì thuộc tính hồn lực của chúng ta là nước, nên chúng ta không thể lúc nào cũng bày trận để hỗ trợ cho sức mạnh của mình được. Trong bốn đế quốc Freyr thuộc lửa phía đông sử dụng trận yếu nhất, họ chỉ tạo được trận trong hoàn cảnh xung quanh đầy lửa, nham thạch nóng chảy. Giỏi sử dụng trận nhất là đế quốc Inde thuộc gió ở phía bắc và đế quốc Eolet thuộc đất ở phía nam, họ có thể tạo ra trận ở bất cứ nơi nào có gió và đất. Vậy nhà hồn thuật Freyr thuộc lửa chẳng phải rất đáng thương sao, gặp nhà hồn thuật quốc gia khác chỉ có thể trơ mặt ra bị đánh. Thật không công bằng, Ngân Trần lắc đầu, mạch hồn và sức mạnh của nhà hồn thuật đế quốc Freyr không giống như cậu tưởng tượng đâu. Sau này, cậu gặp họ vẫn nên tránh đi là hơn, vương tước và sơ đồ nào của họ cũng không trêu vào nổi, cách vận hồn của họ có sức mạnh tấn công nhất trên lục địa Odin đấy. Được rồi, dù không phải người thuộc lửa, tôi cũng không thể trêu vào được. Tôi chỉ là sứ đồ cấp 7 nho nhỏ mà thôi. Ngoài đường tùy tiện xuất hiện một sứ đồ nào cũng lợi hại hơn tôi. Kỳ Linh trề môi, thổi tóc trên trán mình bay bay. Cảm ơn cậu, cả đế quốc Ác Lan, sứ đồ có thể tùy tiện xuất hiện, trên đường cũng chỉ có 6 người mà thôi. Ngân Trần lườm cậu, nhẫn nhịn không nhét băng vụn vào cái miệng đang lải nhải kia. Có điều dù sao cũng là nói đến đây rồi, Ngân Trần, thiên phú của chúng ta rốt cuộc là gì vậy? Kỳ Linh đến gần Ngân Trần, gác cầm lên tay anh đang đặt trên bàn, ngửa mặt lên nhìn khuôn mặt anh tuấn tú tựa như được điêu khắc từ đá quý của anh gần trong gang tấc. Cậu định làm gì? Ngân Trần cúi xuống, nhìn Kỳ Linh đang cọ cọ cầm trên cánh tay mình, cậu là cúng sao? Còn muốn làm nũng trước mặt chủ nhân của mình, anh xem lại mình đi, nói lời này mết lòng nhau lắm đấy. Kỳ Linh nhắm mắt, tiếp tục gác cầm lên cánh tay Ngân Trần, ra vẻ hưởng thụ, bàn cứng quá, tôi đặt cầm lên đó rất khó chịu. Ngân Trần vung tay, đẩy cả người Kỳ Linh thẳng dậy, vậy thì cậu ngồi thẳng lên cho tôi, vậy tôi nằm lên giường đây. Tôi thật sự quá mệt mỏi rồi. Kỳ Linh lê mình đi đến giường, dang rộng tay chân ngã xuống, vùi mặt vào chăn, anh nói tiếp đi, tôi vẫn nghe đây, thiên phú của chúng ta là gì? Mặt Ngân Trần trắng bệch, anh hít thở thật sâu, sau đó nhìn thanh kiếm gãy còn phân nửa đặt ở góc phòng của Kỳ Linh, bình tĩnh nói, lẽ nào cậu không phát hiện lúc cậu lấy được hồn khí này không hề phải bỏ nó vào dung hòa với cơ thể mình, để nó tích tụ sức mạnh trong tức ấn rồi mới có thể sử dụng như Quỷ Sơn Liên Tuyền và Thiên Thúc U Hoa sao? Đúng vậy. Kỳ Linh bật dậy khỏi giường, đi đến góc tường cầm lấy thanh kiếm gãy lên, xem xét hết lần này đến lần khác, vận dụng hồn lực trên tay thả vào, thế là những hoa văn trên thân kiếm cũng tỏa sáng theo, nhưng sau phút chốc kinh ngạc, nỗi thất vọng to lớn cũng theo đó mà đến. Kỳ Linh vứt kiếm xuống đất vang lên một tiếng, gì đây chứ? Thiên phú của vương tước cấp 7 chỉ là không cần dung hợp hồn khí vào cơ thể mình mà có thể trực tiếp sử dụng thôi sao? Đây là cái thiên phú chết dẫm gì vậy? Răng rắc, hai tiếng vang giòn giả, đầu gối Kỳ Linh đau nhức như bị hai con dao găm đâm vào, gối mềm nhũn ra, quỳ phịch xuống sàn nhà. Ngân Trần rút tay về, hòa vào hồn lực tỏa sáng trên đầu ngón tay biến mất, lần sau cậu còn không có tôn ti trật tự như vậy, tôi sẽ chém đứt hai chân cậu. Kỳ Linh tức tối quỳ trên mặt đất, đôi mắt ngấn nước ấm ức, cậu cố kiềm chế không để nước mắt chảy ra, nhưng chẳng thể nào kìm được, hốc mắt mỗi lúc một đỏ hoe, cậu quay đầu đi không nhìn Ngân Trần, mím chặt môi ngó đăm đăm vào góc tường, cậu không phục phải không? Ngân Trần nhìn Kỳ Linh đang rất ấm ức, hỏi, không phải là tôi không tôn kính anh? Kỳ Linh ngẩng đầu lên, hai giọt nước mắt lăn xuống. Khuôn mặt thiếu niên tuấn tú rơi lệ khiến người ta vô cùng đau lòng. Từ bé tôi đã là tiểu nhị ở trạm dịch, luôn bị người ta xem thường, bị người ta bắt nạt. Lúc tôi còn bé xíu cha tôi đã chết rồi, lên núi săn thú bị sói cắn chết, mẹ ôm tôi khóc 3 ngày, đến ngày thứ 4, thừa dịp sáng sớm tôi còn ngủ thì nhảy xuống sông tự vẫn. Năm đó tôi mới 9 tuổi thôi, tôi cứ ở nhà khóc mãi, không ăn không uống, đến khi đói meo liền đi ra ngoài, vừa đi vừa khóc, sau đó đến cửa trạm dịch,
thấy người bên trong đều đang ăn cơm, tôi đi vào cũng muốn ăn nhưng bà chủ đuổi tôi ra ngoài vì tôi không có tiền, tôi ngồi trước cửa trạm dịch, cũng không biết đi đâu. Người qua kể lại, về sau tôi đói đến ngất xỉu, bà chủ dẫn tôi vào cho ăn cơm rồi hỏi han tình cảnh của tôi, mới chứa chấp cho tôi ở lại trạm dịch làm tiểu nhị. Sau này, tôi vẫn chạy việc ở đó cho đến khi lớn lên. Tôi luôn hy vọng mình có thể tài ba một chút. Nếu như ban đầu tôi có thể như hiện tại thì cha tôi sẽ không bị sói cắn chết, mẹ tôi cũng không tự vẫn. Lòng Ngân Trần xót xa, anh vung tay lên, hai khối băng trên đầu gối Kỳ Linh vỡ tan, cậu đứng lên đi, sau này không được thiếu lễ phép với bất kỳ vương tước nào. Kỳ Linh vẫn bất động, quỳ trên mặt đất như cũ. Cậu giơ tay lên lau nước mắt chảy trên mặt, mặt đỏ hoe nói tiếp, từ ngày anh thu nhận tôi thì tôi đã quyết tâm đi theo anh, tuy anh đối xử với tôi rất lạnh nhạt nhưng tôi biết anh tốt với tôi. Tôi không ngốc, có thể cảm nhận được mà, chuyện gì anh cũng dạy tôi, nói cho tôi biết, tôi cũng cảm giác được anh đặt kỳ vọng rất cao. Sứ đồ khác từ bé đều lớn lên trong thế giới hồn thuật này, nhưng tôi thì chẳng hiểu gì cả, chắc chắn trong lòng anh ít nhiều cũng ghét bỏ. Đổi lại là tôi cũng muốn có một sứ đồ cừ khôi chứ không phải là kẻ mà ngay cả hồn thú là gì, thiên phú là gì cũng không biết, nhưng anh cũng không hề vì vậy mà xem thường tôi, không cần tôi. Kỳ Linh tôi không có gì khác, chỉ cần người khác tốt với tôi thì tôi sẽ tốt lại với họ gấp bội, cho nên tôi muốn trở thành người lợi hại, để anh không thấy mất thể diện. Mà sau này có vương tước khác bắt nạt anh, hoặc hồn thú muốn làm hại anh, tôi có thể giúp anh đối phó với bọn họ. Khi anh gặp nguy hiểm, tôi cũng có thể bảo vệ anh, tôi không muốn làm một kẻ vô dụng. Tôi không có ý gì khác, chỉ nhiêu đó thôi. Ngân Trần nhìn Kỳ Linh quỳ trước mặt, tuy trong mắt anh cậu vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng gương mặt đã được năm tháng phong trần dần già điêu khắc nên diện mạo của một chàng trai trưởng thành, bả vai và lồng ngực ngày một nở nang, đôi chân thon dài hơn. Những thứ này đều là dấu hiệu cho thấy cậu đang từ từ trở thành một người đàn ông. Lòng Ngân Trần dấy lên nỗi xót xa, anh phát hiện mình luôn coi cậu là một đứa bé, chưa từng muốn tìm hiểu cậu. Anh quay đầu, trong mắt hiện lên vô số đường vân màu xám, ký ức quay cuồng trong đầu như sợi xích sắc bén bị kéo càng khiến anh đau nhức. Cậu nói không sai, tôi chỉ là vương tước cấp 7, bất cứ vương tước nào cũng xếp trên tôi, bất cứ sứ đồ nào cũng xếp trên cậu. Cậu đi theo tôi thật ra chịu rất nhiều uất ức. Kỳ Linh đứng lên, đi đến trước mặt Ngân Trần rồi quỳ xuống, tì má lên đùi anh, hốc mắt vẫn còn vương lệ. Cậu nhỏ giọng nhưng nghiêm túc nói, Ngân Trần, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy, tôi có thể gặp anh, hơn nữa, còn được làm sứ đồ của anh, chuyện này đối với tôi mà nói là may mắn từ trên trời rơi xuống. Buổi tối tỉnh giấc, tôi thường rời giường xem anh có còn đó hay không. Tôi cảm thấy bản thân như đang nằm mơ, sợ tỉnh giấc sẽ không còn thấy anh nữa. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ cha mẹ, chưa từng có ai tốt với tôi cả. Trong lòng tôi, anh chính là người thân duy nhất, cảm giác như là anh trai tôi, thậm chí là cha tôi vậy, cho nên tôi đã quyết tâm đi theo anh. Hơn nữa, nếu không nhờ anh thì tôi chả biết gì cả. Đừng nói là vương tước và sứ đồ, cho dù là bất cứ nhà hồn thuật nào, thậm chí là người đàn ông vạm vỡ nào khác cũng có thể dễ dàng đánh chết tôi như trở bàn tay. Vì vậy hiện tại, tất cả đều là anh cho tôi. Tuy anh chỉ là vương tước cấp 3 nhưng tôi cũng nguyện làm sứ đồ cấp 7. Cho dù vương tước cấp 1 quỳ xuống van xin tôi làm sứ đồ của anh ta, tôi cũng không làm. Ngân Trần nhìn Kỳ Linh gục đầu trên chân mình, dáng vẻ thiếu niên non nớt, chung quy vẫn là đứa trẻ chưa chín chắn. Anh nở nụ cười hiếm hoi, nói, cậu nghĩ hay quá, sứ đồ của vương tước cấp 1 không dễ làm vậy đâu. Cậu đứng lên đi, đừng quỳ nữa, không cần, như vậy thoải mái. Kỳ Linh duỗi thẳng chân, ngồi trên mặt đất, mặt vẫn đặt trên đùi Ngân Trần. Ngân Trần, thiên phú của chúng ta rốt cuộc cũng chỉ có vậy thôi hả? Dĩ nhiên không phải. Bình thường không phải cậu rất thông minh ư, sao bây giờ ngốc thế? Cậu xem cho rõ đi, nói xong, Ngân Trần giơ tay lên, trên cánh tay hiện chi chít hoa văn vàng óng, nháy mắt tiếp theo nghe thấy hàng loạt tiếng len keng, trong không khí nổ ra rất nhiều sợi tơ mềm mại xoay tròn, sau đó rối rít bắn vào vách tường đối diện. Kỳ Linh quay đầu, sau khi thấy rõ hình ảnh trước mắt liền há hốc mồm không thốt nên lời. Giờ phút này, cả vách tường đều cắm đầy đủ loại hồn khí, từ thanh giáo kỵ sĩ đến kiếm bằng bạc, từ cái thuẫn bằng vàng đến thanh mâu cán dài. Trong thoáng chốc, vách tường căn phòng như biến thành vách đá trong đồi hồn vậy. Đây đều là hồn khí của anh hả? Kỳ Linh kinh ngạc đến nỗi nói chuyện lắp bắp. Đúng vậy, cho nên thiên phú của chúng ta không phải là không cần hòa nhập vào hồn khí vào cơ thể như cậu hiểu. Ngược lại, chúng ta có thể hòa nhập hằng hà sa số hồn khí vào cơ thể. Không những thế, chúng ta còn không cần thu hồi nó vào trong tước ấn mà vẫn giữ được sức mạnh của hồn khí.
thậm chí có thể biến hồn khí của người khác thành của mình. Nếu hình dung chính xác thiên phú của chúng ta thì phải là đồng điệu vô hạn hồn khí, đồng điệu vô hạn hồn khí, đúng vậy, tức là chúng ta dùng hồn lực của mình tác dụng lên những hồn khí khác, khiến chúng có thể để chúng ta tự do sử dụng, tương tự với việc đưa một mảnh sắt đến gần nam châm, mảnh sắt này sẽ bị từ tính hút lấy, chúng ta giống như nam châm, có thể biến bất kỳ hồn khí nào thành vũ khí bị hồn lực chúng ta điều khiển, tôi biết mà. Ngân Trần Anh chắc chắn lợi hại nhất. Kỳ Linh bật dậy khỏi mặt đất, đôi mắt hưng phấn tỏa sáng, thật ra thì đó cũng không phải chỗ lợi hại nhất của chúng ta, thật sao? Còn gì nữa? Còn gì nữa? Kỳ Linh kích động hỏi, Ngân Trần nhìn Kỳ Linh, không nói cho cậu biết, ánh mắt như thể đang khảo sát cậu. Kỳ Linh thoáng trầm tư, vẻ mặt đột nhiên pha lẫn kinh ngạc và mừng rỡ, lẽ nào? Lẽ nào là, Ngân Trần dùng ánh mắt khích lệ Kỳ Linh nói tiếp, thiên phú thật sự của chúng ta còn là vô hạn hồn thú. Kỳ Linh đè nén niềm hân hoan trong lòng, thử hỏi dò, Ngân Trần nhìn Kỳ Linh, gương mặt hiện lên nụ cười tán dương. Mắt anh sáng ngời như sao lấp lánh, cậu đoán đúng rồi, hồn khí là nơi hồn thú thứ hai ký sinh, nếu chúng ta có thể điều khiển vô hạn hồn khí, trên lý thuyết tương đương với chúng ta có vô hạn hồn thú, trời ạ. Đây quả thật. Ngân Trần, anh phải là vương tước cấp 1 mới đúng. Lợi hại quá đi mất. Kỳ Linh xông đến, ôm cổ Ngân Trần, kích động quá đỗi, ánh mắt Ngân Trần trở nên ảm đạm, nhưng ngay lập tức biến mất vào nơi sâu thẳm trong đáy mắt, nhanh đến nỗi Kỳ Linh không kịp nhìn thấy, đừng ôm chặt như vậy. Người cậu hôi quá, mấy ngày không tắm vậy hả? Mau cút đi tắm đi, vâng, tuân lệnh vương tước. Kỳ Linh vừa cười ha ha đi ra ngoài vừa nói. Nhưng mà Ngân Trần, tôi chẳng cảm thấy người mình hôi chút nào cả. Thật ra, tôi rất sạch sẽ đấy, chỉ là vì người anh thơm quá nên thấy người tôi hôi thôi. Nhưng nói gì thì nói, có phải anh tắm một ngày ba lần không vậy? Quần áo trắng anh mặc cũng không thấy bẩn, lần đầu tiên tôi thấy đàn ông sạch sẽ như anh, còn sạch hơn mấy cô gái trong trấn Phúc Trạch của tôi nữa, còn chưa nói xong thì mặt đất đột ngột đâm vụt lên một núi dao băng sắc bén, chỉ ngay giữa đũng quần cậu, vậy để tôi cũng biến cậu thành con gái, để cậu luôn sạch sẽ nhé, không cần. Thật không cần. Sau này, tôi sẽ tắm 8 lần một ngày. Kỳ Linh nói xong bèn chạy nhanh như chớp. Một đêm không mộng mị, có lẽ do hai ngày nay quá lao lực, thân thể mệt mỏi đến mức cực hạn cho nên lúc Kỳ Linh nằm xuống, đầu vừa chạm vào gối đã ngủ mất. Khi tỉnh lại, Ngân Trần đã mặc quần áo chỉnh tề đứng thẳng trước cửa sổ như một thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Mặt trời lên cao chiếu vào cửa sổ, ánh nắng óng ánh trên tóc Ngân Trần tỏa sáng xung quanh. Ánh sáng soi chiếu gương mặt lạnh lẽo của anh tựa như ngọn núi tuyết dưới ánh mặt trời khiến người ta cảm thấy thần thánh và cao quý. Hàng mày sắc nét và rậm rạp như hai thanh dao găm mạ vàng trong sắc nắng. Kỳ Linh thầm thở dài, con người không thể so bì với nhau, sứ đồ thì càng không thể so bì với vương tước được. Không biết một ngày nào đó trở thành vương tước, mình có được một nửa khí chất cao quý này của Ngân Trần hay không nhỉ? Có điều nếu mình thành vương tước, vậy Ngân Trần thì sao? Thôi vẫn nên làm sứ đồ thì hơn, chạy việc cho anh ấy, săn thú xung quanh, cuộc sống như vậy cũng không tệ. Kỳ Linh suy nghĩ trong lòng, không khỏi cười ha ha. Ngân Trần nghe thấy tiếng cười liền quay lại. Trông thấy Kỳ Linh mới ngủ dậy đầu tóc rối bù như tên tâm thần, Kỳ Linh cũng ngại ngùng, lúng túng đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Ngân Trần, tối qua sau khi tôi ngủ rồi mới nhớ đến chuyện này. Kỳ Linh vừa mặc đồ vừa nói, cậu có thể mặc quần xong rồi hẳn nói với tôi được không? Ngân Trần quay mặt đi, không thể chịu nổi, dĩ nhiên có thể. Soạt, Kỳ Linh siết đai lưng lại. Tối hôm qua, tôi nhớ đến thiên phú của chúng ta là đồng điệu vô hạn hồn khí. Vậy tôi có thể lấy hàng trăm đao kiếm trong đồi hồn mang ra, chỉ lấy có một thanh thật đáng tiếc. Sau này, tôi không vào đó được nữa rồi, lúc trước, anh nên nói cho tôi biết mới phải. Vẻ mặt Kỳ Linh rất ấm ức, thứ nhất, cậu đột ngột xông vào đồi hồn, tôi còn chưa kịp dặn dò cậu nên lấy hồn khí nào và làm sao để đi ra ngoài thì cậu đã đâm đầu vào rồi. Trách ai nữa hả, quả thật cậu như dựng một sân khấu trước cửa địa ngục hát cho đám tử thần nghe, sau đó đi một vòng vậy. Xem như cậu may mắn quay trở về được, Ngân Trần lạnh mặt, quở trách Kỳ Linh, thứ hai, cho dù cậu muốn lấy thêm cũng không thể được. Trong đồi hồn, một khi cậu lấy được một món hồn khí thì không thể nào lấy được hồn khí khác nữa, dù cho cậu dùng hết sức lực cũng không thể, vậy không đúng. Kỳ Linh nghiêng đầu. Thế hôm qua, anh đùng đùng vứt ra nhiều hồn khí như vậy, ở đâu ra thế, đồi hồn không ngừng sản sinh hồn khí mà cũng không ngừng có sứ đồ vào đó lấy nó ra. Sau khi họ trở thành vương tước, lại có sứ đồ mới bước vào đồi hồn,
người sẽ chết đi, người sẽ biết mất, nhưng hồn khí thì không, chúng sẽ rơi lạc ở các ngóc ngách nào đó trên thế giới này. Rất nhiều lúc, vương tước biết rõ sinh mệnh của mình sắp kết thúc nên sẽ lặng lẽ tìm một nơi hoang vu không ai ở để chờ đợi cái chết của mình. Cho nên Atlan trải qua lịch sử dài đằng đẵng không biết bao nhiêu năm, trên lục địa này thật ra rơi lại rất nhiều hồn khí trước đây vương tước từng sử dụng. Tuy nhiên, những hồn khí này từng bị họ hòa nhập vào cơ thể, đồng điệu với cách vận hồn đặc biệt của họ, dù người khác có lấy được cũng không thể sử dụng. Đối với họ, đó chỉ là một phế vật xinh đẹp song vô dụng mà thôi. Nhưng với người có thiên phú đồng điệu vô hạn hồn khí như chúng ta mà nó, những hồn khí này là tài sản quý báu, những hồn khí này đều do anh tìm được à. Siêu quá, hai mắt Kỳ Linh tỏa sáng, từ lúc chưa ban ấn cho cậu, tôi không có sứ đồ, cho nên một mình tiêu dao tự tại. Trong vài năm, tôi đi lang thang khắp lãnh thổ này, góp nhặt rất nhiều hồn khí lợi hại, Ngân Trần gật đầu nói, và, vậy có thể lấy ra cho tôi xem được không? Hôm qua, vì quá kinh ngạc nên tôi còn chưa kịp xem kỹ. Kỳ Linh khua tay múa chân, vô cùng hưng phấn, đó đương nhiên, đôi mắt Ngân Trần nheo lại, là không được. Kỳ Linh nghẹn họng, câu, bố khỉ nhà anh, sôi sục vài vòng trong cổ họng nhưng vẫn không dám thốt ra. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Tất Lạp đứng ngay bên ngoài, bộ trường bào ôm gọn thân người anh tràn ngập cảm giác bí ẩn. Anh im lặng mỉm cười giống như một con báo săn màu đen huyền bí, Ngân Trần, Kỳ Linh, hai người đến phòng tôi một chút. Quỷ Sơn Phùng Hồn, Quỷ Sơn Liên Tuyền và cả Thiên Thúc U Hoa đều ở đó. Tôi có một số việc nói với các người, được. Ngân Trần gật đầu, Tất Lạp nhẹ nhàng nở nụ cười trên gương mặt anh Tuấn, giống như mưa bụi ngày xuân bay xuống mặt hồ tạo ra từng vòng sóng lăn tăn, tràn ngập sự mê hoặc khiến lòng người xao động. Sau khi Tất Lạp quay người đi, Kỳ Linh khoác tay lên vai Ngân Trần, thở dài nói, Ngân Trần, anh có thấy dáng vẻ Tất Lạp đẹp quá mức cho phép không? Một người đàn ông có khuôn mặt như vậy thật là yêu nghiệt mà. Tuy anh cũng rất điển trai nhưng đứng bên cạnh anh ta, anh lại thua, tôi thấy cậu đấy. Ngân Trần thở dài gạt tay Kỳ Linh khỏi vai mình. Luôn có vấn đề, hử, tôi có vấn đề gì? Kỳ Linh nhếch môi, khinh thường nói. Bởi vì dáng vẻ anh ta có vấn đề, Ngân Trần không thèm ngoái lại, đi thẳng. Kỳ Linh đuổi đến phòng Tất Lạp, đẩy cửa ra đã thấy ngoại trừ Tất Lạp đứng cạnh cửa sổ, còn lại mọi người đã yên vị rồi. Họ ngồi vây quanh chiếc bàn lớn, vẻ mặt rất nghiêm túc, vì vậy Kỳ Linh không đùa giỡn nữa, nhẹ nhàng quay người đóng cửa lại, sau đó ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống bên cạnh Ngân Trần, hệt như con cúng con. Tất Lạp quay người, khuôn mặt Tuấn Mỹ liền chìm vào vầng sáng nhàn nhạt, các người nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tôi. Bây giờ hỏi đi, Tất Lạp, tôi hỏi trước, nếu quân cờ cả Atlan đều do anh chế tạo, vậy sao hai quân cờ trong đồi hồn đều đi đến di tích yêu tua? Quân cờ vốn nên đi đến hành lang vực thẳm để sau khi sứ đồ lấy được hồn khí thuận lợi rời đi là do anh đổi sao? Ngân Trần mở đầu, không khí trong phòng nhanh chóng lạnh xuống, cảm giác căng thẳng vô hình tràn ngập, anh nói gì? Kỳ Linh đột ngột quay đầu lại nhìn Ngân Trần, sao anh biết chúng tôi đã đến nơi tên là di tích yêu tua? Tôi nhớ tôi chưa nói với anh mà, tối hôm qua, sau khi cậu ngủ, tôi đã gặp Tất Lạp trong hành lang, hỏi chuyện của các người khi ở trong đồi hồn. Ngân Trần không vui khi bị Kỳ Linh ngắt lời, nhưng cũng dằn lòng trả lời vấn đề không hề quan trọng này của cậu. Vậy là hai người thừa dịp tôi ngủ lén gặp nhau hả? Kỳ Linh nhướng mày. Ôi, may là Tất Lạp không phải nữ, nếu không hai người sẽ bị đồn thổi mất thôi, nhưng dáng vẻ Tất Lạp như vậy cũng không biết chừng. Hai. Cậu thở dài, bất đắc dĩ cầm cốc nước rót nước uống, hoàn toàn không nhìn đến khuôn mặt xanh mét của năm người còn lại. Lúc này đây, mặt Ngân Trần đang viết rõ dòng chữ Kỳ Linh, tôi muốn giết cậu. Tất Lạp ngượng ngùng hắng giọng, lúng túng nói với Ngân Trần, tôi đưa sứ đồ của cậu ra khỏi di tích yêu tua, cậu không cần cảm thấy thiếu nợ tôi, cũng không cần suy nghĩ tại sao tôi phải làm như vậy. Cậu chỉ cần biết lý do hoàn toàn bởi vì liên quan đến Gilgamesh, vương tước cấp một đời trước thôi, tôi nợ anh ta quá nhiều. Chắc hẳn đời này cũng không trả xong. Vì vậy, tôi trả nợ đó cho cậu, người từng là sứ đồ thiên Lucifer của anh ta, như thế tôi và Gilgamesh không còn liên quan gì nữa hết, tôi và Liên Tuyền cũng nợ anh. Quỷ Sơn Phùng Hồn đột nhiên nghiêm túc nói. Anh không để Liên Tuyền ở lại đó, phần ân tình này tôi và Liên Tuyền đều nhớ rõ, mạng của Liên Tuyền cũng do anh cho. Ngày nào đó anh cần, chỉ cần nói một tiếng, chúng tôi sẽ lập tức trả lại. Liên Tuyền nhìn khuôn mặt kiên định của anh trai mình, trong đôi mắt tràn đầy ý cười kính nể, Thiên Thúc U Hoa ngồi bên cạnh nghiến răng im lặng. Cô không muốn giao mạng mình cho Tất Lạp, dù anh là vương tước cấp trên nhưng huyết thống của cô cao quý hơn họ.
Thế là cô ngồi yên ở đấy không nói lời nào, xong, Tất Lạp hoàn toàn không để tâm đến cô. Anh quay đầu nhìn hai anh em Quỷ Sơn, chỉ khẽ gật đầu, không nhìn ra được ý của anh là gì, còn Kỳ Linh thì hoàn toàn u mê, anh nói Ngân Trần là sứ đồ của Vương Tước cấp một đời trước. Vậy anh ấy không phải là... Nhưng anh ấy lại là Vương Tước cấp 7, như vậy rốt cuộc anh ấy là... Cậu bối rối quay đầu nhìn Ngân Trần. Ngân Trần lườm cậu xem như trả lời. Trên lãnh thổ Ác Lan có mấy quân cờ nguyên thủy nhất cũng là quan trọng nhất đều do Tư Tế Bạch Ngân thiết lập lúc Ác Lan ra đời. Sau này, rất nhiều vương tước chịu trách nhiệm chế tạo quân cờ liên tục gìn giữ và bảo vệ chúng. Hai quân cờ trong đồi hồn là hai trong mấy quân cờ nguyên thủy đó. Lúc trước, một cái đi thông đến hành lang vực thẳm, một cái đi thông đến di tích yêu tua, tuyên bố viết bên ngoài cái đi thông đến hành lang vực thẳm là lối ra, còn cái kia là tử vong. Tuy lời này không miêu tả chính xác nhưng thật ra cũng xem như chuẩn xác, bởi vì người vào di tích yêu tua không có nhiều cơ hội sống sót rời đi. Nhưng mấy ngày trước, tôi cảm ứng được có ba sứ đồ đồng thời thông qua quân cờ vào di tích, khi đó, tôi liền cảm thấy kỳ lạ. Tiếp theo, tôi hỏi thăm, biết được gần đây vào đồi hồn có sứ đồ cấp 7, cũng chính là sứ đồ của Ngân Trần cậu, cho nên mới quyết định đi vào mang cậu ấy ra khỏi tử vong. Vậy anh biết tại sao chúng tôi đều đi vào di tích yêu tu không? Đó là vì quân cờ có vấn đề, hai quân cờ đều đi thông đến di tích, đây không phải là muốn hại chết chúng tôi sao? Quân cờ do anh chịu trách nhiệm, dĩ nhiên phải do anh đi vào cứu người chứ, nói cứ như anh đã giúp chúng tôi một chuyện to lớn vậy, chúng tôi không trách tội anh đã là khoan hồng độ lượng lắm rồi. Thiên Thúc U Hoa đột nhiên mặt đỏ gay gắt, nổi giận đùng đùng, nếu không phải vì tôi nợ ân tình của Gilgamesh, cho dù có vấn đề, tôi cũng sẽ không đi vào cứu các người, sứ đồ chết thì có sứ đồ mới. Cho dù là vương tước chết cũng sẽ có vương tước mới. Chuyện này vốn không quan trọng, Tất Lạp nở nụ cười tuyệt đẹp của mình, dịu dàng nhìn Thiên Thúc U Hoa, nhưng ánh mắt lại như băng tuyết, tỏa ra khí lạnh nghi ngút. Thiên Thúc U Hoa bị anh nhìn như thế toàn thân rét run, không dám lỗ mãng, thế nên im lặng ngồi ở đó, không nói thêm gì nữa. Vậy bây giờ anh đã biết rõ vì sao quân cờ bỗng xảy ra vấn đề chưa? Ngân Trần nhìn chằm chằm vào đôi mắt hút hồn của Tất Lạp, chuyện này tôi thực sự không biết. Tất Lạp nở nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt, trong thâm sâu khó lường, cả Ác Lan chỉ có tôi biết chế tạo quân cờ, nếu muốn thay đổi hướng đi của nó, trừ phi là vương tước quốc gia khác, nếu không thì không thể nào. Nhưng còn có một khả năng. Có điều khả năng này gần như bằng không, là gì ạ? Liên Tuyền hỏi, đó chính là Tư Tế Bạch Ngân tự mình thay đổi quân cờ. Tất Lạp thôi cười, nghiêm túc trả lời, chuyện này không thể nào. Nếu Tư Tế Bạch Ngân muốn mấy vị sứ đồ đi chết, họ có thể trực tiếp ra lệnh vương tước cấp 4 truyền tin đó cho U Minh, không cần thiết phiền phức như vậy. Quỷ Sơn Phùng Hồn lắc đầu, không thể tiếp nhận suy đoán này. Lúc nói xong, trong đầu anh lại hiện ra cảnh tượng khủng khiếp khi sinh mạng Tư Tế Bạch Ngân tiêu tan trong hành lang vực thẳm. Anh ngẩng đầu, trùng hợp giao nhau với ánh mắt Ngân Trần, anh thấy được nỗi sợ hãi giống vậy trong đôi mắt anh ta. Thật sự dù là kẻ nào trên đời, chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng đó một lần, sẽ vĩnh viễn không thể nào xua đi được cơn ác mộng trong đầu. Nói đến tin, tôi liền nhớ ra, thật ra ngoại trừ quân cờ xảy ra vấn đề, tin tức cũng vậy, cùng một tin trắng lấy sợi xích hồi sinh nhưng lại đồng thời truyền đạt cho ba sứ đồ là tôi, Kỳ Linh và U Hoa. Lẽ nào muốn chúng tôi tự giết lẫn nhau trong đồi hồn ư, Quỷ Sơn Liên Tuyền nghi vấn, tin là thiên cách chịu trách nhiệm, vấn đề này xem ra các người phải đi hỏi Đặc Lôi Á vương tước cấp 4, Đặc Lôi Á. Phụ nữ. Nữ tước. Kỳ Linh đứng vụt dậy, bị sặc nước ho sù sụ. Quỷ Sơn Liên Tuyền cau mày, nói với cậu bằng giọng trách cứ pha chút buồn cười, nữ vương tước lạ lắm sao? Ngồi trước mặt cậu chẳng phải hai vị nữ vương tước tương lai còn gì, sao lúc biết chúng tôi, cậu lại không kinh ngạc đứng phát dậy nhỉ, ồ, cũng đúng. Kỳ Linh gãi đầu, đăm chiêu ngồi xuống. Lần đầu tiên tôi nghe thấy nữ vương tước tồn tại nên khó tránh khỏi kích động ấy mà, Ngân Trần ngồi bên cạnh cậu, hai tay đặt trên bàn nắm lại, nhẫn nhịn, vậy di tích yêu tua thì sao? Đó rốt cuộc là nơi nào? Từ trước đến nay chưa nghe nói đến. Quỷ Sơn Phùng Hồn hỏi Tất Lạp, chuyện này cậu đừng hỏi. Trên lãnh thổ Ác Lan có rất nhiều bí mật. Có vài bí mật sứ đồ không được biết, có vài điều thậm chí còn là bí mật ngay cả với vương tước cấp dưới, dĩ nhiên có những bí mật chúng tôi cũng không được biết. Chắc hẳn trong tất cả các vương tước, người biết nhiều nhất là Đặc Lôi Á vương tước cấp 4. Có lẽ các người thật sự nên đi thiên cách một chuyến, Tất Lạp nhìn Ngân Trần và anh em Quỷ Sơn, nhếch mép cười bí hiểm, rất nhạt rất nhẹ, như thể gió sẽ thổi tan. Anh em Quỷ Sơn và Thiên Thúc U Hoa đều trở về phòng,
chỉ có Ngân Trần và Kỳ Linh còn ở lại. Ngân Trần đứng lên, đi đến trước mặt Tất Lạp, nhìn vào đôi mắt mà trong đáy mắt đang lăn tăn hàng nghìn con sóng nhỏ, hỏi anh ta, anh nói anh và vương tước Gilgamesh không còn liên quan gì đến nhau nữa, anh thật sự nghĩ vậy sao, nếu không thì sao? Tất Lạp như cười như không nhìn Ngân Trần, ánh mắt tựa ngọn đèn trong đêm mưa gió, lập lòe nhấp nháy, vậy những ngày tháng quá khứ của hai người thì sao? Anh đều quên hết rồi à, khi đó, trong suy nghĩ của tôi, Gơ Lan, Đông Hách, ba sứ đồ thiên, địa, hải đều xem anh và vương tước như là thần thánh. Những ngày tháng đó anh chắc chắn vẫn còn nhớ, nhớ thì sao? Đã nhiều năm trôi qua như vậy, anh ta có từng xuất hiện nữa đâu. Có lẽ anh ta đã chết rồi. Ai mà biết được? Tất Lạp nói, đương nhiên anh biết rõ chắc chắn anh ấy chưa chết. Tôi đang đứng trước mặt anh, vẫn là vương tước cấp 7, sự thật này đã đủ chứng minh rằng anh ấy tuyệt đối chưa chết. Ngân Trần, cậu là một người rất giỏi che giấu tài năng của mình. Cậu thông minh hơn ai hết, cũng biết giả ngốc hơn bất cứ kẻ nào. Cậu biết không, tôi vẫn nghi ngờ thật ra Gilgamesh đã chết rồi, và cậu đã sớm kế thừa toàn bộ mạch linh hồn của vương tước cấp 1 đời trước, bởi vì Glan và Đông Hách cũng đã chết trong trận tai kiếp năm đó. Người duy nhất có thể thừa kế toàn bộ mạch linh hồn thiên phú không nên tồn tại kia của Gilgamesh cũng chỉ còn lại một mình cậu mà thôi. Tất Lạp nhìn vào mắt Ngân Trần, ánh mắt sắc bén như dao găm cắm vào linh hồn anh, cậu thấy tôi nói có đúng không, Lucifer? Không khí trong phòng nặng nề áp lực và lạnh lẽo. Từ phòng Tất Lạp trở về, Ngân Trần và Kỳ Linh không nói gì với nhau. Một mình anh ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bộ tách trà trên bàn, không nhúc nhích. Kỳ Linh đang nghe truyện trên TV audio CV hắn giọng, khẽ hỏi Ngân Trần, Ngân Trần, mới vừa rồi anh nói anh vẫn là vương tước cấp 7, sự thật này đã đủ chứng minh vương tước cấp 1 đời trước Gilgamesh chưa chết là có ý gì? Tôi nghe không hiểu lắm, Ngân Trần thoát khỏi dòng suy tư, đôi mắt khôi phục vẻ ấm áp, nét mặt cũng ôn hòa hơn. Anh nhìn Kỳ Linh, dịu giọng, cậu biết hồn lực giữa vương tước và sứ đồ cách biệt một trời một vực rồi đấy. Kỳ Linh gật đầu, nguyên nhân tạo nên sự khác biệt này không phải do kinh nghiệm tích lũy và hồn khí khác nhau mà chính là vì khi vương tước chủ động thoái vị, hoặc là tử vong, trong khoảnh khắc đó, mạch linh hồn trên người sứ đồ sẽ cấp tốc gia tăng gấp đôi. Nói cách khác, mạch hồn trong người sứ đồ sẽ được tái tạo lại lần nữa, hòa lẫn với mạch hồn ban đầu một cách đối xứng. Hồn lực đột biến như vậy không chỉ đơn giản là tăng gấp đôi mà là sức mạnh tăng vọt gấp mấy lần. Vương tước cấp 1 lại có cách truyền thừa khác hẳn với tất cả các vương tước còn lại. Vương tước cấp 1 có 3 sứ đồ, được gọi là thiên, địa, hải. Trước khi vương tước cấp 1 tử vong hoặc thoái vị, không ai biết sứ đồ nào có quyền thừa kế. Đúng vào khoảnh khắc vương tước cấp 1 chết đi, hai trong số 3 sứ đồ cũng sẽ chết theo ngay tức khắc. Mạch linh hồn trên người hai sứ đồ đã chết cũng sẽ nháy mắt tái sinh trong cơ thể sứ đồ thứ 3 còn sống sót. Nói cách khác, trong người sứ đồ cuối cùng đồng thời có 4 bộ mạch linh hồn, và hồn lực hắn cũng sẽ tích tắc tăng vọt đến cực điểm, cao không thể với tới. Cho nên có thể nói, đây cũng là lý do tại sao từ trước đến nay vương tước cấp 1 mãi mãi vượt xa tất cả các vương tước còn lại. Ngân Trần nhìn Kỳ Linh, khuôn mặt anh như mặt hồ yên tĩnh lúc hoàng hôn, mờ ảo và tràn ngập nỗi bi thương. Đời trước, tôi là sứ đồ thiên Lucifer, mà hai sứ đồ cùng đời với tôi là Glan sứ đồ địa và Đông Hách sứ đồ hải, hai người họ đều chết rồi. Cả căn phòng yên lặng như tờ, Kỳ Linh không biết nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh anh. Hiện tại, tôi vẫn là vương tước cấp 7, không trở thành vương tước cấp 1 đã đủ chứng minh Gilgamesh còn sống trên thế gian này. Mặc dù tôi không tìm được anh ấy ròng rã 4 năm qua, Ngân Trần đứng lên, bỏ đi không nói một lời. Anh thật sự không thừa kế mạch linh hồn gấp 4 lần sao? Có phải mạch hồn vương tước cấp 7 mới đã đè ép mạch hồn lúc trước, vì vậy anh không cảm nhận được mình đã thừa kế hay không? Kỳ Linh nhìn bóng lưng Ngân Trần khẽ khàng hỏi, bước chân Ngân Trần khựng lại, bóng lưng anh dưới ánh sáng mờ tối chợt cứng đờ. Thật lâu sau đó, anh mới cất giọng khàng khàng chậm rãi trả lời, tôi đã nói rồi, đôi mắt anh tối đen như mực. Gilgamesh còn sống, nội bộ thiên cách, đế quốc Ác Lan phía Tây, nội điện trống trải không có bất cứ cửa sổ nào tựa như một thạch thất dưới lòng đất, xung quanh, hàng ngàn cây nến màu trắng đang cháy, ngọn lửa vàng óng ánh tỏa ra ánh sáng chập chờn, soi rọi cả vùng không gian tối tăm, khiến tất cả đều trở nên mông lung và kỳ dị. Sương mù lạnh ngắt không biết từ đâu kéo đến phủ kín bởi lớp lông thú mềm mại, xa hoa, giờ phút này, có hai người đang nằm trên đó, rèm buông rủ xung quanh che phủ tất cả, mờ mờ ảo ảo. Em nói là tư tế Bạch Ngân truyền đạt tín đồ một lúc thanh trừ hết 6 người Ngân Trần, Tất Lạp, Quỷ Sơn Phùng Hồn, Quỷ Sơn Liên Tuyền, Kỳ Linh và Thiên Thúc U Hoa à, U Minh nhìn Đặt Lôi Á Vương tức cấp 4 đang nằm nghiêng đối diện mình, ngã ngớn cười. Em không nói đùa đấy chứ, chuyện kiểu này ai mà lại nói đùa hả?
Đặt Lôi Á nhìn U Minh. Không tin thì anh có thể đến thẳng trái tim hỏi Tư Tế Bạch Ngân đấy, nếu anh không sợ làm họ mất vui. Còn nếu không phải họ ra lệnh, tôi truyền sai tin cho anh, sau này họ sẽ trực tiếp bảo anh đến giết tôi thôi. Ha ha ha, cho dù là thật, chuyện này cũng không đơn giản đâu. U Minh nheo mắt, đôi mắt hẹp dài đầy hoang dã và cám dỗ dưới ánh nến le lói. Đầu tiên là Ngân Trần, sứ đồ thiên Lucifer đời trước, cấp bậc hồn lực của cậu ta em rõ hơn ai hết còn gì. Nếu cậu ta ban ấn cho Kỳ Linh cũng là mạch hồn vương tước cấp một đời trước, như vậy tương đương với việc tôi song song khiêu chiến hai sứ đồ thiên, chuyện này khá đau đầu đấy. Đặt Lôi Á im lặng nhìn U Minh, chỉ khẽ cười. Cô ta hiểu U Minh, cũng vì hiểu rõ nên cô ta biết thật ra gã chẳng hề để tâm đến việc này. Họ bắt tay hợp tác đã nhiều năm, săn giết vô số hồn thú khổng lồ khiến người ta kinh hoàng trong hành lang vực thẳm, hồn lực của U Minh có thể nói là thay đổi từng ngày. Đến cùng, hồn lực của gã đã đạt đến cấp bậc cao cấp bao nhiêu, ngay cả vương tước cấp 4 giỏi về cảm ứng hồn lực như cô cũng không rõ. Huống chi Ngân Trần không chỉ là đại thiên sứ Lucifer đời trước mà còn là vương tước cấp 7 đời này. Chẳng những vậy, chúng ta cũng không biết bây giờ cậu ta đã trở thành một vương tước cấp 1 trên ý nghĩa khác không. Em cũng biết Gilgamesh là thể loại gì rồi, ngoại trừ tu xuyên địa tạng có thể đối đầu trực tiếp với hắn, những người khác, hắn chẳng buồn động mí mắt. Đặt Lôi Á vẫn mỉm cười nhìn U Minh, không hề lo lắng, cô quá biết thực lực của gã, từ quên mất, điểm quan trọng nhất. Nụ cười của U Minh biến mất, cuối cùng cũng hóa thành bóng đêm đậm đặc bao phủ mi tâm và hốc mắt gã, tin đó đồng thời cũng có tất lạp, đối với anh ta, em không nhức đầu nhưng tôi thì có đấy, năm đó. Lúc anh ta và Gilgamesh đánh nhau long trời lở đất, hai người chúng ta còn chưa bắt được hồn thú thứ nhất nữa kia. U Minh nhìn khuôn mặt Đặt Lôi Á dần dần tái nhợt, khinh thường cười, em tự nghĩ biện pháp đi. Ngoại trừ Tất Lạp ra, những người khác, tôi chịu trách nhiệm giải quyết, được rồi, vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm về Tất Lạp vậy. Thật đau đầu, nếu không phải 7 năm trước nhặt được bảo bối thú vị kia, tôi thật sự chẳng có cách nào với anh ta cả. Đặt Lôi Á cuộn người trên tấm lông thú mềm mại như mèo, làn da mịn màng của cô ta chậm rãi ma sát với lớp lông thú, dáng vẻ khiêu khích quyến rũ, vật kia còn không phải tôi giúp em lấy à. Mắt U Minh lóe sáng mỉa mai, có điều nói gì thì nói, đã nhiều năm như vậy, vật kia đã hoàn toàn thay đổi rồi nhỉ, đoán chừng tôi cũng không nhận ra nữa. Bảo bối kia, bây giờ xinh đẹp hẳn, đôi mắt Đặt Lôi Á mơ màng, trong thạch thất trống trải không biết từ đâu thổi đến một cơn gió, tất cả ánh nến lay động, bóng cô ta in lên vách đá trông như một nữ quỷ diễm lệ. 12 năm trước, hành lang vực thẳm, đế quốc Ác Lan phía Tây, bầu trời đêm cao vời vợi, sao sáng lấp lánh, gió thu se se lạnh trong không gian tĩnh mịch, hoang vu. Hành lang vực thẳm dưới ánh sáng của sao và trăng trở nên huyền bí ma mị, trong bóng đêm, mọi âm thanh đều im bặt, chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng soàn soạt phá vỡ sự yên tĩnh khẽ lướt bên tai, vô số ánh sáng vàng ống đang xen liên tiếp lóe lên trong các lùm cây tối đen. Một đàn cáo điện đang ẩn mình rình rập mồi trong những bụi gai rậm rạp, to lớn. Lộc Giác như một con báo săn màu đen sung mãn, mạnh mẽ ngồi xổm trong bóng tối, năm ngón tay nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, dè dặt, dịu dàng và đa tình như chàng trai mơn trớn làn da của cô gái. Cậu khẽ nhắm mắt, bờ mi dày và mềm mại bao phủ đôi mắt màu xanh biển, khóe môi hơi nhếch lên vì căng thẳng. Xung quanh có rất nhiều tia chớp màu vàng, lóe lên rồi biến mất trong bóng tối. Đột ngột cậu ngước mắt lên, trên đầu năm ngón tay thon dài là những dòng điện phát ra âm thanh xèn xẹt, ngay sau đó giống như những tia chớp nhỏ màu trắng bắn thẳng vào bùn đất, vút, tiếng bắn xé gió sắc bén rền rỉ vang lên, mặt đất bỗng xoay tròn tạo thành một trận màu bạc tỏa sáng, các dòng khí cuồn cuộn bốc lên từ mặt đất, thổi chiến bào đen kịt của Lộc Giác bay phấp phới. Trong tích tắc, hàng loạt tiếng rít đột ngột im lặng, tất cả như bị bóng đêm nuốt chửng, im lặng như tờ, thậm chí cả cây cối bị gió thổi lắc lư cũng trở nên chậm chạp, như rong dập dần dưới đáy biển. Giữa những chạc cây sắc nhọn, bầy cáo điện vàng ống hiện ra hình thái thật sự của chúng. Những tia sáng nhấp nháy như tia chớp khi nãy giờ đây đã bị chậm lại, khẽ lướt qua như đang trao liền. Đôi mắt lay lấy màu hổ phách, bộ lông màu trắng mềm mượt, móng vuốt sắc bén, chiếc đuôi dài xù lông phe phẩy và bao quanh toàn thân là những tia chớp màu vàng. Bắt đầu nuốt đi, trong bóng tối phía sau Lộc Giác truyền đến tiếng nói đàn ông đầy lôi cuốn. Lộc Giác bình tĩnh, từ từ đứng lên, cong lưng lại, toàn thân nổi đầy hoa văn vàng ống chói lóa, làm nổi bật thân thể cường tráng như một món đồ sứ được điêu khắc tuyệt mỹ. Trong không khí vang lên một tiếng nổ lớn, một đám sương mù pha lẫn ánh sáng màu bạc mang hình người dãy dụa hiện ra từ tấm lưng rộng và rắn chắc của cậu, sau đó thoáng chốc chia thành vô số dòng khí bạc li ti, bay xoáy đến từng con cáo điện, hệt như cách thức bắt mồi của loài sứa. Trên khuôn mặt trẻ trung của Lộc Giác bất giác hiện lên một nụ cười,
Lúc cậu định tiến hành nuốt chửng thì đột nhiên cảm giác giác được cơn tê dại như điện giật truyền đến từ dưới chân. Cậu cúi đầu nhìn xuống, không biết trận của mình đã có bao nhiêu nơi bị đứt đoạn, không còn hoàn chỉnh từ lúc nào. Ngay sau đó, những con cáo điện chậm chạp vùng vẫy như bơi lội, một con, hai con. Liên tiếp vang lên những tiếng nổ đùng đoàn, mấy trăm con cáo điện vùng vẫy xé rách dòng khí màu trắng bao vây xung quanh. Chúng khôi phục tốc độ nhanh như tia chớp, rồi điên cuồng phóng điện về phía Lộc Giác đã cứng đờ và không thể cử động. Cơn đau buốt nổ tung từ xương tủy, trong nháy mắt, Lộc Giác mất ý thức, cảnh tượng cuối cùng trước mặt là những tia chớp màu vàng kéo về phía mình. Khi Lộc Giác lấy lại ý thức thì trời đã gần rạng sáng. Sương động trên mặt đất tỏa ra cái rét thấu xương của trời đất đang vào độ cuối thu, cảm giác từng bộ phận của thân thể cũng nhanh chóng hồi phục. Lộc Giác mở mắt, phát hiện mình nằm trên mặt đất, trên người khoác một trường bào màu đen được dệt từ lông vũ và sợi tơ. Tất Lạp ngồi bên cạnh cậu, đang nhìn về phía bầu trời đêm cao vời vợi. Ánh sáng từ từ gặm nhấm tấm màn đen tối rộng lớn, xé rách sự yên tĩnh từng phút một, để lộ không gian đang chuyển sang màu xanh thẫm tờ mờ. Sắc trời đang hừng sáng, ánh sao lác đác còn sót lại chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của Tất Lạp, hiện lên một vẻ đẹp như thần thánh. Trong lòng Lộc Giác, anh vẫn luôn tồn tại như một vị thần, không giống người phàm chốn nhân gian. Năm ấy, khi Tất Lạp tìm được Lộc Giác, cậu mới 12 tuổi, đang giãy giụa giữa rì sự sống và cái chết ở một nơi hoang vu hẻo lánh trong sa mạc. Khi đó, Tất Lạp khôi ngô, tao nhã, không vương chút bụi trần hiện ra trước mặt cậu, đẹp tựa ảo ảnh. Kể từ ngày đó, Lộc Giác đã trở thành sứ đồ của Tất Lạp, theo anh vào sinh ra tử, viễn du qua rất nhiều nơi như hoang địa cực bắc hay miền biên thùy của vương quốc Inde, chiến đấu hăng say với những hồn thú tồn tại từ thời viễn cổ, tìm được đường sống trong đường tơ kẻ tóc, cũng đã đến dòng suối ngầm của đế quốc Eolet ở phương Nam, tìm kiếm lục bình kim cương có năng lực chữa linh thần diệu. Giờ đây, từ một thiếu niên ngây ngô, cậu đã trở thành một sứ đồ có tương lai sáng lạng, thiên phú bậc nhất trong lòng những nhà hồn thuật của đế đô Grang. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cậu đã không còn nhớ nổi dáng vẻ của mình lúc đấy, có đôi khi soi bóng mình trên mặt hồ, chỉ thấy một người đàn ông vạm vỡ, chẳng còn lại chút gì của bộ dáng trẻ thơ ngày xưa, nhưng Tất Lạp thì vẫn anh tuấn hút hồn như chưa hề già đi. Lộc Giác cựa quậy ngồi dậy, trên mặt đất là một ma trận vàng rực khổng lồ chậm rãi quay vòng, trong phạm vi của trận này. Vài trăm con cáo điện lông trắng muốt ngưng động trong không trung như bị giam cầm trong vùng thời gian đứng yên, bao gồm bụi và lá cây trôi nổi trong không khí, đều bất động giống như các tiểu hành tinh lơ lửng trong vũ trụ. Tia sáng lấp lánh phản chiếu từ trận trên mặt đất tôn lên vẻ đẹp thần thánh của Tất Lạp. Lộc Giác trở mình ngồi dậy, cởi trường bào màu đen dính lông phượng hoàng xuống, nhẹ nhàng khoác lên người Tất Lạp, sau đó cung kính cúi đầu, quỳ gối trước mặt anh. Vừa rồi, bầy cáo điện suýt nữa xé nát linh hồn cậu biết không? Giọng nói êm đềm và dịu dàng nhưng lại như ngấm sương sớm lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, bờ môi anh hồng hào như cánh hoa mềm mại, xin lỗi, do tôi quá sơ ý. Lộc Giác quỳ trên mặt đất, những vết thương trên vai, trên mặt khi nãy bị tia chớp vàng đánh trúng đang dần dần lành lại, thời điểm khi nhà hồn thuật vây bắt hồn thú đều tuân theo nguyên tắc là đợi đến lúc hồn thú bị thương nặng hấp hối, hồn lực của nó gần như bị triệt tiêu hoàn toàn mới thả hồn lực của mình ra nuốt lấy nó. Bởi vì việc nuốt hồn thú là một quá trình vô cùng nguy hiểm, trong lịch sử Ác Lan, các nhà hồn thuật bị hồn thú cắn trả nhiều không đếm xuể. Là một sứ đồ, sao cậu lại tự phụ đến mức này, trong điều kiện hoàn toàn chưa lường trước được hồn lực của hồn thú đã tùy tiện thả hồn lực của mình ra, là lỗi của tôi, nhưng vương tước Tất Lạp, tôi có thể hỏi một câu không? Lộc Giác nhìn Tất Lạp đăm đăm trong bóng tối, chờ đợi anh gật đầu rồi mới cất lời, tại sao ngài lại muốn tôi bắt hồn thú cáo điện ạ? Trong lãnh thổ Ác Lan, đặc biệt là trong hành lang vực thẳm có vô số hồn thú cấp bậc cao hơn, sao lại không bắt chúng? Tất Lạp quay đầu, nhìn Lộc Giác trẻ tuổi anh tuấn trước mặt, thấm thoát đã vài năm trôi qua, cậu cũng vứt bỏ nét thiếu niên đầy hoang dã khi anh tìm được cậu trong hoang mạc để trở thành sứ đồ điển trai cao lớn, giờ đây được rất nhiều thiếu nữ yêu mến, thậm chí các nữ hồn thuật đều gọi cậu là sứ đồ hấp dẫn nhất Ác Lan. Trong thân thể cao lớn và rắn chắc của cậu là nguồn năng lực tràn trề sinh lực. Ngũ quan như sao sáng được năm tháng lưu tạc tạo nên một vẻ đẹp đàn ông mang sự cuốn hút và áp chế vốn có của bậc đế vương. Tất Lạp đưa tay lên, vuốt mái tóc mai dày rậm của cậu, Lộc Giác, năng lực của nhà hồn thuật gồm hai phần. Một là hồn lực của bản thân, hai là năng lực của hồn thú, nhưng hai phần này không hề độc lập mà đang xen, hòa quyện và cộng hưởng lẫn nhau. Cậu thừa kế hồn mạch của tôi nên thiên phú của cậu sẽ là điều khiển không gian và thời gian. Còn hồn thú cáo điện này tuy hồn lực không kinh người như mấy con quái vật to lớn kia, nhưng chúng có tốc độ vượt đại đa số hồn thú khác. Ngoại trừ bốn hồn thú thượng cổ, cáo điện là hồn thú có tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ tôi từng thấy. Điều đó phù hợp với thiên phú và đặc tính trận của cậu nhất. Vả lại,
Cáo điện là một trong số ít hồn thú sống theo bầy đàn trên lãnh thổ Ác Lan, nếu cậu bắt được chúng làm hồn thú, như vậy hồn thú của cậu sẽ không chỉ có một con, mà là một bầy. Hơn nữa, năng lực sinh sôi của chúng vô cùng kinh khủng, chỉ cần ít nhất một con còn sống, như vậy chúng có thể nhanh chóng sinh sản trở lại, khôi phục thực lực chiến đấu đầy đủ ban đầu. Ngón tay Tất Lạp lướt ngang qua hàng mày rậm của Lộc Giác, đây chính là nguyên nhân tôi muốn cậu bắt chúng trở thành hồn thú đầu tiên của mình. Lộc Giác gật đầu, thật xin lỗi Vương Tước, đã khiến người thất vọng rồi. Không sao, cáo điện có thể bắt lần sau, số lượng bầy cáo điện không phải đông nhất, nơi sâu trong hành lang vực thẳm có bầy cáo điện đông hơn nữa đang sinh sống quần cư với nhau. Tất Lạp đứng lên, khoác trường bào màu đen vào người, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, mấy ngôi sao sáng nơi chân trời như bị màn mực đen đặc che khuất, mất hút trên bầu trời xanh. Nó đã tỉnh, chúng ta lên đường thôi. Khuôn mặt Tất Lạp khuất trong bóng tối, chỉ còn sót lại đường nét lập thể. Thứ gì, tỉnh rồi ạ? Lộc Giác đứng lên, nhìn Tất Lạp hỏi, Đồng Tước, đó là hồn thú thứ hai tôi muốn cậu bắt, đi thôi. Tất Lạp vươn tay, đầu ngón tay trắng ngần thoáng đặt lên thân cây bên cạnh, hàng loạt sợi tơ trắng như mạng nhện chi chít quấn lấy thân cây, đang xen bệnh thành một tấm lưới sáng ngời. Chỉ trong chốc lát, một quân cờ đã ra đời. Lộc Giác đi đến, trước khi chạm bàn tay quân cờ thì chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nói với Tất Lạp, Vương Tước, mấy ngày qua, tôi không thấy hai anh em Thúc Hải và Tang Hà, họ đang làm gì vậy? Mấy hôm trước, hai người họ đã đến vùng biển Ranet rồi. Cách truyền tin nói là Vương Tước cấp 6 Siriu mất tích ở đó. Vì vậy họ phải lên đường tìm kiếm. Lộc Giác gật đầu, Siriu được xưng tụng là Vương Tước Vĩnh Sinh, nếu còn lại ở ngay trên biển Ranet thì có gì bất trắc xảy ra với ông ấy được chứ? Tất Lạp khép hờ đôi mắt, không trả lời. Một lát sau, anh quay đầu, nói với Lộc Giác, lo chuyện của mình trước đi. Đứng ở vị trí sứ đồ thiên cao nhất trong thế hệ sứ đồ hiện tại mà giờ cậu vẫn còn chưa điều khiển được hồn lực tối ưu, đừng nói là so với tôi, ngay cả sứ đồ Địa Tang Hà và sứ đồ Hải Thúc Hải đều điều khiển hồn lực giỏi hơn cậu, lẽ ra cậu phải xứng với danh hiệu thiên sứ tối cao trong ba sứ đồ thiên, địa, hải mới đúng. Lộc Giác quỳ xuống, sứ đồ xin ghi nhớ. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, hy vọng có một ngày sẽ trở thành vương tước cấp một ngự trị chúng sinh như Tất Lạp ngài. Tất Lạp cúi đầu, nhìn Lộc Giác khôi ngô và khiêm tốn trước mặt, nói với giọng trầm thấp, không phải hy vọng, mà là cậu nhất định có thể trở thành vương tước cấp một vượt xa tôi, trở thành đỉnh cao hồn thuật mới của Ác Lan. Cánh rừng phía bắc hành lang vượt thẳm, đế quốc Ác Lan phía tây, đôi mắt trông ra cả cánh rừng to lớn bị tuyết động nặng nề phủ kín, nơi này là vùng đất cực bắc của hành lang vượt thẳm, gần biên giới phía bắc Ác Lan, xa hơn nữa là lãnh thổ đế quốc Inde thuộc gió. Không ai dám bước qua lãnh thổ nước khác. Huống chi đó là vùng cực bắc ẩn chứa vô số hồn thú thần bí có thể nuốt chửng con người ta ngay tức khắc. Đường chân trời là rừng cây lá kim trùng điệp, ung tùm rậm rạp, mỗi một chiếc lá đều bị tuyết đóng băng tạo thành một cây gai, vô số cây cổ thụ sừng sững cao trọc trời như những trụ tuyết khổng lồ. Băng tuyết bao phủ tất cả đường nét của chúng, chẳng nhìn thấy chút màu xanh nào. Mùa đông giá rét đã ùa về từ hai tháng trước, từng cơn gió tuyết cuộn xoáy rít gào giữa những thân cây cao ngút trời, bông tuyết như lông ngỗng bay lả tả, khiến tầm nhìn trở nên mông lung, không khí rét buốt đóng băng tất cả âm thanh. Ngoại trừ tiếng gió rít chói tai như tiếng gào của ma quỷ khi có khi không thì cả khu rừng tuyệt nhiên im lặng, khung cảnh tuyết động rợn ngợp như mây từ trên trời xà xuống bao kín cả vùng đất. Bỗng có tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng vang dội, từ tiếng động nghe ra được là hai người, họ cất bước nhẹ nhàng và nhanh chóng, như thể đang bay vút đến đây, nơi này sắp đến ranh giới của hành lang vực thẳm rồi, xa hơn nữa về phía bắc sẽ ra khỏi biên giới của Ác Lan. Cô chắc chắn là nơi này sao? Hồn thú đồng tước cấp bậc cao như vậy hẳn phải ở trung tâm hành lang vực thẳm mới hợp lý chứ? Tiếng nói thiếu niên vang lên trong khung cảnh tĩnh lặng, cậu đi theo tôi là được. Ngay cả phán đoán của tôi mà cậu cũng không tin sao? Đừng quên thiên phú của tôi là gì nhé, hi hi, giọng thiếu nữ ngọt ngào vang lên như tơ lụa phất phơ trong không khí. Ánh nắng mai vừa hiện lên từ khu rừng tuyết phủ gió, hai cô cậu thiếu niên nhanh chóng lao về phía cuối khu rừng với tốc độ khó tin. Bóng dáng bé nhỏ của hai người họ biến thành hai tia chớp trong tuyết. Vương Tước Tất Lạp, nơi này gần đến biên giới phía bắc của hành lang vực thẳm, đồng tước thật sự sẽ xuất hiện ở quanh khu vực này sao? Lộc Giác đứng ở lối vào khu rừng, nhìn bão tuyết đang vần vũ, nheo mắt hỏi. Trên lông mày cậu bám đầy bông tuyết li ti, trông như tượng thần hiên ngang được băng tuyết tô điểm. Nơi này là cánh rừng phía bắc, là cực bắc của hành lang vực thẳm, cũng là vùng cực bắc của lãnh thổ Ác Lan, nhưng thật ra, đi xa hơn về phía bắc, trên lãnh thổ thuộc gió không có gió tuyết càn quét và giá rét như vậy, bốn mùa trong năm ở đây đều là bão tuyết tàn khốc kéo dài, nguyên nhân lớn nhất là vì đây là nơi cư trú của đồng tước. Đồng tước là hồn thú hiếm có vô cùng của Ác Lan,
Nó có thể tạo ra gió tuyết trong phạm vi diện tích vô cùng lớn. Đối với các nhà hồn thuật Atlan dùng nước làm nguyên tố chiến đấu thì nó vô cùng quý hiếm, vì gió tuyết cũng thuộc về nguyên tố nước, điều này có thể giúp chúng ta bày trận nhanh chóng hơn, nhưng mà thiên phú của chúng ta chẳng phải có thể bày trận ở bất cứ nơi nào sao? Loại hồn thú này dường như không có ý nghĩa lắm với chúng ta thì phải, mục đích của việc thu phục đồng tước làm hồn thú không phải dùng vào việc cậu chiến đấu trên lãnh thổ Atlan chúng ta, cũng không phải để giúp cậu dễ dàng bày trận mà chính là thay đổi thuộc tính hoàn cảnh. Ngăn cản được trận do phong tước và địa tước tạo ra trong không khí và đất đai. Trong điều kiện trời băng tuyết, thủy tước tuyệt đối chiếm ưu thế áp đảo, phong tước và địa tước sẽ không dễ đánh bại được chúng ta trong phạm vi nguyên tố nước được. Tôi hiểu rồi, Lộc Giác nhìn gương mặt bị băng tuyết điểm xuyết của Tất Lạp, trong mắt là hình ảnh tuyết rơi toán loạn. Vả lại, đây cũng chỉ là một trong những năng lực của đồng tước mà thôi. Cậu biết tiếng kèn của đồng tước được mệnh danh là gì không? Tiếng kêu lạnh lót của nó được xưng là kèn lệnh chiến đấu. Nhà hồn thuật có được đồng tước sẽ được tiếng kêu này kích động hồn lực trong cơ thể đánh sâu vào tước ấn, từ đó khiến sức mạnh hồn thú và hồn lực của họ nhanh chóng tăng vọt đến cực đại, tuy chỉ mang tính tạm thời, nhưng trong tình trạng chiến đấu phải tranh thủ từng giây từng phút thì điều đó thật sự quý báu. Tất Lạp kéo kính trường bào, nhanh chóng cùng Lộc Giác tiến vào khu rừng tràn đầy gió tuyết. Thiếu nữ nhìn các mảnh xác hồn thú rải rác xung quanh, trên khuôn mặt là nụ cười ngây thơ pha lẫn tà ác, mắt cô to tròn và sáng long lanh như rượu ngon màu hổ phách. Cô gái nhỏ khoảng chừng 11 tuổi, 12 tuổi này đang ở ranh giới ngây thơ và trưởng thành, thân thể vẫn mảnh khảnh, cao ráo, chưa nảy nở duyên dáng như phụ nữ thành thục, bộ ngực nhỏ nhắn vừa mới nhú lên giống như nụ hoa xinh xắn, nhưng khuôn mặt cô lại tỏa ra phong vận của phụ nữ trưởng thành, đôi mắt sáng ngời tuyệt đối có thể kích thích dục vọng nguyên thủy của đàn ông, kết hợp với thân thể nhỏ nhắn non nớt và làn da trắng nõn lại càng khiến người ta sinh ra loại dục vọng tà ác. Thiếu nữ cầm lấy một khối băng trong suốt óng ánh, nhẹ nhàng chà đi vết máu vừa dính vào khi nãy, băng tan thành nước rửa sạch vết máu, từng giọt tí tách rơi xuống đất tuyết như những viên đá quý. Cậu thiếu niên trông còn trẻ hơn cô 1-2 tuổi đang tựa vào một thân cây, chân dẫm lên một cái đầu lâu khổng lồ của hồn thú, 6 con mắt to mọc trên trán nó đã bị móc ra hết, nằm vung vãi xung quanh. Cậu nhìn tay mình dính đầy máu rồi lại nhìn mấy thi thể hồn thú đã bị băng tuyết đông cứng, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu hiện lên một nụ cười ngả ngớn ngang ngạnh. Ôi, thật là phiền phức. Thiếu nữ khẽ gật đầu, nhìn về phía khác, nhẹ nhàng nở nụ cười, lại đến nữa rồi, đôi mắt đen lấy giờ phút này hoàn toàn mất đi màu sắc, hốc mắt chỉ còn một màu trắng xoáy tròn như bão tuyết mịt mù, cái gì lại tới hả? Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn cô với đôi mắt hồn nhiên nhưng đầy bẩn cợt, đương nhiên là, thiếu nữ đột nhiên né mình, nơi cô vừa đứng bất ngờ nổ ầm, sau đó đâm lên vô số cánh tay xù xì như nhánh cây to lớn, cô quay người nhanh như chớp, đưa tay quặp xuống đất, thứ muốn tìm đường chết lại đến nữa. Sau tiếng nổ tung vang cả góc trời, một con quái vật vừa như nhìn nhện lại như bọ cạp to lớn bị thiếu nữ lôi ra khỏi đất. Nó vùng vẫy cất lên tiếng kêu quái gở nhưng vẻ mặt thiếu nữ vô cùng nhàn hạ, tựa như sách lông chim hoàng yến đi dạo trong lồng hoa. Cô xoay eo, cánh tay dao động, trong nháy mắt, quái vật kia đã bị cô quật vào gốc cây khổng lồ phía trước, vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn, tiếng rít của nó như đến địa ngục, giữa chân thứ ba và chân thứ tư bên trái là vị trí hồn ấn. Cô phủi tuyết trên tay, khẽ nói với cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên đứng bên cạnh cô bất thình lình xông đến, giơ tay lên, cắm phập 5 ngón tay vào chân thứ ba và thứ tư của quái vật. Cậu thoáng nhếch mép, tựa như tiếng thủy tinh vỡ, vô số tia chớp chạy ngang dọc theo ngón tay cậu, hàng nghìn hoa văn màu vàng thoáng chốc hiện đầy cả người quái vật như tấm lưới với tốc độ kinh hoàng. Sau đó, tấm lưới vàng rực này càng lúc càng thu nhỏ, co rút lại trong lòng bàn tay thiếu niên. Tiếng con quái vật gào lên một cách thảm thiết cũng dần im ắng theo các hoa văn rút vào tay cậu. Khi tia sáng cuối cùng biến mất, nó hóa thành một khối băng rào rạc vỡ vụn trên đất. Thiếu niên ngẩng đầu, khuôn mặt đắm chìm trong khoái cảm lẳng lặng khiến người ta cảm thấy kinh sợ đến khó hiểu. Thiếu nữ từ từ đi đến bên cạnh cậu, dương mắt lên, không biết đang nhìn vào đâu trong không khí, ánh mắt cô vừa mông lung vừa biến hóa kỳ lạ. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt cô thanh tĩnh lại, cô giơ tay che miệng, ra vẻ cười một cách ngượng ngùng, nói ừ, xung quanh đều sạch sẽ hết rồi, vậy thì chờ đồng tước thôi. Cậu thiếu niên dựa vào thân cây cao trọc trời, tuyết đóng trên đó khi nãy bị quái vật nệm vào giờ đây đang xào xạc rơi xuống đất. Hai cô cậu đứng trong màn tuyết bay lả tả như lông ngỗng, trông như hai thiên sứ giết chóc trên thiên giới giáng trần. Thiếu nữ bất chợt ngẩng đầu, đôi mắt thoát cái biến thành một màu trắng đục ngầu như gió tuyết và sương mù bắt đầu cuồn cuộn. Hình có kẻ rất ghê gớm đã đến, cô không, là một kẻ rất ghê gớm và một quái vật siêu cường không thể tưởng tượng nổi mới đúng. Thiếu niên đứng lên, từ từ đến bên cạnh thiếu nữ. Có điều không sao, họ vẫn còn cách nơi này rất xa, chờ họ đến đây chắc hẳn cũng 2-3 giờ sau.
đôi mắt cô lại trong veo, lấp lánh biến hóa như đá quý. Thiếu niên nhìn cô, khóe miệng nhếch lên, 2, 3 giờ. Ở khoảng cách xa như vậy cũng có thể cảm ứng được hồn lực của họ, cô mới là quái vật đáng sợ đấy. Thiếu nữ giơ tay che miệng, đỏ mặt xấu hổ nói, sao cậu lại nói người ta như vậy? Cô dương đôi mắt sáng ngời, không phải cậu cũng là quái vật như tôi sao? Tuyết càng lúc càng lớn, tầm nhìn ngoài mười mấy mét hoàn toàn bị bão tuyết che phủ. Tuyết lúc rơi lúc ngừng, không theo bất kỳ quy luật nào cả. Lộc Giác đi bên cạnh Tất Lạp, hơi chết phía sau một chút, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn anh. Nhiều năm trôi qua, cậu bé năm xưa nay đã là một người đàn ông trưởng thành, nhưng Tất Lạp vẫn mang dáng vẻ khi ấy, thời điểm gặp cậu đầu tiên trong sa mạc, dung nhanh như băng tuyết không hề già đi theo thời gian. Tất Lạp đến mức giống như không hề tồn tại trên thế giới này. Lộc Giác đang nhìn mê mẩn thì bỗng Tất Lạp ngừng lại. Vì vẫn còn cất bước nên theo quán tính, cậu va vào người Tất Lạp, thoáng chốc đỏ mặt lên, nó đến rồi. Tất Lạp nhìn nơi xa, đồng tước à. Lộc Giác che giấu vẻ chật vật, điềm tĩnh hỏi, ừ, đúng vậy. Bây giờ, chúng ta đi qua đó. Cậu cố mà đuổi kịp tốc độ của tôi. Tất Lạp không hề ngoảnh lại, vậy, ngài đừng nhanh quá, nếu không tôi theo không kịp, mặt Lộc Giác lại đỏ lên, như băng tuyết hòa tan. Tất Lạp không nhìn được nở nụ cười hiếm có giống như một đóa hoa đỏ tươi trong thung lũng mùa đông, đẹp không gì sánh nổi. Lộc Giác nhìn đến ngây dại, quên cả nói năng, tôi sẽ chờ cậu, yên tâm đi. Tất Lạp mỉm cười nhìn Lộc Giác, Lộc Giác gật đầu, phút chốc toàn thân hiện đầy mạch hoa văn vàng óng. Cậu quay đầu nhìn Tất Lạp, làn da anh vẫn trắng ngần, thậm chí còn chưa sử dụng nhiều hồn lực, bóng dáng của anh đã lay động trong không khí, tức thời biến mất trước mặt Lộc Giác, bất giác thở dài. Cậu luôn biết được sự chênh lệch giữa mình và Tất Lạp nên đành nhanh chóng bám đuôi, ầm, cũng biến mất trong gió tuyết. Từng tiếng kêu như kim loại mài vào nhau làm buốt cả tai thiếu niên và thiếu nữ, chấn động lồng ngực khiến máu huyết sôi sùng sục tưởng chừng như hai người sắp bất tỉnh. Họ gồng người chịu đựng đau đớn, nhưng tốc độ vẫn không hề bị ảnh hưởng. Bóng dáng cả hai di chuyển như tia chớp lóe lên giữa những hàng cây, trên đỉnh đầu họ là một bóng dáng màu trắng như ngọn núi khổng lồ. Đồng tước vỗ đôi cánh cứng rắn rộng dài của mình trên ngọn cây, vô vàng tuyết động rơi xuống quay cuồng trong màu trắng hỗn độn, vô số cây cối bị từng sợi lông vũ tựa như những thanh kiếm to của đồng tước chém gãy ngã xuống ầm ầm. Hòa trong tiếng nổ rền trời là giọng thiếu nữ nhỏ nhẹ, thông thả và trấn tĩnh, tấn công đến từ phía đông, đánh từ bên dưới. Lần tấn công tiếp theo sau 10 giây nữa, không xác định phương hướng, tấn công chính diện là giả, né sang trái, đừng đỡ cú này, chống đỡ sẽ bị thương nặng hơn. Tấn công đang chéo hình chữ thập ngay phía trước, lực đánh trung bình, có thể dùng hồn lực chống đỡ, hồn ấn của nó ở dưới cánh, nhờ mỗi lần nhắc nhở của cô, thiếu niên thông dong, bình tĩnh né tránh từng đợt tấn công như vũ bão của đồng tước. 10 giây sau, hồn lực của nó sẽ bị gián đoạn và tích tụ ngắn ngủi. Ngay bây giờ, thiếu nữ bỗng gào to lên, trong nháy mắt, cô và thiếu niên bỗng phóng vút lên tán cây trọc trời, tuyết động bay tán loạn, họ đứng tận trên cao, băng tuyết bất chợt biến thành chông băng đan xen và dày đặc bay vọt về phía đồng tước. Tuy không thể đâm vào thân thể cứng như tường đồng vách sắt của nó nhưng có thể vây hãm nó giữa đám cây cối, như thể một ổ chim thoáng chốc được xây dựng trên tán cây, nhốt nó bên trong, đến phiên tôi rồi. Thiếu niên cười khinh khỉnh, sau đó bay vút đến vị trí dưới cánh đồng tước. Ngay lúc cậu định vươn bàn tay của mình đánh vào thân thể nó thì khoảng không trước mặt đột ngột chấn động kịch liệt tạo ra một vòng sóng trong suốt. Cậu thấy mắt mình hoa lên, một chàng trai dáng vẻ oai phong đứng đón gió, đối phương phất tay lên. Cậu thiếu niên lập tức bị dòng khí lưu tạt đến hất văng ra ngoài, hai người chẳng phải đang cách mấy vạn mét, sao lại có thể đến nhanh như vậy? Thiếu nữ chạy đến, đón lấy thiếu niên rơi xuống từ không trung, hai người. Lộc Giác đứng trên chạc cây cao cao, phía sau cậu là đồng tước bị tầng tầng lớp lớp băng tuyết bao vây, giờ phút này, nó nhìn cậy kêu gào bi ai, đôi mắt thê lương vô hạn, không phải phía sau còn một người nữa sao? Thiếu nữ quay người, nhìn về phía gió tuyết mênh mông phía sau, khinh thường nói, anh cho rằng tôi không biết sao, là người hay ma thì mau ra đây, cần gì phải lén lút. Tôi là con gái còn chưa xấu hổ nữa kìa, khuôn mặt cô hiện vẻ tùy tiện, nét mặt thành thực ấy không nên xuất hiện ở lứa tuổi này, nhưng không thể phủ nhận, điều đó khiến cô trông quyến rũ hơn gấp hàng vạn nghìn lần. Tất Lạc bước ra khỏi màn bão tuyết mịt mù phía sau lưng cô, đôi mắt đen lấy sắc bén, anh nhìn thiếu nữ, hỏi, cô nói cách đây mấy vạn mét đã cảm ứng được hai chúng tôi à, thiếu nữ mỉm cười, phải. Chẳng qua không ngờ hai người lại đến nhanh như vậy, cô đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, bởi vì trong thời gian ngắn có thể vượt qua khoảng cách lớn như thế, hiện nay ở Ác Lan không có mấy người làm được, nhưng thật ra, người thực sự cảm thấy đáng sợ giờ phút này là Tất Lạc,
cô ta cảm ứng được anh và Lục Giác ngay từ lúc còn cách đây mấy vạn mét, khoảng cách này đối với việc cảm ứng hồn lực gần như là điều không thể thực hiện được. Huống chi trong lúc đó, bão tuyết gào thét mù trời mịt đất, vô số hồn lực của hồn thú cũng đang quấy nhiễu. Hơn thế, khi ấy anh hoàn toàn không sử dụng nhiều hồn lực, dù cô bé trước mặt có nhạy cảm đến thế nào đi chăng nữa, tối đa cũng chỉ bắt được hồn lực của Lộc Giác mà thôi. Mà mới vừa rồi, hồn lực chiến đấu khổng lồ của Đồng Tước vừa bộc phát cuồng loạn, cùng lúc Lộc Giác cũng vận dụng hồn lực rất lớn của bản thân. Trong tình cảnh có nhiều hồn mạnh quấy nhiễu như vậy nhưng cô ta vẫn cảm ứng được hồn lực ẩn núp gần như yếu ớt đến cực hạn của anh ở sau lưng. Rốt cuộc, cô bé này là ai? Hai người đến bắt Đồng Tước sao? Thiếu nữ nhìn Tất Lạp cao lớn trước mặt, phải. Thế nhưng xem ra, hai cô cậu đã đến trước chúng tôi rồi. Tất Lạp nhìn Đồng Tước bị vây khốn không tài nào cử động trên tán cây ở đỉnh đầu. Thiếu nữ bỗng nhiên cười khẽ, cô nhìn Tất Lạp rồi lại nhìn Lộc Giác phía sau. Khuôn mặt ngây thơ hiện lên vẻ xinh đẹp mềm mại như nụ hoa nở rộ, nếu đoán không lầm thì hai người là Vương Tước và Sứ Đồ đúng không? Tất Lạp không nói gì, chỉ nheo mắt lại, vậy hai người cũng nên biết, trừ phi nhận được tin đỏ của Tư Tế Bạch Ngân, nếu không thì ra tay với nhà hồn thuật phải có lý do chính đáng mới được. Cậu thiếu niên đứng sau thiếu nữ cười khinh khỉnh, vẻ mặt xem thường, cô cậu đến trước nên theo lý phải là của cô cậu rồi. Tất Lạp nhìn hai người trước mặt, thản nhiên nói. Tất Lạp nói xong, ra hiệu bằng ánh mắt với Lộc Giác, thân hình Lộc Giác vừa chợt lóe lên trong không khí đã cung kính đứng bên cạnh Tất Lạp. Thiếu niên nhìn Tất Lạp và Lộc Giác, khóe môi vẫn mang nụ cười kinh khủng. Cậu quay người bay vút về phía Đồng Tước, vươn hai tay ra đánh vào hồn ấn bên dưới cánh nó, chi chít hoa văn vàng rực hiện ra trên thân thể Đồng Tước, sau đó kèm theo tiếng vỡ vụn, hoa văn không ngừng biến mất, hóa thành hàng loạt tia sáng vàng óng lưu chuyển về phía bàn tay thiếu niên. Trong khoảnh khắc khi tia sáng cuối cùng biến mất, thi thể Đồng Tước khổng lồ trở thành đống băng tuyết vỡ tan tành, từ tán cây rơi ào ào xuống đất, thiếu niên đứng trên tán cây, đôi mắt sáng quắc lạnh lẽo không nhìn thấy đáy. Cậu ngẩng đầu lên thân hình uốn lượn, âm thanh của xương cốt đang vặn vẹo vang lên quái gở, khuôn mặt hiện ra vẻ khoái cảm lâng lâng khó bề kiềm chế. Khóe môi cậu nở một nụ cười pha tạp giữa hai trạng thái cực đoan đau đớn và vui sướng, đây là gì? Trong lòng Tất Lạp nảy sinh nỗi sợ hãi. Cô cậu không phải bắt nó làm hồn thú, gai ốc toàn thân Lộc Giác chợt dựng đứng, như thể hai người trước mặt là ma quỷ đến từ địa ngục. Hì hì, ai nói với hai anh chúng tôi muốn bắt nó làm hồn thú? Thiếu nữ quay đầu lại, đôi mắt trắng đã mịt màng, giọng cười khúc khích khiến người ta cảm thấy u ám vô hạn. Cô cậu là sứ đồ của ai? Gương mặt Lộc Giác thoáng chốc hiện ra sát khí. Tôi nói anh này, sao anh thích suy diễn thế hả? Thiếu nữ đỏ mặt, giả vờ lắc đầu thẹn thùng. Ai nói với anh chúng tôi là sứ đồ? Chúng tôi không phải, nói chính xác, chúng tôi có một tên gọi chung là kẻ gặm nhấm đấy, kẻ gặm nhấm. Lộc Giác quay đầu nhìn Tất Lạp, bởi vì cậu chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ. Eo ôi, thiếu nữ lè lưỡi, giống như đã làm sai chuyện gì vậy, hình như không cẩn thận đã nói ra bí mật rồi. Vậy phải làm sao đây? Cô quay đầu hỏi thiếu niên bên cạnh, giết họ chứ sao? Thiếu niên khinh thường nhìn vai, cơ bắp cuồn cuộn căng lên dưới lớp quần áo, hừ, giọng điệu thật ngông cuồng. Tuy bình thường tôi ít xuất hiện trong giới hồn thuật, không biết rõ lắm thế giới hồn thuật hiện tại đã phát triển đến mức nào, nhưng hôm nay, tôi phải xem thử rốt cuộc hai người là loại người gì. Sứ đồ cũng được, kẻ gặm nhấm cũng được, đừng hòng bỏ đi. Nét mặt Tất Lạp lạnh lùng, thân thể anh không hề di động nhưng trong nháy mắt, dưới chân đã hiện ra một trận sáng rực cấp tốc xoay tròn. Bông tuyết trong không khí kích động lại, gì đây, thiếu niên bị cảnh tượng trước mặt này làm bàng hoàng. Nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng thì động tác và vẻ mặt đã giống như gió tuyết bị cố định trong không khí. Lúc Lộc Giác chuẩn bị đến bắt hai người họ, cô bé trước mặt đột nhiên nở nụ cười tựa như ma quỷ địa ngục. Gương mặt cô ta chợt bị cắt rách, vô số lưỡi dao dài thượt bóng loáng từ cơ thể đâm toạc làn da trắng nõn nà. Hàng loạt lưỡi dao thép cắm xuống đất, sau đó đẩy mạnh thân thể nhỏ bé kia lên không trung. Trong nháy mắt biến thành một con côn trùng khổng lồ vừa như nhện nhện lại vừa như bọ ngựa. Càng ngày càng nhiều lưỡi dao đâm ra khỏi cơ thể cô, như từng chiếc chân của con côn trùng khổng lồ cắm vập lên mặt đất, hai bên người cô bỗng tập trung hàng chục mũi dao sắc lạnh điên cuồng xoáy tròn. Rất nhiều cây cao trọc trời bị cắt ầm ầm ngã xuống, bông tuyết bay mù mịt che khuất tầm nhìn, trong không khí chợt nổ tung vô số luồng hồn lực như những vòi rồng cuồn cuộn, gió tuyết ngập trời làm nhòe tầm mắt, Tất Lạp biết đây là mê trận và ảo ảnh mà thiếu nữ kia tạo ra. Hồn lực xung quanh đều bị nhiễu loạn, anh cũng không biết họ đã chạy trốn về phía nào, đến lúc Lộc Giác dùng hồn lực thổi tan gió tuyết, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, xung quanh chỉ còn lại khung cảnh trống trải tựa phế tích, hàng loạt cây cối bị chém gãy, nằm ngang dọc khắp nơi. Mặt đất có rất nhiều khe nứt,
đất lạnh màu đen pha lẫn băng vụn hiện lên trên bề mặt như từng vết sẹo. Tất Lạp và Lộc Giác đứng trên mặt đất trống trải. Đến cùng, Ác Lang đã xuất hiện thứ quái vật gì đây? Hồn lực gào thét quay cuồng như cơn lốc cuộn xoáy đống tuyết động trên mặt đất, bông tuyết bay tán loạn trong không khí. Chỉ nghe thấy tiếng cây cối không ngừng gãy lìa răng rắc, cùng vô số âm thanh lưỡi dao mài vào nhau như muốn xé toạc màng nhĩ người ta. Khuôn mặt luôn đầy kiêu căng và khinh khỉnh của cậu thiếu niên lần đầu xuất hiện vẻ kinh hoàng, luống cuống tay chân, đứng đó nhìn thiếu nữ trước mặt. Đôi mắt cô bây giờ đã khôi phục kích cỡ bình thường, nhưng vẫn không thu vào người, nó vẫn xoay cắt xung quanh, cơ thể cô không ngừng vùng vẫy, cổ họng cô cất lên từng tiếng kêu thảm thiết, đau đến mức không muốn sống nữa. Những lưỡi dao như chân côn trùng khiến cả người cô trông tựa một con nhện nhện đang gào thét vì bị lửa thiêu. Cứu tôi, tiếng nói khàn đặc và the thé của thiếu nữ vang lên. Tôi phải làm sao? Mắt cậu tuôn chảy hai hàng lệ, khuôn mặt vĩnh viễn lạnh lùng giờ phút này tràn ngập bi thương. Cậu nhìn thiếu nữ hấp hối trước mặt, hai bàn tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt không biết đau đớn là gì. Hồn lực không đủ, không khống chế được. Cậu cho tôi hồn lực, tức ấn của tôi ở. Thiếu nữ còn chưa nói xong thì một lưỡi dao sắc bén đã đâm toạc sống mũi cô, sau đó cắt nát khuôn mặt, cô kêu thét lên, ở đâu? Ở đâu? Thiếu niên mắt đỏ hoe, gào lên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ở phía trong, bắp đùi bên trái của tôi, giọng cô dần yếu ớt, ánh sáng trong đôi mắt như ngọn nến bị gió thổi tắt liệm. Cậu thiếu niên định đến gần cô, nhưng những lưỡi dao vung vẫy điên cuồng kia khiến cậu không tài nào đến gần được, chứ đừng nói đến việc truyền hồn lực vào tước ấn cho cô. Cậu nghiến răng, ánh mắt đầy căng thẳng, liều mình nhào đến. Những lưỡi dao soàn soạt liên tiếp đâm vào da thịt, cậu chẳng hề cau mày, ngồi xổm xuống trước mặt thiếu nữ, kéo váy cô lên. Trong nháy mắt, mặt cậu đỏ gay, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, cậu vươn tay lần mò giữa hai đùi thiếu nữ, hồn lực như biển cả mênh mông nổ tung từ lòng bàn tay thiếu niên. Những lưỡi dao tựa quái vật mất đi sinh mạng, chúng ngừng lại, vang lên âm thanh len keng, toàn bộ rũ xuống, thiếu niên rút một lưỡi dao đâm vào bụng mình vứt xuống đất. Trên mặt, trên cổ, trên bả vai cậu đều có vết dao cắt, chúng nhanh chóng lành lại, làn da non đỏ hồng chậm chạp kéo liền, giống như đóa hoa đang khép cánh. Này, này, tỉnh lại nào. Thiếu niên lay lay thiếu nữ không còn hô hấp, mặt vàng hệt như tờ giấy ố, nước mắt cậu rớt xuống mu bàn tay, vừa định cất giọng gào lên thì thiếu nữ đột ngột bật dậy, tiếng hít thở rít lên từ cổ họng, cô như người ngạt nước thình lình được hít thở luồng không khí mới mẻ, nhìn trong mắt dần dần hồi tình của thiếu nữ, rốt cuộc khuôn mặt thiếu niên cũng lộ ra nụ cười. Hành lang vực thẳm, đế quốc Ác Lang phía tây, hai đứa trẻ kia rốt cuộc là? Lộc Giác nhìn Tất Lạp mang vẻ mặt nghiêm trọng, khẽ hỏi, tôi cũng không biết. Đây là lần đầu tiên Lộc Giác thấy được vẻ căng thẳng như thế trên khuôn mặt luôn vô cảm của Tất Lạp. Gió tuyết đã yếu đi, Tất Lạp và Lộc Giác đã rời khỏi khu rừng phía bắc. Hành lang vực thẳm vẫn ẩn mình trong sương mù lạnh lẽo ẩm ướt, nhưng so ra có vẻ ôn hòa hơn thế giới gió tuyết khi nãy nhiều. Tuy nhiên, trong lòng Tất Lạp vẫn lạnh lẽo, cơn lạnh này đến từ nỗi sợ hãi của anh. Mới vừa rồi, rõ ràng anh đã hoàn toàn mở ra trận thời gian. Nói theo lý thuyết, cô bé kia không thể nào đủ nhanh nhạy để vận dụng loại hồn lực cấm kỵ này, trừ phi là lúc anh phóng hồn lực, cô ta đã cảm ứng được biến hóa trước đó, nhưng quá trình này chỉ ngắn ngủi trong giây lát, không đáng kể, sao cô bé kia có thể làm được như thế? Thật là quá đáng sợ, hơn nữa, cô ta còn nhỏ tuổi như vậy đã vận dụng hồn lực thông thạo đến mức khiến người khác phải sửng sốt. Khoan hẳn kể đến độ tuổi của cô ta, dù là Lộc Giác hiện tại cũng không tài nào khống chế được hồn thuật hắc ám kia. Cô ta, rốt cuộc là ai? Hay nói, rốt cuộc là vật gì? Vương Tước, hai đứa trẻ vừa rồi cũng là sứ đồ sao? Lộc Giác đi sau lưng Tất Lạp, im lặng thật lâu mới cất tiếng hỏi khẽ. Thật ra vừa rồi cậu cũng ngầm hiểu, hai đứa trẻ kia tuy trông chỉ chừng hơn 10 tuổi, nhưng hồn lực tàn trữ trong thân thể bọn họ, cùng với cách điều khiển hồn lực thông thạo còn vượt xa cả cậu, tuyệt đối không chỉ là những nhà hồn thuật đơn giản. Nhưng dù bọn họ là sứ đồ, đối với cậu mà nói cũng là một sự sỉ nhục. Bởi vì cậu là sứ đồ cấp 1 có địa vị cao quý nhất trong các sứ đồ, hơn nữa cậu còn là sứ đồ thiên có tiềm lực nhất trong 3 sứ đồ thiên, địa, hải, đáng lẽ cậu phải cừ khôi nhất, vậy mà còn kém cạnh hơn cả sứ đồ cấp dưới, tôi cũng không rõ. Nhưng phán đoán dựa theo hồn lực của hai người họ, là hai mạch hồn vô cùng lạ thường, không giống kế thừa từ Vương Tước hiện tại nào, Tất Lạp tiếp tục bước đi không ngoái đầu lại. Thật ra thì không chỉ có Lộc Giác, trong lòng Tất Lạp cũng đầu nghi vấn. Có điều bây giờ chúng ta nên đến bụi cây khu hồ phía đông hành lang vực thẳm trước đã, dù thế nào cũng phải bắt được hồn thú đầu tiên. Đối với cậu, sức chiến đấu có thể tăng vọt cũng là chuyện tốt. Lộc Giác gật đầu, vẻ mặt nghiêm trang, trong lòng cậu hiểu Tất Lạp đã thất vọng vì thực lực của chính cậu hiện giờ,
ngay cả hai đứa trẻ cũng có thể dễ dàng thắng cậu, đành dựa vào hồn thú chiến đấu mà thôi. Mắt Lộc Giác hơi đỏ, cậu dụi mắt, trảo bước nhanh hơn đuổi theo Tất Lạp. Bầy cáo điệt ở bụi cây bên khu hồ kia là bầy lớn nhất trong hành lang vực thẳm. Nếu bắt được chúng, sức chiến đấu của cậu sẽ tăng lên bội phần, tôi hiểu. Lộc Giác gật đầu. Cánh rừng phía bắc hành lang vực thẳm, đế quốc Ác Lan phía tây, cô đỡ hơn chưa? Cậu thiếu niên ngồi trước mặt thiếu nữ, lòng bàn tay vẫn liên tục truyền hồn lực vào người cô. Thiếu nữ gạt tay thiếu niên ra, khuôn mặt tái nhợt rốt cuộc đã có chút hồng hào trở lại. Mặt cô ửng đỏ, dáng vẻ khá xấu hổ. Thiếu niên đột nhiên hiểu ra gì đó, vội vàng rút tay về nhanh chớp giật. Người vừa rồi là ai? Tôi còn chưa kịp ra tay đã bị cô lôi đi. Thiếu niên hắng giọng, phá vỡ bầu không khí lúng túng, sau đó quay đầu lại nhìn thiếu nữ đang ngồi trên mặt đất, nghiêm túc hỏi. Khuôn mặt cậu đã khôi phục vẻ lạnh lùng ban nãy. Ha ha, thiếu nữ thoáng cử động thân thể, tiếng nói vẫn vô cùng yếu ớt. Ở trước mặt hắn, cậu mãi mãi đừng nghĩ đến chuyện ra tay kịp thời, tốc độ của hắn rất nhanh, gì cơ, tự bản thân cậu không ý thức được đâu. Bởi vì tốc độ cả người cậu sẽ trở nên chậm chạp theo trận mà hắn bày ra, không chỉ là tốc độ của chúng ta, tất cả những thứ trong không gian đó đều sẽ chậm lại. Như gió, tuyết, không khí, vân vân, đều gần như là ngừng lại. Nếu không phải tôi cảm nhận được sự lưu chuyển hồn lực của hắn trước, biết được cách tấn công và tốc độ của hắn, tôi cũng giống như cậu, còn chưa kịp phóng hồn lực đã bị vây trong trận của hắn rồi. Thiếu nữ từ từ hít thở, tự trị liệu những vết thương trên thân thể, vậy cô cũng đâu nhất thiết phải sử dụng loại hồn thuật này chứ. Lỡ như không quay lại được, trong đôi mắt cậu hiện lên vẻ lo lắng, nếu như không sử dụng hồn thuật này, chúng ta chẳng có lấy cơ hội chạy trốn đâu. Thiếu nữ nghiến răng cười lạnh, lại như chế giễu, song, chỉ cần có đủ hồn lực kết hợp với thiên phú cảm ứng của mình, tôi có thể nắm chắc được tốc độ của hắn. Thiếu nữ viện thân cây, từ từ đứng lên. Quần áo của cô bị cắt tả tơi, làn da trắng nõn lộ ra khỏi áo choàng rách nát đầy khiêu gợi. Thiếu niên nhìn hai đùi trắng nõn của cô, yết hầu lên xuống, xem ra, chúng ta chọc phải một nhân vật khó chơi. Ít nhất là một trong ba vương tước hàng đầu, đời này, trừ phi vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng trở thành kẻ địch của hắn. Người này quả thật là quái vật đấy. Nói xong, thiếu nữ nhẹ nhàng đi đến trước mặt thiếu niên, cô ngẩng đầu, nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh cuốn hút, đôi môi hồng thắm mềm mại nhẹ nhàng khép mở, mang theo hương thơm như hoa lan, phả vào chóp mũi cậu. Nào, cho tôi thêm một chút hồn lực đi, để tôi có thể hồi phục nhanh hơn. Cô dạng hai chân, vén làn váy, nhìn thiếu niên đang hô hấp một cách dồn dập, tim đập càng lúc càng nhanh trước mặt. Ánh mắt cô mơ màng, khóe môi nhoẻn nụ cười quyến rũ. 7 năm trước, vùng biển Ranet, đế quốc Ác Lan phía tây, gió biển lồng lộng thổi đống lửa đang cháy hừng hực, những tia lửa liên tục bị gió cuốn về phía mặt biển xa xôi biến mất trong đêm tối mù mịt, tìm hơn 4 năm rồi, rốt cuộc cũng có chút manh mối. Nếu không quả thật quá lãng phí thời gian của chúng ta. Tàn Hà, sứ đồ địa vừa thêm củi vào đống lửa vừa nói, cũng không coi là lãng phí, mấy năm nay, chúng ta đã đi phân nửa lãnh thổ Ác Lan, xem như là có chút trải nghiệm. Ít ra phát hiện được rất nhiều nơi lý thú. Thúc Hải, sứ đồ Hải nhìn người em trai có khuôn mặt gần giống mình, cười nói. Ít nhất chúng ta biết được có thể hít thở bình thường dưới đáy suối phù sinh. Thật kỳ diệu, nhớ hôm đó em ngã xuống còn sợ chết khiếp, đáy con suối kia, sau này có dịp, em vẫn muốn đến tham quan thêm lần nữa, bởi vì em cảm thấy hồn vụ nơi đó có nồng độ rất cao, nhưng trong nước không thể sử dụng quả Cecilia nên em không phán đoán chính xác được. Có khả năng bên dưới có hồn khí hay hồn thú lợi hại gì đó, Tàn Hà dây dây đầu mày. Gió biển lùa vào tóc anh bay bay, ánh lửa hắt lên khuôn mặt sáng rực trông vô cùng nghiêm nghị. Thế nhưng anh à, anh nói xem mấy năm nay, hai anh em ta có đáng không? Mỗi ngày, Vương Tước đều dẫn theo Lộc Giác bên cạnh, còn dạy cậu ta đủ loại hồn thuật, hướng dẫn cậu ta vận dụng các chiêu thức để chiến đấu, thậm chí còn giúp cậu ta bắt được hồn thú cáo điện. Còn hai chúng ta thì sao? Mấy năm nay cứ mãi miết tìm kiếm Vương Tước cấp 6, gần như không có thời gian ở chung với Vương Tước Tất Lạp nữa, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tàn Hà, Vương Tước đối xử với mỗi người chúng ta đều như nhau, em không thấy mấy năm qua đi khắp nơi, tuy chúng ta đã gặp rất nhiều hiểm nguy, đã từng chiến đấu với rất nhiều hồn thú hung hăng, nhưng hồn thuật của bản thân chúng ta đã tiến bộ hơn trước rất nhiều sao. Thúc Hải nhìn em trai mặt mày ủ rũ, trong lòng dấy lên nỗi thương cảm, thật ra đôi khi, anh cũng có những suy nghĩ giống Tàn Hà, cảm thấy Tất Lạp chỉ quan tâm mỗi mình Lộc Giác, còn với hai anh em họ thì rất hờ hững. Anh, em nghe người ta nói, Tàn Hà nhìn ánh lửa bập bùng, gương mặt anh nửa sáng nửa tối, không nhìn rõ biểu cảm nhưng trong âm thanh nhuốm màu bi thương,
Vương tước cấp một các đời gần đây, cuối cùng đều chọn sứ đồ thiên thừa kế chức vị vương tước, còn sứ đồ địa và hải đều chết đi. Chẳng có ai nhớ đến họ, phải không anh, đừng nói bậy. Thúc Hải vuốt tóc em trai, nỗi xót xa trong ánh mắt anh đậm hơn. Làm sứ đồ không phải là số mệnh của chúng ta sao, em có còn nhớ năm 16 tuổi khi chúng ta trở thành sứ đồ của vương tước cấp 1, Tất Lạp đã nói thế nào không? Ngài nói, vương tước và sứ đồ nhất định phải sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình vì Tư Tế Bạch Ngân và đức vua bất cứ lúc nào. Nếu như ngai vàng chưa đủ vững chắc thì hãy dùng máu và thi hài của chúng ta củng cố nền móng. Điều này em biết, dù đầu rơi máu chảy, chết trận xa trường, ôm nhau chết chung với hồn thú, em cũng không có bất cứ hối hận hay tiếc nuối nào. Nhưng nếu chỉ vì Tất Lạp không chọn nên chúng ta thầm lặng chết đi, không ai nhắc đến và nhớ đến, Tàn Hà càng nói càng nhỏ giọng cuối cùng thở dài, lặng lẽ nhìn đống lửa, cho dù là như vậy thì đó cũng là số mệnh của chúng ta. Nếu như cần cái chết của chúng ta mới có thể tạo nên một vương tước có hồn lực tuyệt đỉnh, vậy chúng ta chết cũng không đáng tiếc. Đây chính là tinh thần của vương tước và sứ đồ. Tàn Hà quay đầu, nhìn khuôn mặt Thúc Hải được ánh lửa soi sáng. Thật ra Thúc Hải và anh bằng tuổi nhau, nhưng từ bé đến lớn, Thúc Hải đều hiểu chuyện hơn anh, luôn luôn chăm sóc cho anh. Tàn Hà gật đầu, dường như vẻ mặt của Thúc Hải làm cho anh cảm động, anh mỉm cười rất thư thái. Anh có cảm thấy kỳ lạ hay không? Về hồn lực của vương tước cấp 6 ấy. Tàn Hà thay đổi đề tài, nhìn Thúc Hải, nghiêm túc nói, em nói là hồn lực này là sao? Vẻ mặt Thúc Hải cũng trở nên nghiêm túc, phải. Chúng ta cảm ứng được nguồn hồn lực lúc ẩn lúc hiện này và đuổi theo nó đến đây, càng đến gần hòn đảo thì tín hiệu của nó càng rõ ràng. Vậy thì chắc chắn vương tước cấp 6 Siriu đang ở trên hòn đảo này, nhưng hồn lực này thật sự quá lớn, lớn đến mức vượt qua giới hạn hồn lực một vị vương tước có thể có. Quả thật tựa như, Tàn Hà nói đến đây thì dừng lại, giống như không tài nào tin được những gì mình sắp nói ra. Giống như cả hòn đảo này đều là thân thể của Siriu nên mới có thể tỏa ra hồn lực lớn mạnh như vậy, đúng không? Thúc Hải tiếp lời của Tàn Hà, đúng. Tàn Hà nghiêm túc gật đầu, nhưng lại lập tức lắc đầu. Nhưng điều này hoang đường quá, không ai có được một luồng hồn lực mạnh mẽ đến thế trong cơ thể cả. Ngay cả hồn lực của Tất Lạp cũng không lớn đến mức này. Thôi cứ chờ sáng sớm mai Tất Lạp và Lộc Giác đến đây rồi mang nghi vấn này hỏi vương tước xem sao. Có Tất Lạp ở đây thì không phải lo lắng nữa. Đi ngủ sớm đi, Thúc Hải nói với Tàn Hà, nghe nói Lộc Giác đã thu phục được Cáo Điện, em vẫn chưa có cơ hội thấy nó. Lần này có thể xem thật kỹ rồi, sẽ thú vị lắm đây, không biết lúc nào Tất Lạp mới bảo chúng ta đi bắt hồn thú nữa. Khi ấy, em nhất định sẽ chọn một con rồng. Ha ha, Tàn Hà cười một cách sảng khoái, khuôn mặt tuổi trẻ đậm khí phách hiên ngang, em đấy, cao lắm chỉ có thể bắt một con mèo nhỏ dắt theo thôi. Thúc Hải trêu chọc Tàn Hà, gió mơn mang hai gương mặt thanh xuân, trong giỏ là mùi vị mặn của đại dương mênh mông, củi cháy đã tàn, chỉ còn lại mấy đống lửa đỏ lập lòe đu đưa theo từng cơn gió. Tàn Hà và Thúc Hải ngủ trong hang động thiên nhiên trên vách núi, Thúc Hải vốn muốn tìm chút cỏ khô hay lá cây trải lên mặt đất. Nhưng hòn đảo này vô cùng kỳ lạ, chỉ có sỏi và đá, không có lấy một ngọn cỏ. Vì vậy, họ đành mặc nguyên y phục nằm trên tầng đá cứng. Tuy nhiên, hai người họ đều không để ý, mấy năm nay vì phải tìm kiếm Siriu, họ đã trải qua nhiều hoàn cảnh còn khắc nghiệt hơn hiện tại rất nhiều. Lạch cạch, Thúc Hải đang ngủ chập chờn thì đột ngột bị tiếng động lạ đánh thức, nghe như có người đang dẫm lên đá sỏi. Anh ngồi dậy trong bóng tối, Tàn Hà bên cạnh vẫn còn say giấc, hơi thở đều đều, hiển nhiên là đang trong mộng đẹp. Thúc Hải đứng dậy, từ từ đi ra ngoài hang động, vẻ mặt trở nên căng thẳng. Ngoài hang động, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, cả không gian là một màu xanh thẳm kỳ lạ, xung quanh loáng thoáng có thể cảm ứng được vài tia hồn lực, loại hồn lực này anh chưa từng gặp, thậm chí chưa từng biết loại nào tương tự như thế. Hoa văn hồn mạch trên người anh bắt đầu hiện lên, đặc biệt trên cánh tay ứng lên một hình xăm màu vàng. Xin chào, giọng nói khẽ khàng của một cô gái vang lên giữa không trung, tựa đóa quỳnh nở rộ trong đêm. Thúc Hải quay đầu, nhìn vách núi màu đen cao lớn sừng sững trước mặt, bóng dáng một cô gái thoát ẩn thoát hiện. Cô mặc váy lụa đen, hai bên tà váy xẻ cao, gió thổi làm vạt váy bay phấp phới giống hoa súng đua nở. Bắp đùi trắng nõn thon dài toát lên vẻ gợi cảm hút hồn trong đêm tối, bộ ngực nõn nà cao ngất dưới lớp áo như áng mây mềm mại giăng đầy trên chiếc váy lụa mỏng, vẻ bi ai lẫn hoang ái thấp thoáng ẩn hiện trên khuôn mặt cô, tạo một cảm giác khiêu khích đầy tội ác. Thúc Hải bối rối dời mắt đi, cô là ai? Tôi à, tôi đến nói cho hai anh biết một việc. Cô gái nhẹ nhàng nhảy vài bước xuống vách núi, đứng đối diện Thúc Hải. Hai chúng tôi ư, đúng.
Trong hang động bên kia không phải còn có một người sao? Cô gái đưa tay lên che miệng, khẽ cười ra điệu ngại ngùng. Trong lòng Thúc Hải bất giác kinh hãi, bởi giờ phút này, Tàn Hà ở cách đây một khoảng khá xa và đang ngủ say, trong cơ thể gần như không có hồn lực lưu chuyển. Những cô gái này có thể cảm ứng được sự hiện hữu của Tàn Hà, nhưng mà không sao, bạn tôi đã đi nói cho anh ta biết rồi. Anh không cần lo lắng, hai anh chắc chắn biết cùng lúc với nhau, không sót ai đâu. Thúc Hải nghe vậy liền quay người nhanh chóng lao về phía hang động. Anh có dự cảm nguy hiểm đang đến gần, không muốn dây dưa với cô gái này nữa. Khi Thúc Hải thấy rõ mặt đất dưới chân mình bất chợt hiện ra một trận vàng rực xoay tròn, vô số tấm vải lụa màu trắng đột ngột bay lên cuốn lấy anh. Anh đưa tay phóng hồn lực về phía hải lý xa xa, trong nháy mắt, hàng loạt mũi tên băng bay vút đến cắt vào những tấm vải lụa kia. Nhưng kỳ lạ là tất cả tên băng đều bị những tấm vải kia cuốn lại rồi như đã chìm xuống biển, biến mất không còn thấy tăm hơi. Tôi nói anh này, một thân thể mềm mại kề đến, không cần quay người lại anh cũng biết giờ đây bộ ngực của cô gái xinh đẹp kia đang dán chặt vào lưng mình. Cảm giác êm ái khiến tim Thúc Hải đập loạn nhịp, sao lại không cẩn thận như vậy? Tùy tiện để vật quan trọng phơi bày trước mặt người khác, cô gái khẽ thì thầm bên tai Thúc Hải với giọng điệu tiếc nuối. Hai tay cô ta như rắn nước trơn trượt luồn vào áo choàng, cuốn lấy vòng eo rắn chắc của anh. Thứ gì? Thúc Hải thất thần hỏi. Tước ấn ấy, còn chưa kịp phản ứng thì vị trí tước ấn phía sau lưng như bị mấy lưỡi dao sắc bén lạnh giá đâm vào nhanh như chớp, cảm giác đau buốt xông lên tận đỉnh đầu, cả người Thúc Hải nặng nề ngã chúi xuống đất. Cô gái vén tóc, đôi mắt mơ màng nhìn vào bóng đêm, trong đôi mắt là sương mù trắng cuồn cuộn, nụ cười trên mặt cũng vì vậy mà trở nên ma quái. Nhưng kinh khủng nhất là giờ đây, trên lồng ngực cô ta có mấy thanh dao sắc nhọn, sáng quắc lạnh lẽo đang từ từ rút vào trong thân thể, như một con sâu mang lớp vỏ cứng to lớn xé mổ lồng ngực chui vào. Ôi trời, anh ấy cũng thật là, nhiều năm như vậy cũng không sửa đổi, khát máu quá đi. Cô ta nhìn vị trí hang động phía xa, chợt cười khẽ. Tơ lụa màu trắng bay ngập trời dần dần quấn quanh người cô lần nữa rồi hóa thành làn váy màu đen. Vương Tước, một lát nữa là đến hải đảo kia rồi. Lộc Giác đứng trên mũi thuyền kéo buồm, cậu cởi trường bào đến vị trí thắt lưng, cột hai tay áo vào eo. Gió biển thổi vù vù, ánh mặt trời soi vào lồng ngực màu nâu rắn chắc của cậu phản chiếu ánh sáng loang loáng. Mồ hôi như những viên đá quý điểm xuyết cho bộ ngực tỏa sáng lấp lánh. Cậu quay đầu nhìn Tất Lạp, khuôn mặt thanh tú in bóng dưới ánh nắng chói chang như một khe núi đen sâu thẳm. Vương Tước Tất Lạp, chẳng phải ngài có thể chế tạo quân cờ ư? Sao chúng ta phải cực khổ ngồi thuyền đến đây ạ? Dùng quân cơ đi thẳng đến không phải được rồi sao? Lộc Giác lau mồ hôi trên người, mặt đỏ gắt vì ánh nắng, nụ cười hiền hòa và thu hút. Khác hẳn với 5 năm trước vẫn còn là thiếu niên, giờ phút này, cậu đã trở thành một người đàn ông khí khái. Tất Lạp nhìn Lộc Giác mồ hôi nhễ nhại, thân hình cường tráng, đường nét rõ ràng như điêu tạc từ đá cẩm thạch, cười nói. Quân cờ chỉ có thể đưa đến nơi người chế tạo từng đi qua, không thể nào chế tạo quân cờ đi đến nơi mà mình chưa từng đặt chân đến được. Lộc Giác gật đầu, nhìn Tất Lạp, thở dài. Tất Lạp yên tĩnh ngồi trên mép thuyền, ánh mặt trời chói chang trên đầu như chẳng có bất kỳ ảnh hưởng nào đến anh. Anh vẫn như một tượng thần được điêu khắc từ băng ngọc, ngũ quan tinh xảo và chói mắt, dù không khí xung quanh nóng bức, vẫn đục thế nào. Anh vĩnh viễn như một dòng suối trong trẻo chảy từ thượng lưu sông băng, mang theo vẻ mát lạnh dịu dịu. Anh cảm nhận được ánh mắt Lộc Giác, vì vậy quay đầu lại, mỉm cười gật đầu với cậu. Lộc Giác ngẩng đầu, nhìn về phía bờ biển nhưng lại không thấy được hình ảnh hai chàng trai anh tuấn đứng trong gió vẫy tay với họ như trong dự liệu. Tàn Hà và Thúc Hải đều biến mất không thấy tăm hơi. Dãy đá ngầm màu đen yên lặng như tờ dưới ánh nắng rực rỡ. Anh em họ đâu rồi? Khi Lộc Giác quay đầu lại hỏi Tất Lạp, nhìn thấy vẻ mặt anh rất trầm trọng. Sau khi xuống thuyền, họ từ từ đi dọc theo bờ biển. Tất Lạp vừa đi vừa cảm ứng hồn lực trên hòn đảo này, hàng mày anh khẽ cau lại dưới ánh mặt trời, không ai biết anh đang suy nghĩ điều gì. Ánh nắng gay gắt từ trên cao kéo xuống tựa như hào quang đến từ thiên giới, chuẩn bị trừng phạt tội nghiệp gian ác của Trần gian. Tất cả mọi bí mật đều ẩn dưới những con sóng nhấp nhô ngoài khơi xa. Sóng biển vỗ từng đợt vào dãy đá ngầm lởm chởm, giống như quái thú há mồm định nuốt chửng tất cả sự sống. Tất Lạp chợt quay đầu lại, thoáng thấy một bóng đen cực nhanh biến mất ngay sau một tảng đá nham thạch đằng xa. Giống như đang theo dõi họ, cậu ở yên đây chờ tôi quay lại, trên đảo này có vấn đề, có chuyện gì thì dùng tước ấn phát hiện gọi tôi. Tất Lạp quay đầu lại, nhìn Lộc Giác đang căng thẳng, dặn dò cậu. Lộc Giác gật đầu, còn chưa kịp nói gì, bóng dáng Tất Lạp đã như một tia chớp đen bay về phía xa. Tốc độ quen quá nhỉ, xa xa trên vách núi, một cô gái kiều diễm rung động lòng người đang đứng trong gió, mỉm cười ngạo nghễ, đồng thời lại mang theo sự cám dỗ rất bí hiểm. Gió thổi làm chiếc váy lụa mỏng ôm sát lấy đường cong duyên dáng, quyến rũ của cô.
Ôi chao, dáng điệu quen thật đấy, 5 năm trước tốc độ đã như vậy rồi, nhiều năm trôi qua như thế, ngài Tất Lạp vẫn là bảo đao chưa già. Hay là nên nói vẫn dậm chân tại chỗ đây, cô gái kiều diễm giơ tay lên, ống tay áo lộng lẫy che kín khuôn mặt, dường như xấu hổ vì lời mình vừa thốt ra, vậy ngài Tất Lạp nhất định cũng sẽ cảm thấy tôi rất quen, đúng không? Cách đây 5 năm, tôi và một cậu thiếu niên còn ở trong trận của ngài, đánh đồng tước tan xương nát thịt, khi đó, nếu không phải hai chúng tôi trốn mau, có thể đã bị ngài giết ngay tại chỗ rồi. Ngài còn nhớ không, sao hai người lại ở đây, bởi vì hai sứ đồ của ngài ở đây, chúng tôi đến tìm họ, hai người tìm Tàng Hà và Thúc Hải làm gì? Tất Lạp lạnh lùng hỏi, mạch máu trên đôi tay nhảy thình thịch dưới làn da, đương nhiên là giết hai người họ, còn làm gì chứ? Cô gái trẻ tuổi phì cười, cất tiếng điềm nhiên, thoáng chốc, dưới chân Tất Lạp hiện lên vòng trận chói mắt, ánh sáng xoay tròn gần như bao kín cả hòn đảo. Vô số tia sáng nổ tung bốc lên bầu trời. Eo ôi, đừng hù dọa tôi nhé, người là do anh ấy giết, tôi chỉ đến đây thuận đường truyền tin cho anh thôi. Anh làm gì vậy hả? Đôi mắt cô gái lóe sáng, khóe môi nhếch lên một nụ cười rung động lòng người. Truyền tin gì? Tất Lạp hỏi, cũng không có gì quan trọng, chỉ là thông báo với anh một tiếng, anh không còn là vương tước cấp một nữa, đã bị giáng cấp. Cô khẽ hất làn váy màu đen, thay đổi tư thế quyến rũ hơn, thiếu niên năm xưa suýt nữa bị anh giết chết đấy. Bây giờ ở trên anh. Cho nên anh không thể giữ lại sứ đồ của mình, chỉ có vương tước cấp 1 mới có đặc quyền này. Vì vậy, hai sứ đồ của anh đã chết, người còn lại có thể sống, có điều sau này anh đừng xưng mình là sứ đồ thiên nữa, nếu không sẽ bị giết đấy nhé. Hi hi, ý của cô, bây giờ tôi là vương tước cấp 2 à? Tất Lạp cười khẩy nhưng lòng bàn tay lặng lẽ rịn mồ hôi lấm tấm. Chỉ là, anh vẫn có lòng tin vào hồn lực của mình, vì cho đến giờ, dù là Tư Tế Bạch Ngân cũng chưa chắc biết được thực lực thật sự của anh, dĩ nhiên không phải vậy. Cô gái xinh đẹp đứng trong quần sáng của trận, vạt váy tung bay. Anh không phải vương tước cấp 2, là thiếu niên ngày xưa kia cơ, còn anh, hôm nay chỉ là vương tước cấp 3 mà thôi. Cô hơi ngừng lại, nhìn vẻ mặt khó tin của Tất Lạp, vô cùng vui vẻ, hưởng thụ khoái cảm trước nỗi kinh ngạc của anh. Anh ấy vốn là cấp 1, nhưng đáng tiếc có một quái vật lợi hại hơn xuất hiện. Không đánh lại người ta nên chỉ có thể làm cấp 2 thôi. Còn anh liền biến thành cấp 3, ôi, thuận tiện nói luôn. Cô gái xinh đẹp chợt che miệng cười, quên mất, có lẽ tự tôi nói nên khá ngại, nhưng xin lỗi, bây giờ tôi là vương tước cấp 4, tên Đặc Lôi Á, thiếu niên kia tên là U Minh. Đặc Lôi Á cười khẽ, cơn gió mạnh thổi qua đại dương đen thẳm nơi xa xa, lay động trường bào của cô như loài ma quỷ hắc ám bay lơ lửng. Sao hả, tên của chúng tôi có hay không? À đúng rồi, quên nói cho anh biết, quay vật kia là vương tước cấp 1 mới, tên của gã còn hay hơn, là Gilgamesh. Hòn đảo trống trải vì không có lấy một ngọn cỏ nhưng luôn khiến người ta có cảm giác âm u, dù hiện tại, mặt trời chói chang trên cao soi sáng vạn vật trên thế gian, nhưng trong những luồng hơi nước bốc lên như có ma quỷ ấn nút, Lộc Giác nhìn theo hướng Tất Lạp biến mất, không cảm ứng được hồn lực nữa. Cậu nghỉ ngơi rồi định trở về thuyền đợi anh quay lại, nhưng vừa quay người liền phát hiện một bóng đen đã đứng yên sau lưng mình từ rất lâu. Lòng bàn tay Lộc Giác đổ mồ hôi lấm tấm. Với khoảng cách gần như vậy mà gã có thể im hơi lặng tiếng không bị mình phát hiện, cho thấy khả năng ẩn giấu hồn lực gần như đã triệt tiêu tất cả. Vậy nếu gã muốn ám sát ai thì? Ồ, xin chào. Chàng trai trước mặt cất lời với giọng nói trầm thấp lôi cuốn, còn nhớ tôi không? 5 năm trước, trong khu rừng phía Bắc, hai người chúng ta còn giành nhau đồng tước ấy, gã mỉm cười mang theo một vẻ khôi hài nguy hiểm. Đồng tử Lộc Giác thoáng chốc co chặt. Cậu nhìn gã trai trước mặt, thân thể cao ráo rắn chắc, trường bào đen quấn kín cơ thể lực lưỡng, đường nét khuôn mặt sắc sảo. Khi gã cười lên, biểu cảm quái gở trên gương mặt hệt như cậu bé năm xưa. Sao cậu lại ở đây? Lộc Giác cảnh giác nhìn xung quanh, tôi à, đến giết hai người. U Minh vẫn cười ngả ngớn, hoàn toàn không nhận thấy lời mình nói kinh người đến mức nào, điềm nhiên như thể đang nói về việc ăn cơm, uống nước vậy. Lộc Giác như nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt sáng quắc, lẳng lặng nhìn U Minh. Hai người kia anh cũng biết đấy, họ cũng là sứ đồ của Tất Lạp. U Minh nói xong, khiêu khích nhìn Lộc Giác như đang ngắm nghía một con thú bị vây khốn đang dần dần xù gai. Tại sao chuyện lớn như vậy mà tôi không biết? Tất Lạp nhìn Đặc Lôi Á, không thể tin được cô bé quái vật 5 năm trước anh gặp giờ lại là vương tước của Ác Lan. Con người anh, già cả thế rồi sao lại dở hơi vậy nhỉ? Đặc Lôi Á từ từ đi về phía Tất Lạp, quanh người như có đám mây mù màu đen lượn lờ. Không phải là tôi đã đặc biệt đến báo tin cho anh hay sao, chuyện như vậy, Tư Tế Bạch Ngân nên tự mình nói với tôi mới đúng. Tất Lạp nhìn Đặc Lôi Á,
ánh mắt nói rõ cô không có tư cách này. Hì hì, eo ôi, tất lạp, anh bây giờ còn lên mặt nữa à? Anh đâu còn là vương tước cấp 1, những thứ tôn nghiêm buồn cười kia hãy gạt nó sang một bên đi. Anh phải nghĩ xem, tôi cũng chỉ là vương tước cấp thấp hơn anh một cấp thôi, huống chi U Minh còn là vương tước cấp 2. Nói về lý, anh nhìn thấy anh ấy không phải nên tỏ vẻ tôn kính sao? Vì vậy, anh đấy, đôi mắt đặt lôi á như hồ nước hoa đào mùa xuân. Nghĩ thoáng một chút đi, không được, tôi phải tự mình về hỏi Tư Tế Bạch Ngân. Tất Lạp quay người đi thẳng, hoàn toàn không để ý đến Đặt Lôi Á. Đặt Lôi Á nghiến răng, xách váy chạy đuổi theo. Bên dãy đá ngầm chỉ có bóng dáng cường tráng của U Minh đứng trên tảng đá cao cao. Gió thổi trường bào bay phần phật, phần lớn thân thể gã phơi trần trong gió biển, vẻ gợi cảm khỏe khoắn loang loáng trên làn da nâu. Tất Lạp nhìn một vòng xung quanh, không phát hiện bóng dáng Lộc Giác đâu cả. Anh khép mắt lại, cảm ứng nhưng vẫn không có bất cứ tín hiệu nào. Lộc Giác đâu? Tất Lạp nhìn U Minh, lạnh lùng hỏi. Không thấy, tôi ở đây chờ Đặt Lôi Á, cô ấy đến rồi. U Minh nhìn phía sau Tất Lạp, Đặt Lôi Á như một đóa hoa màu đen khẽ rung rinh trong gió. Nếu dám ra tay với Lộc Giác, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Tất Lạp nhìn khuôn mặt gian tà của U Minh, giọng nói đanh thép như đến từ địa ngục. Làm sao tôi dám chứ? Anh ta là sứ đồ của ngài đúng không, ngài Tất Lạp? U Minh cười ha hả, cô không đúng, không nên gọi là ngài nữa, bây giờ anh chỉ là vương tước cấp 3 thôi. Tôi quên mất mình đã là vương tước cấp 2 rồi. Gương mặt Tất Lạp tràn ngập nỗi phẫn nộ khi bị làm nhục, anh kìm nén để không nổi giận, tôi chỉ ra tay với Tàn Hà thôi, hắn yếu quá, ngay cả tôi đến gần mà cũng không biết, vẫn ngủ say sưa. Tôi phải đánh thức hắn dậy rồi mới giết hắn, dù gì cũng từng là sứ đồ địa mà không ngờ kém cỏi đến vậy. Lời nói của U Minh im bặt trong không khí, một thanh băng bốc khói trắng nghi ngút nằm trong tay Tất Lạp đang chỉ mũi nhọn về phía cổ họng gã ta. Đặt Lôi Á run rẩy, cô không cảm ứng được tình huống vừa rồi. Tốc độ của Tất Lạp thật sự là quá nhanh, không biết rốt cuộc đã đến cỡ nào. U Minh nhìn Tất Lạp, ánh mắt không hề sợ hãi, thậm chí gã còn nhích cổ họng ấn vào thanh băng của Tất Lạp. Một dòng máu đỏ tươi chạy dọc theo cổ gã xuống lồng ngực vạm vỡ. Anh có bản lĩnh thì giết tôi đi, tôi chỉ đến thi hành lệnh của Tư Tế Bạch Ngân thôi. Anh giết tôi thì chẳng khác nào phản bội cả Ác Lan. Anh thử cảm giác bị gã quái vật mới Gilgamesh kia đuổi giết xem sao, không dễ chịu gì đâu, ha ha ha. Yết hầu của U Minh rung rung, cất tiếng cười khiến người ta sởn gai ốc. Tất Lạp nghiến răng, tay rung lên, cuối cùng vứt thanh băng ra xa, chìm vào đại dương. Đặt Lôi Á thầm thở phào, cô trợn to đôi mắt đầy gió tuyết của mình, cảm ứng hồn lực xung quanh. Từ từ, cô phát hiện ra một bí mật này khiến sắc mặt cô trắng bệch. Tất Lạp đi đến tảng đá ngầm khổng lồ trước mặt, anh vung tay lên, dưới đáy đá ngầm bỗng xuất hiện tường băng vừa mỏng vừa bén từ từ trồi lên khỏi mặt nước, thoát cái, dãy đá bị cắt thành hai nửa. Một nửa ấm áp sụp xuống biển, nửa còn lại đứng sừng sững trên bờ như một mặt tường nhẵn bóng. Anh đi đến, đưa tay lên, vài tia hồn lực vàng rực lượng từ tay anh khuếch tán lên mặt đá ngầm. Tường đá nhẵn nhụi đã được chế tạo thành một quân cờ. Quân cờ này trở về đế đô Gờ Răng, tôi muốn đích thân đi hỏi Tư Tế Bạch Ngân. Nếu hai người gặp Lộc Giác thì bảo cậu ấy về đế đô tìm tôi, anh không ngại bọn tôi dùng quân cờ của anh chứ? Bọn tôi cũng muốn trở về đấy, nơi này cách đế đô xa quá, giọng nói nũng nịu của Đặt Lôi Á vang lên sau lưng Tất Lạp. Tất Lạp cười khẩy rồi quay người biến mất trong tường đá trước mặt. Vùng biển mênh mông thi thoảng truyền đến vài tiếng chim oang oác nghe rất thê lương. Mây đen vân vũ kéo đến, trông như trời sắp đổ mưa. Nhìn bóng dáng Tất Lạp biến mất, Đặt Lôi Á ngồi bệt xuống tảng đá, như thể kiệt sức khi vừa qua cơn bạo bệnh. U Minh cau mày, đi đến trước mặt cô, cúi người xuống. Em sao thế? Đặt Lôi Á ngẩng đầu, nhìn gương mặt anh tuấn gian xảo tựa thú hoang của U Minh. Cô đưa tay đặt lên lồng ngực trần của gã, ánh mắt gã lóe sáng, năm ngón tay cô chậm chạp cắm vào cơ thể trước mặt. U Minh không phản kháng, nét mặt pha lẫn vẻ đau đớn và vui sướng, nụ cười quái gở nơi khóe miệng như đang hưởng thụ nỗi đau này. Đặt Lôi Á đang nghe truyện trên TV audio CV nghiến răng, móng tay sắc nhọn chậm rãi xé toát da thịt gã, cô nói từng câu từng chữ, tại sao anh phải giết Lộc Giác, là tự hắn muốn chết, dám ra tay với tôi. U Minh nhún vai, dáng vẻ như một cậu bé hư hỏng, gã đưa ngón tay chấm vào máu tươi đang chảy xuống từ lồng ngực, nhẹ nhàng bôi lên bờ môi mềm mại của Đặt Lôi Á, phút giây ấy, môi cô giống như cánh hoa hồng rực rỡ, Tư Tế Bạch Ngân chỉ bảo chúng ta giết hai sứ đồ hải và địa thôi. Anh tự tiện ra tay như vậy, nếu bị biết được, sao lại bị biết được? U Minh vuốt ve cổ Đặt Lôi Á, cảm nhận mạch máu đang đập trên cổ cô, trong ánh mắt tràn đầy khát khao, có phải anh cũng muốn giết tôi diệt khẩu không?
Đặt Lôi Á nhìn U Minh, lạnh giọng, nào có. U Minh cúi người, kề đôi môi cám dỗ của gã đến gần tai Đặt Lôi Á, khẽ nói, cả đám quái vật chúng ta ban đầu chỉ còn lại tôi và em thôi, tôi không nỡ giết nhất, chính là em. Đặt Lôi Á đẩy U Minh ra, từ từ đi đến bờ biển, ngồi xuống, ngâm ngón tay vào nước biển, cắm hờ xuống cát. Máu của U Minh dính trên ngón tay cô hòa vào nước biển hóa thành từng sợi tơ màu đỏ. Anh vứt anh ta xuống biển rồi à? Tôi không vứt hắn, là hắn bị hồn lực của tôi đánh bay, rơi xuống biển. U Minh điềm nhiên dựa vào vách đá, bày ra tư thế thoải mái, tay và chân gã đều thon dài, thật sự được tạo hóa ưu ái vô cùng. Đặt Lôi Á khép hờ mắt, tiếng vo ve vang lên trong không khí, dưới năm ngón tay cô ta bất chợt hiện ra một trận to lớn xoáy tròn, lan tỏa thành từng vòng sông sáng, nhanh chóng khuếch đại ra khắp nơi. Vùng đại dương mênh mông trước mặt cuộn sóng nhấp nhô, ánh lên vầng sáng vàng óng mơ hồ. Em có thể tạo ra phạm vi trận lớn như vậy à? U Minh nhìn Đặt Lôi Á bên bờ biển, giọng nói có phần căng thẳng. Gã luôn biết rõ độ cảm ứng và sử dụng hồn lực tinh chuẩn của cô, những gã chưa từng ngờ đến cô có thể khống chế phạm vi lớn đến thế, không tìm ra được đâu, với lại làm như vậy, chắc chắn đã chết rồi. U Minh thấy Đặt Lôi Á không đếm xỉa đến mình, bèn nói thêm một câu, mới vừa xong đã thấy Đặt Lôi Á đứng dậy, mặt biển đột nhiên thổi đến một trận gió lốc, làn váy lụa mỏng của cô bay phấp phới giống như mây đen trên trời, sấm sét bắt đầu bổ xuống, từng hạt mưa to rơi lộc độc. Những hạt mưa rơi xuống mặt biển tạo ra những vòng sóng nhỏ dày đặc. Đặt Lôi Á ngẩng đầu lên, đôi mắt không ngừng cuồn cuộn sương mù màu trắng, thậm chí phát ra âm thanh nho nhỏ như rắn đang khè lưỡi. Một lát sau, mặt biển tách ra một rãnh nước nhỏ, nước biển dạt sang hai bên, như dưới đáy có con rồng khổng lồ đang trồi lên mặt nước. Tiếng sấm lì đùng liên tục vang lên, một dòng nước cực lớn ùa đến từ mặt biển đằng xa. Sau khi bọc sóng màu trắng mà nó phun trào rút đi, thân thể tái nhợt của Lộc Giác ướt đẫm nằm trên bãi đá ngầm lởm chởm bên bờ. Đặt Lôi Á đưa tay chậm chạp vuốt ve trên lưng Lộc Giác, cô im lặng một hồi rồi quay đầu lại, sương trắng âm u lạnh lẽo tan đi trong đôi mắt, cô nhìn U Minh chầm chầm, gằn từng câu từng chữ, anh đã phá hủy tước ấn của anh ta ư? U Minh nhìn Đặt Lôi Á, không trả lời, nhưng khóe môi vẫn giữ ý cười khinh khỉnh và gian ác, đôi mắt sáng quắc lấp lóe, ôm anh ta lên giúp tôi. Đặt Lôi Á quay người nói với U Minh, ôm một cái xác làm gì, anh ta còn chưa chết. Đặt Lôi Á nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lộc Giác. Nhưng nếu không cứu thì anh ta chắc chắn sẽ chết, tại sao phải cứu hắn? Tư tế Bạch Ngân chỉ bảo chúng ta giết hai sứ đồ kia, Lộc Giác không nằm trong phạm vi săn giết. Anh biết tự tiện giết hại sứ đồ hay vương tước là tội nghiêm trọng cỡ nào không? Chỉ cần chúng ta không nói thì ai biết chúng ta giết? Vứt xác xuống biển cho cá ăn đi. U Minh thản nhiên nhún vai, có phải anh đã quên? Đặt Lôi Á đi đến trước mặt U Minh, nhìn vào đôi mắt sâu hút của gã. Tất lạp đáng sợ đến cỡ nào hay không? Dù năm năm qua, hồn lực của chúng ta đã tăng vọt nhưng anh chắc chắn có thể đánh thắng Tất Lạp sao? U Minh im lặng, không thể nào đọc được gì từ vẻ mặt của gã. Một lát sau, gã khẽ nói, dù như vậy nhưng Lộc Giác cũng không cứu được nữa, thương tích của hắn quá nặng, ở chỗ khác khẳng định không cứu được. Nhưng ở đây, Đặt Lôi Á mỉm cười, anh đừng quên trên hòn đảo này còn có ai? Cơn mưa xối xả như dòng thác đổ xuống từ trời cao, U Minh và Đặt Lôi Á đứng dưới mưa, áo choàng ướt đẫm sát vào người, trong không gian trống trải. Hai người họ như những hồn ma gợi cảm, mê hoặc và tà ác. Gương mặt quyến rũ chết người, thân thể duyên dáng và khỏe mạnh, linh hồn bí ẩn sâu xa. Bên chân họ, Lộc Giác như một tảng đá được những cơn sóng cuộn trào không ngừng vỗ về. Mặt cậu dính đầy bùn cát bị cơn mưa rào rào rửa trôi, mái tóc xõa tung trong nước biển như hải tảo màu đen. Thiên Cách, đế quốc Ác Lan phía Tây, trong đại điện vắng tanh, nền đất đen bóng loáng tựa pha lê thỉnh thoảng lại ánh lên vài tia sáng lấp lánh như hải ngư bay lượn dưới biển sâu. Chợt lóe lên rồi biến mất, U Minh nhìn mặt đất, mỉm cười đăm chiêu, thật đúng là không bớt lo được. Đặt Lôi Á nhìn ánh sáng lưu chuyển dưới mặt đất, nhẹ nhàng bước xuống giường, cô giơ tay phải lên, năm ngón tay chỉ xuống, mấy sợi tơ sáng như cá lội trượt ra từ đầu ngón tay nhanh chóng chui vào lòng đất màu đen sâu hun hút, cô ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng lẫn ma mị khiến ai nấy cũng phải sững sờ. Kể từ khi là một cô bé cho đến nay, biểu cảm trong mắt cô vẫn luôn như vậy. Như thể nhìn thấy rõ tất cả cảnh thiên địa hồng hoang qua bão tuyết mù mịt vô biên vô hạn, ánh mắt cô ánh lên sự chăm chọc lẫn mỉa mai nhân thế. U Minh khẽ nhếch môi, thầm cười khẩy, quái vật, trước khi nói tôi là quái vật. Gió tuyết mịt mùng trong đôi mắt Đặt Lôi Á dần dần tan đi, trở về đen nhánh sáng ngời, quyến rũ. Cô giơ tay lên che miệng cười, duyên dáng lay động lòng người, thì anh nên quản lý sứ đồ thần âm của mình trước đi. Cô ta cũng sắp trở thành quái vật đó, thần âm làm sao? Giọng nói U Minh đanh lại, cô ta ấy à.
Trên mặt đất chợt lóe vài tia sáng rồi nhanh chóng bị hút vào đầu ngón tay đặt Lôi Á, đi tìm Vương Tước Vĩnh Sinh Siriu. Cô bé này không biết trời cao đất rộng, lòng hiếu kỳ quá lớn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa biết sẽ chết ra sao nữa kìa, thiên hạ này, ai chẳng như vậy. U Minh đứng lên, khoác lại trường bào màu đen, người ta luôn muốn tìm hiểu tất cả mọi bí mật, phải, nhưng đã là bí mật thì không có gì hay ho cả, vừa sơ suất thôi mất mạng ngay. Đặt Lôi Á ngồi xuống, nụ cười vẫn quyến rũ trên môi nhưng ánh mắt lại đầy sát khí, em lại muốn truyền tin đó cho tôi nữa sao? Nghỉ ngơi một chút đi. Chỉ với những người em vừa nói khi nãy đi phải tốn thời gian xử lý khá lâu đấy, U Minh quay đầu lại ánh mắt lạnh lùng, tin đó cũng đâu phải do tôi tạo ra, anh không vui cũng vô ích. Nụ cười hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt, Đặt Lôi Á nhìn thẳng U Minh, không hề có ý nhượng bộ, em nói sao cũng được, dù gì gần đây tiếp xúc được với Tư Tế Bạch Ngân chỉ có mình em thôi. Tôi đi trước, chuyện thần âm thì giao cho tôi đi. Vẫn mang vẻ lạnh lùng cười nhạt, không thể nhìn ra được Đặt Lôi Á đang nghĩ gì. Trùng hợp hắn cũng ở trên hòn đảo kia, không phải thần âm muốn biết bí mật sao, vậy tôi sẽ nói hết cho cô ta biết, vùng biển Ranet, đế quốc Ác Lan phía Tây. Sóng biển theo những đợt gió lốc cuồn cuộn đánh vào vách đá đen bóng sừng sững, bọt sóng văng tung tóe xem lẫn vô số mảnh băng vụn lạnh buốt, thoát cái mùa đông giá rét đã đến, cả hòn đảo bị bao trùm bởi băng tuyết, bốn phương tám hướng đều một màu trắng xóa mênh mông bất tận, thần âm bước xuống thuyền, đặt chân lên đảo. Nơi đây, tất cả đều chìm trong băng tuyết bàng bạc, bên dưới là lớp đất lạnh đã bị đông cứng, cô kéo kính trường bào lông cáo màu bạc, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ quang cảnh xung quanh. Cô biết nơi này chôn giấu bí mật mấu chốt mà mình cần. Sóng biển ngày ngày đã mài giũa lớp băng tuyết trên hòn đảo này trở nên nhẵn thính và sáng bóng trong trời đông lạnh lẽo. Gió rét căm căm từng trận cuộn xoáy kéo theo vô tận bông tuyết thổi qua lạnh cắt da cắt thịt. Cuối cùng, đã đến lượt đây rồi. Thần âm buộc một sợi xích sắt trên thuyền vào một tầng đá ngầm cắm trên bờ, có hình dáng dữ tợn như răng nanh của một loài thú. Cô khẽ nhắm mắt lại, vươn cánh tay ra khoảng không trước mặt, hoa văn vàng rực hiện lên cánh tay. Cô thử cảm ứng hồn lực trên hòn đảo này, sau đó đi thẳng về phía trung tâm hòn đảo đang chìm trong gió tuyết mông lung, có một âm hiệu đang vẫy gọi cô càng lúc càng mãnh liệt. Tim cô đập thình thịch hỗn loạn, cảm giác bí mật sắp vừa bị vạch trần kích thích đầu óc cô căng ra, bóng lưng cô khuất trong gió tuyết mịt mờ. Cô không hề phát hiện, ngọn núi đá to lớn phía sau mình thoáng cử động lên xuống như hô hấp rồi yên lặng như cũ. Đế đô Grang, đế quốc Ác Lan phía Tây, khi Kỳ Linh tỉnh lại, trời mới vừa hửng sáng. Ánh nắng ban mai mờ mờ ảo ảo xuyên qua màn sương trong buổi sớm đầu đông, tạo ra một màu xanh nhàn nhạt, lành lạnh. Kỳ Linh hà hơi, sau đó run run bò ra khỏi chăn, vừa mặc quần áo vừa hỏi Ngân Trần đang đứng bên cửa sổ không biết nhìn cái gì. Ngân Trần, chúng ta ở đây 3 ngày rồi, tiếp theo sẽ đi đâu? Về trái tim đế đô. Từ lúc tôi ban ấn cho cậu đến giờ còn chưa dẫn cậu đến ra mặt Tư Tế Bạch Ngân, mà cậu cũng chưa từng đến trái tim, xem như lần này chính thức trở về phục mệnh đi. Trái tim đế đô là ở đâu à? Vừa nghe đã biết khá có địa vị rồi. Kỳ Linh thắt lưng quần xong đứng bên cạnh Ngân Trần, nghiêng đầu liếc nhìn anh. Ngân Trần, tôi thấy hình như mình đã cao hơn rồi thì phải. Anh xem, tôi cảm giác anh không còn cao hơn tôi bao nhiêu nữa. Ngân Trần lạnh lùng quay đầu lại, tròng mắt co chặt, tiếng răng rắc vang lên liên tiếp. Nhưng kết quả không phải miệng Kỳ Linh đầy băng vụn mà là lưỡi Ngân Trần biến thành khối băng lạnh rắn chắc. Ha ha, Vương Tước Ngân Trần, tôi thông minh không? Tôi nghiên cứu lâu lắm mới nghĩ ra cách đẩy ngược hồn lực đối phương lại đấy. Kỳ Linh thuận tay ôm lấy bả vai Ngân Trần, kề sát vào khuôn mặt hoàng mỹ như điêu khắc từ băng tuyết, khóe miệng cong cong, hơi thở thiếu niên như mặt trời sớm mai phả vào mắt anh, cho nên mai mốt, anh không giở trò này với tôi được đâu. Ngân Trần bất chợt mỉm cười dịu dàng giống như đóa hoa nở rộ, khiến gương mặt anh bừng lên vẻ đẹp say đắm lòng người như ngày tuyết tan. Anh hỏi Kỳ Linh với giọng trầm ấm, thật à, dĩ nhiên rồi. Ôi, không đúng. Sao anh vẫn nói chuyện được? Không phải anh, khi Kỳ Linh phát hiện ra thì đã quá muộn, từ chân đến tay rồi mặt cậu đều bị đông cứng trong khối băng cứng to lớn, chỉ còn lại đôi mắt đen láy đảo quanh lộ ra ngoài vô cùng đáng thương, cậu còn thấy mình lợi hại nữa không? Ngân Trần cười dịu dàng, hỏi cậu, Kỳ Linh ú ớ không thốt thành lời, chỉ có thể dùng đôi mắt to đảo qua đảo lại tỏ ý, không dám nữa, vậy lần sau cậu còn dám giở trò với tôi nữa không? Ngân Trần cười híp mắt, nét mặt anh tuấn không tả. Đôi mắt Kỳ Linh càng quyết đoán di chuyển qua lại nhanh hơn. Ngân Trần hừ lạnh, sau đó quay đầu nhìn ra cửa sổ. Băng trên người Kỳ Linh lách tách rơi xuống đất, cậu liền lập tức hít sâu để xua đi cái lạnh đang bao trùm toàn thân mình, cung kính mỉm cười nhìn Ngân Trần, trong lòng thầm nói, vẻ mặt vừa rồi của anh thật là bị ổi quá đi. Ngân Trần và Kỳ Linh thu dọn hành lý xong rồi đi xuống tầng,
thấy Tất Lạp và Thiên Thúc U Hoa đang đứng ở cửa. Dù bây giờ đang là ban ngày, Tất Lạp trông vẫn như giống như yên tĩnh bóng tối trong bộ áo choàng ma thuật màu đen, tỏa sáng lấp lánh như kim cương dưới ánh năng. Thiên Thúc U Hoa thấy Kỳ Linh từ trên tầng đi xuống, vẻ mặt bỗng chốc vui mừng. Kỳ Linh nhìn xung quanh rồi hỏi Tất Lạp, anh em Liên Tuyền đâu? Họ nói có việc quan trọng cần đến một nơi nên đã đi trước rồi. Nơi họ muốn đến là một hòn đảo trong vùng biển Ranet, vừa hay tôi từng đến đó, vì vậy đã làm một quân cờ giúp họ. Sau khi Tất Lạp nói với Kỳ Linh xong liền quay sang nhìn Ngân Trần, không biết tại sao anh ta lại có vẻ mặt khiến không ai có thể đoán được nội tâm bên trong đang suy tính điều gì. Hòn đảo nhỏ trong vùng biển Ranet, ánh mắt Ngân Trần sáng quắc tựa lưỡi dao sắc bén, sắc mặt Thiên Thúc U Hoa sa sầm, cô nói với Kỳ Linh bằng giọng chanh chua, người ta đi đâu là chuyện của người ta, anh quan tâm như vậy làm gì? Kỳ Linh cũng không giận, nhe hàm răng trắng muốt cười tỏa nắng, tôi cũng quan tâm cô mà. Cô thân gái một mình định đi đâu? Hay là đi theo chúng tôi đi, ai cần đi với anh chứ? Thiên Thúc U Hoa gắt giọng với Kỳ Linh nhưng khuôn mặt lộ vẻ vui mừng rõ rệt. Ngân Trần thờ ơ nhìn hai người họ rồi quay người đến trước mặt Tất Lạp, anh bảo chúng tôi đến Thiên Cách tìm Đặc Lôi Á, vậy anh thì sao? Đi với chúng tôi hay đến chỗ khác, có lẽ tôi phải về di tích yêu tua xem thử. Lúc chúng tôi rời đi, tôi cảm thấy Tất Lạp như nhớ ra điều gì đó nhưng lại lắc đầu ra vẻ ngay cả mình cũng không tin được. Chắc không thể đâu, tôi đi với anh. Ngân Trần đứng đối diện Tất Lạp, hai hàng lông mày nhíu chặt dưới ánh nắng. Sao hả? Tất Lạp nhìn Ngân Trần, không hiểu tại sao anh lại nói như vậy. Tôi muốn chứng thực một vài điều, mà những điều này cũng có liên quan tới di tích yêu tua. Mắt Ngân Trần tỏa sáng hừng hực. Anh còn nhớ Glan không? Glan sứ đồ địa, cùng là sứ đồ cấp một với anh ấy hả? Tất Lạp hỏi, ừ. Tôi nghi ngờ cậu ấy chưa chết. Ngân Trần gật đầu, ánh mắt trở nên xa xăm, cậu ấy luôn ở trong di tích yêu tua, vùng biển Ranet, đế quốc Ác Lan phía Tây. Ánh bình minh nhẹ nhàng soi lên mí mắt thần âm. Cô tỉnh lại, đứng dậy nhìn xung quanh, rất nhiều những mảnh thi hài của các hồn thú cấp thấp xông vào chỗ cô tối rơi vãi khắp nơi, và đã đông cứng thành từng khối trên nền băng. Thần âm khẽ cười, cô rất có lòng tin với kết giới cũng như hồn thú kẻ dệt mộng của mình. Cô luôn luôn có thể dệt ra một tấm lưới săn ở bất cứ nơi nào, có đôi khi, cô cảm thấy mình giống như hồn thú đang nằm trong thân thể kia, có thể dễ dàng tạo ra một địa ngục đầy rẫy nguy hiểm bằng hồn lực. Sau khi thần âm thu lại những tơ nhện màu bạc bố trí xung quanh mình đêm qua, kết giới liền nhanh chóng tiêu tan. Cô tiếp tục đi về phía trung tâm hòn đảo, cả hòn đảo ngập tràn ánh mặt trời sớm mai, dãy nham thạch đứng sừng sững xung quanh bị hàng loạt con sóng biển vỗ vào, nước lưu lại những hốc đá đóng thành khối băng cứng chắc nằm trong các khe hở, có một số khe hở không chịu nổi sức nặng của khối băng liên tiếp vỡ thành những mảnh vụn vặt. Tuyết động và băng khắp nơi trông giống hệt vùng cực Bắc hoang vu, phút phút. Trong không khí vang lên vài tiếng xé gió. Thần âm dừng lại, khép mắt, cảm ứng thử. Khi cô mở mắt ra, đôi đồng tử lấp lánh linh hồn vàng óng, trong nháy mắt đã xé toạc vài hồn thú không biết từ đâu lao đến và hất tung chúng về phía hồn thú không biết từ đâu lao, đến và hất tung chúng về phía sau. Sau lưng cô, một trận mưa máu đỏ lòm, nóng hổi rơi ào ạt xuống đất, chỉ chốc lát đã đóng thành băng đỏ trong gió rét. Cô vừa định đi tiếp thì thình lình dừng bước, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái xanh như thế nước biển. Nỗi sợ hãi lan tỏa từng chút một, cô giơ tay lên, rút phát chiếc roi bạc từ xương sống của mình ra. Máu thịt sau cổ phút chốc lành lại tựa đóa hoa khép cánh, chiếc roi bạc giống như một con bạch xà ngủ đông bên cạnh chân cô, đôi mắt cô đằng đằng sát khí, hoa văn vàng ống dần dần từ ngục bò lên cổ. Ngay khi đó, mặt băng và đá vỡ vụn, rất nhiều sợi dây nhỏ màu trắng giống như tơ nhện nhanh như chớp lan tỏa xung quanh dưới chân thần âm, một tấm lưới trắng khổng lồ nhanh chóng được dệt thành trong chớp mắt, thần âm ngồi xổm xuống. Bằng tư thế quái dị một tay chống xuống đất, cô truyền hồn lực qua các ngón tay di chuyển theo từng sợi tơ chạy trên mạng sáng rực. Mảnh đất dưới chân cô bị ánh sáng trắng này bao phủ, phát ra tiếng ong ong như dây cung đang bật. Thần âm ở giữa tấm lưới trăng như con nhện đang đợi con mồi. Cô nhìn chăm chăm phía trước, mặc kệ mày là ai, chuẩn bị chịu chết đi. Dòng khí nơi xa bốc ngùn ngụt, một bóng dáng màu nâu phía cuối tầm mắt lóe lên rồi biến mất với tốc độ cực nhanh như một tia chớp. Hồn lực mãnh liệt theo đó ào ạt truyền đến tấm mạng nhện dưới chân thần âm. Điều này không thể nào, tay thần âm chống xuống đất bắt đầu run rẩy. Hồn lực như vậy đủ sánh ngang với vương tước rồi. Hoang đảo này sao có được hồn thú lợi hại như thế? Bóng màu nâu càng lúc càng nhanh tiến về phía thần âm với tốc độ khiến người ta hoa mắt, càng đến gần, sức mạnh của hồn lực này càng mãnh liệt khiến người ta ngạt thở, giống như cả đại dương khổng lồ đang đổ ập về phía mình. Di tích yêu tua, đế quốc Ác Lan phía Tây, bóng dáng Tất Lạp và Ngân Trần nổ lớn hóa thành ánh sáng biến mất trong không khí.
Kỳ Linh nhìn trụ đồng nơi cửa vừa bị Tất Lạp tạo thành quân cờ, quay người nói với Thiên Thúc U Hoa, Tất Lạp nói quân cờ này sẽ mất đi hiệu lực sau 10 phút, bọn tôi đến di tích yêu tua, cô có muốn đi cùng không? Thiên Thúc U Hoa nhìn Kỳ Linh, lạnh lùng nói, nơi toàn là thây ma đó, ai muốn đến lần thứ hai chứ? Kỳ Linh gật đầu, đôi mắt to đen lấy chợt cay cay nhìn U Hoa, nói, vậy cô tự chăm sóc cho mình, lần sau gặp lại không biết lúc nào. Bảo trọng nhé, nói xong, Kỳ Linh giơ tay đặt lên trụ đồng, phút chốc biến mất trong không khí, ánh nắng rực rỡ từ trên cao chiếu thẳng xuống, sưởi ấm không khí xung quanh, trên đường cái ngoài cửa, người qua kẻ lại, mới vừa rồi còn náo nhiệt bỗng nhiên chỉ còn lại một mình Thiên Thúc U Hoa, cô cúi đầu cắn môi, ánh mắt khi nãy Kỳ Linh nhìn cô vẫn còn quanh quẩn trong đầu. Cô ngơ ngác đứng đó trong chốc lát, liền dậm chân quay người giơ tay đặt lên trụ đồng, lúc Thiên Thúc U Hoa xuất hiện ở phía sau, Ngân Trần và Tất Lạp quay lại, ánh mắt đều tỏ vẻ đã sớm dự đoán được, họ mỉm cười ngầm hiểu với nhau, xem tiết mục của bọn trẻ với tư thái của người từng trải. Trái lại, Kỳ Linh vô cùng bất ngờ, cô vẫn đi theo bọn tôi à. Tốt quá, cậu nhướng hàng mày rậm, không lưng nói với Thiên Thúc U Hoa, có cô đi cùng thật tốt, thêm người trẻ tuổi. Một mình tôi đi theo hai ông già cả quãng đường chán chết đi được, mặt Thiên Thúc U Hoa hơi ửng đỏ, cố che giấu nỗi vui mừng ở trong lòng, ngoài miệng nói, ai là người trẻ tuổi với anh chứ? Chỉ có mình anh là đứa nhóc mới lớn thôi, lúc tôi bắt đầu học hồn thuật, anh còn không biết nghịch bùn đất ở đâu nữa kìa, tôi chắc là đang rửa bát đấy. Kỳ Linh cười cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp, Ngân Trần và Tất Lạp đi trước, Kỳ Linh và U Hoa theo sau. Ngân Trần lấy ra một gương đồng phát sáng và vứt nó về phía trước, gương đồng lơ lửng trong không khí tỏa ra ánh sáng êm dịu, soi sáng một khoảng lớn con đường, giống như hoa tiêu đi trước tiên phong, tấm gương này là hồn khí của cậu à. Tất Lạp quay đầu nhìn Ngân Trần, một trong số những hồn khí của tôi thôi. Ngân Trần nhếch môi, Tất Lạp im lặng nhìn Ngân Trần, một lúc sau, anh khe khẽ thở dài, xem ra, mấy năm nay, thật sự xảy rất nhiều chuyện tôi không biết, rồi anh ngập ngừng hỏi tiếp, cậu nói cảm giác được Clan chưa chết. Tại sao cậu lại nghĩ rằng cậu ấy sẽ ở trong di tích yêu tua, anh đã từng làm vương tước cấp 1 thì cũng biết rõ di tích yêu tua là nơi nào, Ngân Trần vừa nói vừa liên tục vung tay. Từng luồng hồn lực như sao băng rót vào tấm gương đồng di chuyển trên không trung, con đường càng lúc càng được soi sáng rộng hơn. Tất Lạp gật đầu, dĩ nhiên tôi biết chuyện này. Xưa nay, di tích yêu tua là một thành cổ có thu nạp vong linh. Tuy Tư Tế Bạch Ngân chưa từng nói cho chúng ta biết, rốt cuộc sức mạnh nào mới có thể duy trì vong linh đã chết tiếp tục tồn tại ở trong di tích này mà không bị tiêu tan, nhưng chúng ta đều biết hàng vạn vong linh trú đóng ở đây là để bảo vệ một bí mật. Cho dù chúng ta không hề biết bí mật này là gì, Ngân Trần không nhìn Tất Lạp, giống như đang tự độc thoại. Tất Lạp lặng thinh không lên tiếng, đương nhiên anh biết rõ những điều Ngân Trần nói. Mọi người đều cho rằng sứ đồ địa giống với sứ đồ thiên, sứ đồ hải. Nhưng thật ra chỉ có vương tước và những sứ đồ cấp 1 biết sứ đồ địa thật ra tên à sứ đồ địa ngục. Các đời sứ đồ địa đều gánh vác sứ mệnh thu thập vong linh. Họ giống như người dân đường Hoàng Tuyền đến sống trong khu vực tử vong, mang vong linh từng nhà hồn thuật có hồn lực cao cấp về di tích yêu tua, bảo vệ nơi này. Glan chính là người thu thập vong linh, Tất Lạp lặng lẽ đi bên cạnh Ngân Trần, không nói lời nào. Tôi vốn nghĩ rằng trong trận tai kiếp 4 năm trước, Glan và Đông Hách đã chết rồi. Nhưng Kỳ Linh nói với tôi lúc họ ở di tích yêu tua đã gặp vong linh nhà hồn thuật cốt Diệp Lợi Trác Nhĩ đã chết ở Trấn Phúc Trạch. Chúng ta đều biết Tư Xuyên Địa Tạng phương tức cấp 1 hiện tại và ba sứ đồ của anh ta đều sống ở một nơi nào đó rất bí ẩn trong trái tim. Và ai cũng biết rằng họ chưa từng rời khỏi trái tim một bước. Nếu sứ đồ địa đời này chưa từng rời khỏi trái tim, vậy Tất Lạp, lẽ nào anh không muốn biết những vong linh gia tăng mấy năm qua là do ai chịu trách nhiệm đi bắt sao? Ngân Trần nói đến đây mới từ từ dừng bước, quay mặt lại nhìn Tất Lạp mặt mũi tái nhợt bên cạnh. Vùng biển ra nét, đế quốc Ác Lan phía Tây, soạt, soạt, từ lòng đất bắn ra từng sợi tơ nhện thô nhanh như chớp, nhưng bóng dáng màu nâu kia nhanh và mạnh hơn cả hồn ma, dễ dàng tránh được đòn tấn công của tơ nhện. Gió biển thổi giật khiến bóng của nó nhạt nhòa như đang ở trong một đám sương mù mơ hồ chỉ thấy được ảo ảnh. Thế nhưng khi thần âm khởi động mạch hồn toàn thân, ánh mắt tập trung vào hồn ma càng lúc càng đến gần mình, cô lại không phát hiện lúc này, một bóng dáng màu đen to lớn như ngọn núi nhỏ lặng lẽ mà nhanh chóng mọc lên từ mặt đất sau lưng cô. Bóng đen khuất trong màn sương, chỉ lộ hai con mắt đỏ lòng to như chậu máu, tiếng chim kêu đinh tai xé rách bầu trời như hai thanh dao găm sắc bén đâm vào huyệt thái dương, thần âm cảm thấy khí huyết trong lồng ngực cuồn cuộn, giống như nháy mắt bị búa tạ nặng ngàn cân nện vào. Sau lưng bất chợt ập đến một luồng hồn lực khổng lồ giống như vô số lưỡi dao cuộn xoáy, cắt vào lưng cô hàng nghìn hàng vạn vết thương chồng chất. Máu tươi như màn sương đỏ phun ra từ lưng,
Không còn kịp đối phó với bóng ma màu nâu đã dồn ép tới phía trước, cô quay đầu lại, nhìn thấy một con quạ màu đen khổng lồ đứng sừng sững. Giờ phút này, trong mắt đỏ lòng của nó đang tỏa ra ánh sáng hủy diệt mãnh liệt, quỷ núi. Sao nó lại ở đây? Lòng thần âm trùng xuống, cô đã từng gặp hồn thú cấp cao này ở gần hồ Hoàng Kim, nay lại gặp nó trên đảo này. Rốt cuộc hòn đảo này là sao? Lúc đó, cô dựa vào hồn khí mặt kính tử linh của U Minh mới có thể đánh bại nó, nhưng hiện tại, vậy thì đánh cược một lần thử xem. Ánh sáng bừng lên từ lòng bàn tay thần âm lan ra mấy trăm mét, đường vân trắng trắng trên mặt đất bỗng chốc như có sinh mạng xoèn xoẹt chạy đến lòng bàn tay cô, vừa co lại vừa đan xen như một cái kén, bọc lấy thần âm, ánh sáng hồn lực màu trắng không ngừng cuốn lấy cô. Thông qua khe hở, thần âm nhìn thấy cặp móng vuốt như năm thanh dao sắc bén cực lớn của quỷ núi kia tựa sấm sét giáng xuống từ trời cao. Nhưng cùng lúc đó, bóng dáng màu nâu đang lao đến gần đột nhiên nhảy vọt qua đỉnh đầu thần âm. Ngay sau khi cô còn chưa kịp hoàn hồn thì âm thanh máu thịt bị xé toạc liên tục vang lên, đồng thời tiếng kêu thảm thiết chói tai của quỷ núi khiến cánh tay và bắp đùi cô bị sóng âm sắc bén rạch vô số vết thương, máu chảy ào ạt ra ngoài. Cô phóng hồn lực, cố gắng chữa lành thân thể mình với tốc độ nhanh nhất. Cùng khoảnh khắc đó, cảnh tượng như địa ngục trước mắt làm cho cô kinh ngạc đến độ á khẩu. Bóng nâu kia từ đỉnh đầu đến cuối vẫn còn giữ tốc độ nhanh như chớp. Mỗi cú tấn công của quỷ núi, nó đều thoải mái tránh né một cách nhẹ nhàng, bay từ chỗ này sang chỗ khác chỉ trong nháy mắt, tựa như một cỗ máy cấp tốc muốn cán nát tất cả xuyên thấu trước sau, trái phải trên thân thể khổng lồ của quỷ núi. Rất nhiều máu tươi nóng hổi bắn ra từ lỗ thủng, như thế cơn mưa đó trút xuống từ trời cao. Quỷ núi gào lên từng cơn, âm thanh đinh tai nhức óc, đất xung quanh nứt toát, đá vụn bắn tung tóe, tạo thành những cơn gió cuốn theo bụi đất, rít lên nghe như tiếng khóc thét thê lương. Thần âm thu hồi lưới hồn lực bảo vệ lại, đứng dậy, tất cả vết thương nhỏ chằng chịt trên người đang chậm chạp khép lại. Rốt cuộc cô đã thấy rõ, bóng màu nâu tựa như bóng ma kia là một chàng trai trần truồng, mái tóc đỏ dựng đứng như ngọn lửa đang cháy. Điều thật sự khiến người ta sợ hãi chính là hắn không dùng bất cứ vũ khí nào nhưng lại xé nát quỷ núi thành từng mảnh nhỏ bằng tay không. Thần âm kìm nén cảm giác buồn nôn, siết chặt sợi roi bạc trong tay, im lặng theo dõi. Lúc này, thân hình chàng trai kia đột ngột lóe lên, nhảy đến dưới chân quỷ núi, nắm lấy móng vuốt của nó, gầm lên, cả cơ thể sừng sững như ngọn núi nhỏ kia bị hắn tóm lấy, sau đó vứt về phía biển. Thân hình quỷ núi nặng nề lăn ầm ầm men theo bờ cát, đá vụn và nước biển vàng tung tóe. Sức mạnh này hoàn toàn không phải con người. Đến tột cùng, hắn là vật gì? Thần âm nhìn chàng trai kia, nỗi sợ hãi trong lòng sắp nuốt chửng cô. Thần âm vừa định vận dụng hồn lực thì bỗng bóng dáng chàng trai lóe lên, chắn trước mặt cô, cũng đồng thời bóp nát vụn những hòn đá tấn công từ các phía. Tuy nhiên vẫn còn sót lại một hòn, bắn về phía thần âm như điện xẹt. Cô vừa định vung roi lên thì chàng trai kia đã ra tay che chắn trước mặt cô. Tiếng bụp vang lên, hòn đá to cỡ nắm đấm xuyên thủng cánh tay hắn. Thần âm vừa thấy rõ thì bỗng chốc một cảm giác tẩm lợm trào lên trong dạ dày. Những thứ bắn ra từ miệng quỷ núi kia không phải là hòn đá mà là từng đoạn lưỡi đầy gai nhọn. Đoạn lưỡi đâm thủng cánh tay chàng trai còn đang ngọ nguậy giãy giụa, giống như con rắn không ngừng cắn xé chui lên bả vai hắn. Chàng trai giơ cánh tay còn lại lên, ngón tay thon dài như năm thanh dao sắc bén và chính xác, điềm nhiên xé da thịt trên cánh tay mình, bắt lấy đoạn lưỡi còn đang giãy giụa kia, bóp nát thành một đống máu thịt nhầy nhụa. Thần âm nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng, không cần anh cứu tôi, chút tấn công cỏn con này tôi vẫn đối phó được. Nói xong, cô đi đến phía trước, vừa ngước mắt nhìn về phía quỷ núi đã phát hiện cơn mưa lưỡi lần thứ hai trút xuống, tiếng xé gió vung vút vang lên. Thần âm nhanh chóng vung roi quất chúng nát bươm, xong vẫn bị hai đoạn lưỡi xuyên thủng bụng, mùi máu tanh tưởi sộc thẳng lên cổ họng, cô bị đánh bật ngược ra phía sau, rơi bịch xuống đất, đau đớn lan khắp toàn thân, ánh mắt theo đó mà tan rã, khuôn mặt xinh xắn biến dạng, cổ họng cất tiếng trên khàn đặc. Ngay lập tức, chàng trai xuất hiện bên cạnh thần âm, đưa tay rút hai đoạn lưỡi cắn xé bụng cô, bóp thành đống thịt nát rồi cúi đầu nhìn cô đăm đăm. Sau đó hắn quay đi, trong nháy mắt mạch hồn chi chích hiện ra trên người hắn, toàn thân được bao phủ trong ánh sáng vàng óng ả, tiếng gầm phẫn nộ phát ra từ lồng ngực. Thần âm chỉ nhìn thấy mặt biển sau lưng quỷ núi nổ vang, nhanh chóng cuộn lên một con sóng khổng lồ hệt như con quái vật trồi lên từ biển đen sâu thẳm. Ngay sau tiếng nổ đinh tai nhức óc ấy, mấy chục cột nước to cỡ một vòng tay ôm bắn vụt lên từ mặt biển, những cột nước đồ sộ cùng xoáy như vòi rồng vẽ lên không trung vài chục, đường cong xinh đẹp bỗng đột ngột đông lại thành các trụ băng sắc bén, ầm ầm lao đến đâm thẳng vào quỷ núi với tốc độ sét đánh ngang tai. Hàng vạn khối băng bén nhọn nổ tung. Tiếng gào thét thê lương của quỷ núi như sương mù tan biến trong sóng biển. Giờ phút này, trên vách núi xa xa, Đặt Lôi Á đang mỉm cười nhìn trận đánh đẫm máu dưới chân mình.
gió thổi chiếc váy lụa mỏng bay phất phơ như ma quỷ quấn quanh thân thể yêu kiều. Da thịt trắng muốt lồ lộ trong không khí rét mướt, nhưng dường như cô chẳng buồn đoái hoài. Cô đưa tay lên che đi khóe miệng mềm mại như cánh hoa, cười quyến rũ, khẽ cau mày thì thầm, ôi, cậu bé ngốc nghếch đáng yêu của tôi, thật đúng là mầm mống đa tình, đáng tiếc sứ đồ của U Minh yếu quá, cô ta không xứng với cậu. Nói đến đây, dường như cô ta chợt cảm giác được gì đó, nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt, bỗng nhắm mắt lại rồi mở choàng ra. Lúc này, đôi mắt vừa rồi còn đen láy, trong suốt đã trở nên trắng giả, khuôn mặt hiện lên vẻ lân lân mờ mịt, hừng, ha ha, thú vị. Thật thú vị. Hóa ra cô ta chủ động chịu đựng công kích. Đặc sắc quá đi mất. Hóa ra sau chúng ta còn xuất hiện kẻ gặm nhấm càng biến thái hơn, đôi mắt Đặc Lôi Á trở về đen nhánh, cô mỉm cười, bóng dáng chợt lóe rồi biến mất khỏi vách đen như ma quỷ bị gió thổi phiêu tán đi. Vùng biển ra nét, đế quốc Ác Lan phía Tây, khi thần âm tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là cả thân thể đều chìm trong nước biển lạnh lẽo, cô run lên bần bật nhưng cái buốt giá của nước biển mùa đông hình như hoàn toàn không có. Cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang ngồi trong vũng nước cạn sát bên bờ biển, lưng tựa vào đá ngầm màu đen. Trước mặt cô là chàng trai lúc nãy, hắn đang quỳ một chân trong nước, cúi đầu, nhắm cả hai mắt, tay như đang tìm kiếm thứ gì đó ở dưới nước. Một lát sau, thần âm mới nhận ra hắn ôm cô ngâm vào nước là để tiện cho việc tạo ra trận ở đây. Thần âm cúi đầu nhìn từng vòng sáng, trận hồn thuật xung quanh cô không ngừng nhấp nháy như hơi thở lên xuống. Cô ngẩng đầu, nhìn hồn lực tuôn trào trong hoa văn hồn mạch vàng ống trên toàn thân chàng trai kia, liên tục chảy vào trận ma pháp xoay tròn. Vô số hồn lực mãnh liệt bao quanh thân thể cô, các vết thương chi chít trên cánh tay, trên đùi đang nhanh chóng khép lại, thậm chí là hai lỗ thủng to như nắm tay trên bụng cũng bắt đầu lên da non. Mà lại là dù lỗ thủng gần như là ở vị trí trí mạng hay vết thương vặt vảnh trên tay chân, tất cả cảm giác đau đớn đều hoàn toàn biến mất, như thể bị ánh sáng của trận do chàng trai này tạo nên xoa dịu hết. Anh là ai? Thần âm nhìn chàng trai nhắm mắt tập trung trước mặt, hỏi. Nghe thấy giọng thần âm, chàng trai mở choàng mắt, sau đó từ từ đứng lên. Nương theo ánh sáng xoay tròn của trận, lần đầu tiên cô thấy rõ được gương mặt hắn ta, một đôi mắt to đen nhánh, ôn hòa chứa đựng vẻ ngơ ngác, ngây thơ nguyên thủy, như đứa trẻ hồn nhiên nhìn chăm chăm thế giới lạ lẫm, tóc của hắn đỏ rực như lửa, dựng thẳng, lộ rõ đường nét khuôn mặt. Sống mũi cao thẳng khiến vẻ mặt toát lên nét kiên nghị, khí thải hơn người, nhưng hàng mày rậm và lông mi cong vút làm giảm đi nét cứng cỏi, tăng thêm vẻ dịu dàng, miệng hắn khẽ mở như muốn nói chuyện với cô, nhưng lại sợ sẽ dọa cô nên chỉ giữ động tác ngượng ngập như thế. Chỉ những thiên sứ trẻ tuổi mới có được khuôn mặt dịu dàng và tinh khiết nhường này, hoàn toàn trái ngược với dung mạo của mình, thân thể hắn lại cao lớn vạm vỡ, toàn thân gần như trần trụi, chỉ có một khố giáp ngắn ngủi quấn quanh eo, trên làn da màu nâu từ cổ đến chân. Thậm chí là gương mặt đều hiện đầy hoa văn như hình xăm thần bí. Trên ngực và hai tay hắn vẫn còn dính vết máu đặc sệt của quỷ núi khi nãy, lồng ngực trắng chắc rộng rãi, tay chân thon thả mạnh mẽ, cơ thể như một tia chớp đầy sức mạnh, toát lên khí thế đặc trưng của giống đực. Những thứ đầy mâu thuẫn này lại đồng thời tồn tại trên thân thể một người, tạo nên sự dung hòa giữa thiên sứ và ác quỷ rất đặc biệt. Anh là ai? Thần âm khẽ khàng hỏi hắn lần nữa. Hắn hơi hé miệng, âm thanh mơ hồ phát ra từ cổ họng, Nghe Hồng, Nghe Hồng. Thần âm lặp lại, hắn ta gật đầu lia lịa, trên khuôn mặt ngờ nghệch như trẻ con nở nụ cười điển trai. Thần âm nhìn ngẩn ngơ, vẻ mặt hoàn mỹ và tinh khiết như vậy hoàn toàn không nên tồn tại trong thế giới kỳ lạ và tà ác này. Có lẽ vì thần âm gọi đúng tên mình mà hắn trở nên hưng phấn, cười toe toét, hàm răng trắng muốt, âm thanh sang sảng. Hắn bỗng đứng dậy, quay người nhảy xuống biển. Thần âm còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy hắn ướt đẫm ngoi lên, từng giọt nước như viên đá quý lăn xuống thân thể rắn chắc đẹp tựa thần biển. Tay hắn nắm lấy mấy con chim biển gai tua tủa, miệng còn ngậm một con cá đang giãy giụa. Hắn chạy đến trước mặt thần âm, ngồi xuống, vẫy vẫy con cá với cô, sau đó lại dùng tay tách ra mấy con nhím biển gai nhọn đen xì kia, nâng lên đưa cho thần âm. Đôi mắt đen nhánh hiền lành của hắn tỏa sáng, ánh lên sự nôn nóng và mong đợi. Gai của con nhím biển đâm rách bàn tay hắn, máu nhỏ xuống nước. Thần âm cau mày nói, tay của anh. Nghe Hồng nhoẻn miệng cười lắc đầu, ra vẻ chẳng đau đớn gì. Tay vẫn cầm nhím biển, mong đợi nhìn thần âm. Lòng thần âm dâng lên nỗi cảm động ấm áp, cô đưa bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh ra nhận lấy con chim biển màu đen trên bàn tay chắc khỏe của Nghe Hồng, cúi đầu cắn một miếng, mùi vị rất ngon. Nghe Hồng vui vẻ cười lên, gương mặt hưng phấn và thỏa mãn. Ăn xong, thần âm muốn đứng dậy trở lên bờ. Vì biển mùa đông lạnh giá, lúc không bị thương còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, giờ phút này, tất cả hồn lực,
trong cơ thể đều dùng để chữa lành vết thương nên năng lực kháng lạnh gần như bằng không. Vừa định đứng dậy, bụng liền đau nhói, cơn đau lan ra toàn thân. Quả nhiên còn chưa hồi phục tốt, thần âm lưỡng lự, lại từ từ ngồi xuống biển, vừa ngẩng đầu thì một hơi thở ấm áp mãnh liệt phả lên mặt cô. Nghe Hồng đưa tay nhấc cô lên khỏi mặt nước, đi thẳng vào bờ. Một tay hắn ôm thần âm, tay kia chộp xuống mặt đất, lập tức các vách đá trồi lên, nhanh chóng xây dựng thành tường bao xung quanh chỗ trũng, tạo thành một căn phòng nho nhỏ. Hắn ôm thần âm vào trong, đặt cô ngồi xuống đất rồi ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn có với ánh mắt nóng bỏng tỏ ý hỏi thăm. Ừ, ấm hơn nhiều rồi, không có gió nữa. Thần âm nói với hắn, thế là hắn cười giòn giả, nét hiền hòa trên gương mặt và vẻ tàn sát tràn ngập trong cơ thể hoàn toàn không phù hợp với nhau. Hắn nhướng mày, sau đó như chợt nghĩ ra điều gì, liền quay lưng không người đi ra khỏi phòng băng. Không lâu sau hắn lại chui vào, lần này cầm theo một bộ da lông báo tuyết vừa xé xuống, máu nóng vẫn còn bốc hơi. Hắn đưa tay gõ nhẹ lên tấm da lông, những vết máu đặc quánh kia nhanh chóng thành băng, sau đó giơ tay vũ mạnh, vô số băng đỏ lách tách rơi xuống, tấm da lông trong tay đã khô ráo sạch sẽ. Hắn đi đến bên cạnh thần âm đưa cho cô, ra hiệu cho cô khoác lên, thần âm đắp tấm da lên người mình, quay lại nhìn vẻ mặt đắc ý và trong sáng của Nghê Hồng giống như cậu thiếu niên đang khoe bảo bối của mình. Cô mỉm cười, cảm ơn anh. Nghê Hồng ngồi trước mặt thần âm, chăm chú nhìn cô với ánh mắt nồng nhiệt. Sau đó, hắn đi đến ngồi sải chân ra, ôm lấy thần âm đặt giữa hai chân mình, giang hai tay của cô vào lồng ngực để trần của hắn. Anh định làm gì? Mặt thần âm vụt đỏ bừng, nhưng Nghê Hồng không nghe thấy, hắn yên lặng đặt đầu lên vai cô, nhắm mắt lại, bờ mi dày rậm, trông tựa một đứa trẻ đang ngủ say. Hắn vận hành hồn lực toàn thân, rất nhiều đường vàng màu vàng óng lưu chuyển khắp người. Thần âm cảm giác dòng khí ấm như ánh nắng mùa hè bao cô từng lớp một. Cô hơi nghiêng mặt qua, nhìn Nghê Hồng đang nhắm mắt ôm mình, cất tiếng, có phải anh không biết nói chuyện không? Nghê Hồng ngẩng đầu, mấp máy môi, đôi mắt hiền lành mở to, trong đó pha lẫn vẻ mờ mịt và đau thương, nhẹ gật đầu với cô, sau đó lại đặt đầu lên vai cô. Hồn lực nóng hổi từ bộ ngực trần của hắn liên tục lưu chuyển ra ngoài, máu thịt lành lại, da non mọc ra. Ngoài phòng băng, gió tuyết gào thét khắp nơi, bên trong lại vô cùng ấm áp và thư thái. Di tích Yêu Tua, đế quốc Ác Lan phía tây. Ngân Trần nhìn cổng đá sừng sững nặng nề cao mấy chục mét khép chặt với nhau trước mặt, không biết nó được xây dựng ở đây từ khi nào. Những họa tiết hoa văn cổ xưa và tang thương như ngầm tiết lộ nó đã trải qua mấy trăm nghìn năm, đi vào từ đây á. Kỳ Linh nhìn cánh cổng cao như tòa cung điện, bởi vì lần trước là do cậu chạm vào quân cờ được chuyển thẳng đến bên trong di tích cổ, nên đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cánh cổng của nó. Tất Lạp từ từ đi đến trước cổng, vươn ngón tay mảnh khảnh tái nhợt ra khỏi chiến bào lông vũ đen nhánh, nhẹ nhàng vuốt lên cánh cổng thô ráp như vuốt dọc sương sớm trên lá cây. Hàng loạt tia sáng vàng rực như tơ xuất hiện từ đầu ngón tay anh, men theo những hoa văn điêu khắc phức tạp lan khắp cánh cổng. Cánh cổng chậm rãi di chuyển, tạo ra âm thanh ầm ầm trên mặt đất trống trải. Ngân Trần thầm giật mình, mỗi lần nhìn thấy Tất Lạp vận dụng hồn lực đều khiến anh ngạc nhiên. Không phải vì hồn lực bao la, sâu xa khó lường trong thân thể của Tất Lạp mà là bởi anh ta như đang tạo nên tác phẩm nghệ thuật, tuyệt đối không dùng hồn lực nhiều hơn một phân nữa cũng không ít hơn một phân. Mỗi tia hồn lực đều chuẩn xác, không hề lãng phí bừa bãi, cho nên trong nhóm vương tước, Tất Lạp từng được cho rằng là kẻ đáng sợ nhất. Bởi vì dù chỉ còn lại hồn lực rơi rớt, anh ta cũng có thể vận dụng nó tạo nên hiệu quả kinh người. Cổng đá dần dần mở rộng, di tích Yêu Tua vĩ đại hoang vắng mang theo bụi bặm cổ xưa vả vào mặt. Chuyện này không thể nào. Thoáng chốc, Tất Lạp và Ngân Trần đều mặt mày trắng bệch, tựa như nhìn thấy địa ngục nhân gian. Kỳ Linh đi đến, nhìn bên trong thành cổ tối đen như mực, cậu hoàn toàn không hiểu tại sao Tất Lạp và Ngân Trần lại sợ hãi như thế. Nơi này giống như lần trước tôi đến mà, cũng tối đen chẳng thấy được gì. Nhưng mà Ngân Trần à, trong đó rất tà quái, lần trước tôi, Kỳ Linh nói xong, nhìn thấy vẻ mặt Ngân Trần càng lúc càng u ám liền dừng lại, cậu hơi lùi về phía sau, đứng bên cạnh U Hoa, thì thầm hỏi. Cô có biết tại sao họ lại như vậy không? Có phải nhìn thấy ma không vậy? Thiên Thúc U Hoa còn tái nhợt hơn cả hai người kia, cô mím môi đến tím ngắt, nhỏ giọng nói với Kỳ Linh, anh còn nhớ cô bé lần trước chúng ta gặp ở đâu không? Nhớ chứ, tên cô ta là Lợi Cát Nhĩ. Tôi còn thấy lạ nữa, lúc trước cô ta đã chết ở trấn chúng tôi nhớ đến đã cảm thấy sởn gai ốc rồi. Không biết cô ta là người hay ma nữa, bất kể cô ta là người, là ma, là quái vật, hay là vong linh, Thiên Thúc U Hoa đè nén nỗi sợ hãi trong giọng nói, bây giờ đều biến mất rồi, trong di tích to lớn chẳng còn lấy một vong linh nào nữa, không có bất kỳ dấu hiệu hồn lực nào cả, tôi không cảm giác được. Đột nhiên Kỳ Linh cảm thấy sau lưng lạnh toát,
như có một con ma đang phả hơi lên cổ mình. Bốn người đứng yên đó, chỉ có gương đồng trên đỉnh đầu ngân trần tỏa ra ánh sáng êm dịu, vây quanh họ là bóng tối vô biên vô hạn, di tích trước mặt như một mộ phần quái lạ khổng lồ, không ai biết bên trong chôn giấu thứ gì. Không khí mà quái kỳ dị này khiến Kỳ Linh sợ hãi. Qua thật lâu, ngân trần mới quay đầu lại, từ tốn nói với Tất Lạp, trong lãnh thổ Ác Lan, ai có thể giết chết hàng vạn vong linh tụ tập ở đây trong thời gian ngắn như vậy? Tất Lạp nhìn di tích tối tăm tĩnh mịch, ánh mắt như biển đen dậy sóng, không ai có thể làm được. Phạm vi do thám của anh được bao nhiêu? Ngân Trần hỏi, không lớn lắm nhưng tuyệt đối không nhỏ. Trong phạm vi tôi cảm giác được, không có bất kỳ dấu hiệu hồn lực nào. Tất Lạp trả lời, cậu và Glan có mạch linh hồn giống nhau, cậu thử cảm ứng xem cậu ta có bên trong không, tôi không làm được. Ngân Trần điềm nhiên, hiện tại, vận hành trong thân thể tôi là một mạch linh hồn hoàn toàn mới, mạch linh hồn của Gilgamesh đã bị phong ấn rồi, không sử dụng được nữa. Tất Lạp quay đầu, khá ngạc nhiên nhìn Ngân Trần. Nhưng anh nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh như tâm trạng chưa từng gợn sóng. Nếu như vậy, chúng ta đừng nên xông bừa vào, không ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Tất Lạp quay người, ngẩng đầu nhìn vòng không tối đen. Chúng ta cần một người có thể thăm dò hồn lực trong phạm vi lớn. Vừa hay tôi biết cô ta đang ở đâu. Nói xong, Tất Lạp giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên cánh cổng đá bên trái. Lòng bàn tay anh bắt đầu bốc lên màn sương vàng ống bao trùm bên ngoài cánh cổng. Trong phút chốc, một quân cờ mới đã ra đời. Đến đây đi, quân cờ này sẽ đưa chúng ta đến chỗ cô ta, vùng biển Ranes, đế quốc Ác Lan phía Tây. Lúc thần âm tỉnh lại, trời đã sáng hẳn. Trên người cô vẫn đắp tấm da báo tuyết, nhưng Ngê Hồng không biết đã đi đâu mất. Cô chạm vào vết thương trên bụng, đã lành lặn rồi, sau đó thử vận hành hồn lực trong cơ thể, hồn lực cũng đã hoàn toàn hồi phục, thậm chí còn dồi dào hơn trước khi bị thương. Cô chui ra khỏi phòng băng nhỏ, vừa đến tia sáng đầu tiên liền nhìn thấy Ngê Hồng toàn thân màu nâu đứng dưới ánh mặt trời, gương mặt hồn nhiên và ngây thơ mang vẻ đẹp tinh khôi. Giây phút này, tựa sát vào thân thể cao lớn của hắn là một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người, đôi chân cô ta thon dài khỏe khoắn, bộ ngực cao vút và làn da trắng ngần được tôn lên bởi làn da màu nâu của Ngê Hồng bên cạnh, trong căng tràn đầy sức quyến rũ. Băng, té ra là đã có chậu rồi à, cô là ai? Thần âm đứng đối diện, cảnh giác hỏi. Tôi à. Tên tôi là Đặc Lôi Á, cô từng nghe tới chưa? Người phụ nữ diễm lệ khẽ giơ tay lên che miệng, tiếng cười như chuông bạc bị gió biển thổi lay động ngân nga, chiếc váy lụa mỏng cũng phất phơ như ẩn như hiện hút hồn người, vương tước cấp 4. Đặc Lôi Á. Sắc mặt thần âm hơi tái đi, đúng vậy, chính là tôi. Cô ta chỉ vào mũi mình, cười quyến rũ, sau đó, đầu ngón tay màu đỏ mảnh khảnh chỉ vào Ngê Hồng. Đây là sứ đồ của tôi, Ngê Hồng. Anh ta là sứ đồ của cô. Thần âm kinh ngạc, bởi vì với tư cách là sứ đồ cấp 2, hồn lực của cô đã cực kỳ đáng sợ rồi. Tuy bình thường chiến đấu cũng giấu thực lực, không ai biết hồn lực thực sự của cô đạt đến mức nào, nhưng bản thân cô vô cùng rõ ràng. Thế nhưng cô có thể cảm nhận được hồn lực của Ngê Hồng không thua gì, thậm chí là vượt xa hồn lực của mình. Ngê Hồng có hồn lực hùng hậu đến vậy, sao chỉ là sứ đồ cấp 4 thôi chứ? Chắc chắn cô đang suy nghĩ Ngê Hồng có hồn lực khổng lồ trong cơ thể, sao lại uổng phí làm sứ đồ cấp 4 thôi phải không? Hai mắt Đặc Lôi Á trắng xóa mù mịt, mông lung nhìn thần âm giống như muốn nhấn chìm cô trong đó, cõi lòng thần âm lạnh ngắt, đó là vì nói một cách nghiêm túc. Ngê Hồng không phải là sứ đồ của tôi, cậu ta là kẻ gặm nhấm thế hệ này. Gió tuyết trong mắt Đặc Lôi Á càng cuộn xoáy kịch liệt, nụ cười cô ta trở nên quái gở và ghê rợn. Mà này, quên nói cho cô biết, cô cũng thế. Cô và Ngê Hồng đều là kẻ gặm nhấm thế hệ này, tôi không hiểu cô đang nói gì, thần âm nhìn Đặc Lôi Á, lạnh lùng nói, cũng đúng, bởi vì cô hoàn toàn không biết mình rốt cuộc là thứ quái vật gì. Cô và Ngê Hồng, nói chính xác là chẳng ai là người cả, ối, Đặc Lôi Á như lỡ miệng nói ra lời bất nhã, thẹn thùng cười. Thật ra tôi cũng chẳng phải là người. Hẳn chúng ta đều là những quái vật được tạo ra, có điều ở đời bọn tôi, từ nhỏ, chúng tôi đã biết mình là quái vật. Mà đời sau bọn tôi, bắt đầu từ thế hệ cô cậu, những kẻ gặm nhấm đều không nhớ được điều này, thế nên, nhiệm vụ nói cho các người biết sự thật liền rơi vào thế hệ đời trước là bọn tôi đây. Thần âm nhìn Đặc Lôi Á trước mặt, trong lòng cô mơ hồ cảm giác bí mật mình vẫn luôn tìm kiếm sắp sửa được vạch trần, U Minh. Vương tước của cô và tôi đều là kẻ gặm nhấm đời trước. Thật ra nó mang tính chất căn bản giống với sứ đồ được ban ấn, sứ đồ là người được vương tước ban cho mạch linh hồn giống họ. Còn kẻ gặm nhấm như chúng ta, từ lúc sinh ra, trong cơ thể đã bị gieo trồng đủ loại mạch linh hồn thí nghiệm, mỗi thế hệ có mấy trăm người, trong quá trình lớn lên,
Có một vài kẻ vì mạch linh hồn không hoàn thiện nên đã chết khi còn là thai nhi, có vài kẻ vì mạch linh hồn quá biến thái và hắc ám cũng không sống được, chết non từ rất sớm. Hơn nữa, những kẻ gặm nhấm cũng sẽ tàn sát lẫn nhau, cuối cùng có thể sống sót thông thường chỉ có 2 đến 3 người mà thôi, cũng chính là những người mạnh nhất. Mạch linh hồn trong cơ thể chúng ta là mạch linh hồn mới tinh trước nay chưa từng xuất hiện ở lãnh thổ Ác Lan. Vì vậy, sức mạnh và thiên phú của chúng ta không giống với vương tước trước kia. Thế nên chắc hẳn cô cũng biết sứ mệnh bẩm sinh của chúng ta rồi, đúng không? Đặt Lôi Á nhìn Thần Âm mặt mũi trắng bệch, tựa như đang chờ câu trả lời của cô, Thần Âm cắn đôi môi tái nhợt, không tiếp lời. Thật ra, trong lòng cô đã thầm đoán được đáp án khiến người ta kinh hoàng kia rồi. Sứ mệnh của chúng ta là tàn sát các vương tước. Chúng ta phải duy trì 7 vị vương tước mãi mãi là đỉnh cao hồn lực của Ác Lan. Nếu chúng ta có thể giết chết một vị vương tước, như vậy chứng tỏ mạch linh hồn và hồn lực của hắn đã thua chúng ta, hắn không đủ tư cách làm vương tước Ác Lan nữa. Ngược lại, nếu chúng ta chết dưới tay họ, chứng tỏ mạch linh hồn gieo trồng trong người chúng ta không đủ hùng mạnh, chúng ta là vật thí nghiệm thất bại. Đặt Lôi Á đưa bàn tay mơn trớn bả vai của Ngê Hồng, cô rõ chưa, vậy cô và U Minh đã giết vương tước nào rồi? Thần Âm khống chế tiếng nói run rẩy, hỏi, chúng tôi à? Đặt Lôi Á cười khanh khách. Hai người chúng tôi giết rất nhiều người, không chỉ có một vị vương tước thôi đâu, cô ta nhìn Ngê Hồng, lại nhìn Thần Âm, rồi đôi mắt trông ra nơi biển khơi xa xăm. Từ nhỏ, tôi và U Minh đã lớn lên cùng nhau, kể từ lúc hiểu chuyện, bọn tôi đã bắt đầu sứ mệnh đao phủ của mình. Đầu tiên là giết sạch mười mấy kẻ gặm nhấm cùng thế hệ, sau đó là giết vô số hồn thú cấp cao. Thiên phú của tôi và U Minh quả thật là một đôi trời sinh. Cô hẳn hiểu rõ vương tước của mình, anh ta có thể dựa vào việc phá hủy tước ấn của hồn thú và nhà hồn thuật, hấp thụ mạch linh hồn của đối phương vào cơ thể mình, không ngừng gia tăng sức mạnh hồn lực bản thân. Còn tôi cảm ứng được hồn lực chuẩn xác trong phạm vi lớn, thật sự là một cỗ máy thăm dò định vị tước ấn được chế tạo cho riêng anh ta. Đặt Lôi Á nhìn khuôn mặt như thiên sứ của Ngê Hồng, nói tiếp. Mà kẻ gặm nhấm đời này còn sống sót cũng chỉ có cô và Ngê Hồng thôi. Vì vậy, tôi và U Minh mỗi người dẫn dắt một người, gọi là sứ đồ của mình. Nhưng lẽ nào cô không phát hiện thiên phú của cô cậu và bọn tôi hoàn toàn khác nhau sao? Vậy bọn tôi cũng phải không ngừng giết người để sống sót ư? Đôi mắt Thần Âm ngấn lệ, đó là đương nhiên. Lúc tôi và U Minh nhìn thấy cô và Ngê Hồng toàn thân đẫm máu đi ra khỏi hang động địa ngục kia, bọn tôi như thể nhìn thấy chính mình năm xưa, trong lòng rất phấn khích. Hai cô cậu cũng còn là thiếu niên bé nhỏ, thân thể mảnh mai, gầy gò tắm trong vũng máu nóng hổi, tỏa ra mùi tanh nồng, dáng vẻ đó nhắc đến thật quá cuốn hút. Cô ta tựa mặt vào lồng ngực để trần của Ngê Hồng, nụ cười trên mặt biến dạng kỳ quái. Thật khéo, nhắc đến cũng trùng hợp, năm đó, tôi và U Minh từng liên thủ săn giết đồng tước, mà hôm qua, cô và Ngê Hồng lại liên thủ giết chết quỷ núi. Hai hồn thú này, một con cất tiếng kêu là có thể hô gió gọi tuyết, một con cất tiếng kêu có thể khiến trời long đất lở, phải công nhận. Trong bản năng của kẻ gặm nhấm luôn có sức hấp dẫn lẫn nhau, Thần Âm nhìn vẻ mặt mờ mịt và ngây thơ của Ngê Hồng. Cô khó tin được một chàng trai mang khuôn mặt tinh như thiên sứ vậy mà lại là kẻ gặm nhấm đôi tay dính đầy máu tươi, mà đáng sợ hơn, bản thân cô cũng là vật thí nghiệm giống như vậy. Lúc ban đầu tiếp xúc với Ngê Hồng, tôi cũng đã biết thiên phú của cậu ta xuất chúng. Vừa bắt đầu, tôi đã phát hiện thực lực mỗi phương diện của cậu ta như tốc độ, sức mạnh, khả năng tái sinh, nguồn hồn lực, cách tạo trận pháp, vân vân, đều đạt đến đỉnh cao. Trong những sứ đồ Ác Lan, không ai có được thiên phú toàn diện như cậu ta, đủ để khiến cậu ta sánh ngang với vương tước. Không những thế, càng về sau tôi càng có nhiều phát hiện thú vị. Thiên phú thực sự của cậu ta không phải là những cái này, mà là bẩm sinh cậu ta không hề có cảm giác đau, không biết sợ và không e ngại bất cứ đối thủ nào, chỉ là cỗ máy giết người hoàn mỹ. Lúc chúng ta chiến đấu không thể nào giữ được hồn lực ở trạng thái tuyệt đối, nhưng Ngê Hồng có thể. Bởi vì cậu ta không biết đau cũng không sợ bị thương, bất cứ lúc nào cũng có thể kích thích hồn lực của mình đạt mức độ cao nhất, đây là một sức mạnh phá hủy tất cả. Ngê Hồng không hiểu được các loại đạo lý phức tạp trong nhân gian, cậu ta chỉ là một người nguyên thủy, không biết nói chuyện, chỉ biết nói tên của mình, cậu ta có bản năng của loài vật, còn tâm tình chỉ là một đứa bé thôi. Mà chỗ hay nhất là cậu ta có bản năng tính dục nguyên thủy, nó khiến hồn lực của cậu ta khi bị kích thích sẽ trở nên hoang dại hơn, bởi vì cậu ta không hiểu chuyện nam nữ. Cho nên lúc tính dục bị kích thích thì hồn lực trong cơ thể cậu ta bùng nổ, cuốn phăng và hủy diệt tất cả. Đặt Lôi Á vừa nói vừa vuốt ve thân thể cường tráng của Ngê Hồng, dọc theo bả vai rộng lớn đến cơ ngực trắng trỏi, rồi một mạch lăn xuống chiếc bụng săn chắc bằng phẳng. Thần Âm thấy gương mặt Ngê Hồng càng lúc càng đỏ, hô hấp càng lúc càng dồn dập,
nhưng vẻ mặt vừa mờ mịt vừa vô tội, hắn chỉ nhìn cô chằm chằm với đôi mắt khẩn thiết. Thần âm cảm nhận được vô số hồn lực cuồn cuộn nổ trong cơ thể hắn như biến động càng lúc càng kịch liệt, trong lòng cô đau nhói. Cô dừng tay đi, ngay lập tức, Đặc Lôi Á dừng tay lại, cười nhạt nhìn thần âm, nói tiếp về phần cô, vốn hôm qua khi xem cô chiến đấu, tôi vô cùng thất vọng, đối với một kẻ gặm nhấm, cô thực sự quá yếu, ngay cả quỷ núi cũng tấn công cô được. Nhưng sau đó, tôi mới phát hiện mình sai rồi, quỷ núi chẳng hề tấn công được cô, mà là cô chủ động để nó tấn công. Thần âm im lặng, bỗng chốc ánh mắt tối đen như mực, Đặc Lôi Á nói tiếp, sau đó, tôi mới phát hiện ra thiên phú của cô. Cô có thể thông qua tấn công của kẻ địch, chuyển thương tích thành hồn lực của mình, thương tổn đến từ mỗi mạch linh hồn khác nhau đầu có thể khiến mạch linh hồn của cô tiến hóa hoàn thiện thêm một bước, sửa chữa phục hồi, do đó càng trở nên biến thái hơn, chỉ cần đối thủ không lập tức giết cô, sau khi hồi phục, hồn lực của cô sẽ càng lợi hại hơn trước. Tôi phải thừa nhận thiên phú của cô và thiên phú của U Minh có hiệu quả giống nhau, đều là loại thiên phú mạnh mẽ không sao tưởng tượng nổi và có tính vượt trội nhất tôi từng thấy. Giây phút ấy, tôi mới biết mục đích thật sự của cô khi đến hòn đảo này. Đó chính là cô muốn tìm được bí mật của Vương Tước Vĩnh Sinh. Một khi học được thiên phú chữa lành gần như cực hạn của ông ta, như vậy cô có thể ngang nhiên đón nhận hết tất cả các đòn tấn công mạnh mẽ nhất. Sau đó, chỉ cần qua một thời gian rất ngắn, cô sẽ trở thành một quái vật hùng mạnh nhất trong lãnh thổ Ác Lan. Đôi mắt trong veo, đen nhánh của Đặc Lôi Á sáng quắc sắc lẻm, lạnh lùng đe dọa nhìn thần âm, tôi nói đúng không, thần âm, hết quyển 1. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.